Khi Diệp Phàm nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tràn đầy tức giận, một cỗ sát khí kinh khủng như tu la bộc phát ra từ người hắn. Ông đúng là một tên súc sinh. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này hét lên từng chữ một. Hắn không ngờ tên này lại làm ra chuyện tàn ác như vậy với những đứa trẻ vô tội, khiến cả con người và thần linh đều phẫn nộ, cực kỳ súc sinh. Vào lúc này, Diệp Phàm sinh ra sát ý cực kỳ mãnh liệt đối với người đàn ông này. Người này, phải chết. Người đàn ông nghe Diệp Phàm nói vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, 100 năm đã trôi qua, không ngờ người trẻ tuổi bên ngoài lại hung hắn như vậy. Cậu có biết không, những lão già trong giới võ đạo của Long Quốc năm đó cũng không dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Ông là tông chủ của Thiên Ma Tông 100 năm trước. Nghe người này nói vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, lạnh lùng hét lên. Đúng vậy, năm đó bản tọa là tông chủ của Thiên Ma Tông, những lão già đó muốn diệt trừ tôi, thật là buồn cười. Người đàn ông này khinh thường nói. Bọn họ không thể tiêu diệt ông, hôm nay tôi tới để tiễn ông lên đường. Diệp Phàm nói xong một câu, liền lập tức bắt đầu di chuyển. Diệp Phàm không hề sử dụng kiếm pháp mà trực tiếp triệu hồi Long Tỷ, kích hoạt Long Tỷ giết về phía đối phương, hiển nhiên là không muốn cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Khi Long Tỷ vừa giết ra, một luồng ánh sáng vàng óng phát ra, trực tiếp trấn áp ma khí ở xung quanh. Đây là Long Tỷ trong truyền thuyết. Vậy mà cậu lại thật sự có được Long Tỷ à? Lúc này, Tông Chủ Thiên Ma Tông kinh ngạc nhìn Long Tỷ. Còn Long Tỷ đã giết đến chỗ ông ta. Thiên Ma Ấn. Lúc này Tông Chủ Thiên Ma Tông thi triển một dấu ấn lớn màu đen để chống lại sự tấn công của Long Tỷ. Ầm ầm. Đòn tấn công của hai người va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn. Tông Chủ Thiên Ma Tông bị trấn áp liên tục rút lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết. Trong mắt Diệp Phàm tràn ngập sát ý vô tận, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng Long Cốt bộc phát ra ngoài, cưỡng ép kích thích uy áp của Long Tỷ. Phá hủy hoàn toàn dấu ấn lớn màu đen của đối phương. Ầm một tiếng, Long Tỷ trực tiếp đánh vào người Tông Chủ Thiên Ma Tông, toàn thân ông ta vỡ thành từng mảnh. Đồ khốn! Tuy cơ thể đã bị phá hủy, nhưng Tông Chủ của Thiên Ma Tông vẫn chưa thực sự chết đi, mà giữ lại một linh hồn đen, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ông ta tốn thời gian 100 năm vất vả chữa trị cơ thể, bây giờ lại bị Diệp Phàm phá hủy, làm sao ông ta có thể cam tâm? Thằng nhóc đáng chết! Nếu cậu đã hủy hoại cơ thể của bản tọa sẽ dùng cơ thể của cậu để trả. Linh hồn của Tông Chủ Thiên Ma Tông lao thẳng về phía Diệp Phàm, trong nháy mắt đã xông vào trong đầu hắn, muốn đoạt xá hắn, khống chế thân thể của hắn. Linh hồn của Tông Chủ Thiên Ma Tông vừa xông vào trong đầu Diệp Phàm, ông ta đã phát hiện ra một điều không thể tưởng tượng được, kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Lúc này, lực lượng tinh thần trong đầu Diệp Phàm đột nhiên bộc phát. Trực tiếp tiêu diệt linh hồn của Tông Chủ Thiên Ma Tông. Khi linh hồn của Tông Chủ này bị tiêu diệt, Diệp Phàm tiếp nhận được tất cả ký ức trong linh hồn của ông ta. Hóa ra đối phương thực sự là Tông Chủ của Thiên Ma Tông 100 năm trước, khi thế lực chính đạo của Long Quốc vây đánh ông ta đã thoát chết nhờ sử dụng chiêu ve sầu thoát xác. Tuy rằng ông ta còn sống, nhưng thân thể lại bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, ông ta ở trong sơn động dưỡng thương trăm năm. Không ngờ ông ta nhẫn nại trăm năm lại bị Diệp Phàm giết chết ngay khi vừa ra khỏi hang, có thể nói là vô cùng đau đớn. Lập tức, trong lúc Diệp Phàm đang tiêu hóa ký ức của đối phương, hắn phát hiện ra điều gì đó nên nhíu mày. A-di-đà Phật. Lúc này, một âm thanh của Phật vang lên trong tai Diệp Phàm. A-di-đà Phật. Sau khi Diệp Phàm giết chết Tông Chủ Thiên Ma Tông, bên tai chợt vang lên một tiếng tụng kinh, liếc mắt liền nhìn thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa đang chắp tay xuất hiện ở đây. Với tư thế rất uy nghiêm. Diệp Phàm khẽ cau mày nhìn người này, đối phương có thể lặng lẽ đến gần nhưng hắn lại không hề hay biết, chứng tỏ thực lực không hề đơn giản. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Lão nạp là huyền chân thủ tọa La Hán đường của chùa Vạn Phật. Lão hòa thượng nhẹ giọng đáp. Lại là chùa Vạn Phật. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đối phương, ông đến đây vì xá lợi sao? Lão nạp đang đi ngao du ở gần đây, đột nhiên thấy yêu khí ngập trời. Nên mới đến đây xem thử. Không ngờ rằng lại nhìn thấy trận chiến giữa công tử và Tông Chủ Thiên Ma Tông. Công tử còn trẻ như vậy đã trở thành tu hành giả, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Huyền Chân từ tốn nói, sau đó lại thấp giọng hỏi, nhưng vừa nghe công tử nói về xá lợi, chẳng lẽ người đã lấy xá lợi trong chùa Vạn Phật và đả thương trưởng lão chấp pháp đường của tôi là cậu sao? Không sai, người là do tôi đánh, xá lợi cũng đang ở trong tay tôi. Ông muốn sao?
Diệp Phàm lạnh lẽo hỏi. Thế nhưng sắc mặt Huyền Trân vẫn điềm tĩnh nói, dựa vào thái độ của công tử, rõ ràng là không muốn trả lại xá lợi cho lão nạp. Rồi ông ta nói tiếp, nhưng xá lợi đấy vốn là di vật của tiền bối chùa Vạn Phật, chính là vật truyền thừa của chùa Vạn Phật, mong công tử hãy trả lại cho lão nạp. Vật truyền thừa sao, thế nhưng các người đã để mất nó, xem ra các người không xứng có được xá lợi này. Diệp Phàm mỉa mai nói, hắn đã lấy được hạt xá lợi này từ lâu, mặc dù vẫn chưa thể nào lý giải được bí ẩn của nó, nhưng trực giác mách bảo với hắn rằng hạt xá lợi này tuyệt đối không đơn giản, vậy nên đương nhiên không thể trả nó về cho chùa Vạn Phật. Đã vào tay hắn thì là đồ của hắn, có ngu ngốc mới trả lại. Công tử nói phải, nhưng lão nạp nhất định phải lấy lại hạt xá lợi này, mong lượng thứ. Hơn nữa sát khí trên người công tử rất nồng, nhân quả đã quấn thân, nếu không sớm thanh tẩy thì một ngày nào đó sẽ tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp rơi vào địa ngục. Vì vậy, tốt nhất công tử nên cùng lão nạp đến chùa Vạn Phật, lão nạp và sư huynh trụ trì sẽ giúp công tử rửa sạch sát khí và nghiệp chướng trên người, sống lại một cuộc đời mới. Huyền Trân thủ tọa La Hán đường của chùa Vạn Phật thao thao bất tuyệt nói với Diệp Phàm. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma hay không thì liên quan gì đến ông? Ông quản quá nhiều rồi đấy. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Công tử, nếu như cậu bị tẩu hỏa nhập ma thì sẽ trở thành tông chủ Thiên Ma Tông thứ hai, mong cậu suy nghĩ cho kỹ càng. Huyền Trân tiếp tục nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau cút khỏi đây đi. Về phần xá lợi, chùa Vạn Phật các người cũng đừng nghĩ đến việc lấy lại nữa. Nó đã thuộc về Diệp Phàm này rồi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Công tử, cậu muốn trở thành kẻ thù của chùa Vạn Phật sao? Cậu có biết chùa Vạn Phật? Huyền Trân vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này còn chưa kịp nói xong, Diệp Phàm đã nhanh chóng ra tay tấn công ông ta. Bùm! Lúc này hai lòng bàn tay chạm vào nhau, một tiếng sấm rền chợt vang lên. Phập, phập, phập! Cả hai ngay lập tức đều lùi về sau. Thực lực thủ tọa La Hán đường của chùa Vạn Phật cao hơn mấy lần so với thực lực trưởng lão chấp pháp đường trước đó, ông ta không chỉ là tu hành giả, mà còn là tu hành giả có thực lực khá cao. Mặc dù Diệp Phàm giao chiến ác liệt với tông chủ Thiên Ma Tông, tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, thế nhưng đòn tấn công vừa rồi của hắn vẫn đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ hai, nhưng đối phương vẫn có thể chặn được, hơn nữa thực lực của ông ta thấp nhất cũng là luyện khí cảnh tầng thứ hai. Không ngờ trong một ngôi chùa lại xuất hiện tu hành giả. Tôi quả nhiên đã đánh giá thấp chùa Vạn Phật các người rồi. Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn Huyền Trân. Công tử, sát khí của cậu thật sự quá nồng, cậu nên cùng tôi đi đến chùa Vạn Phật càng sớm càng tốt, để tôi giúp cậu gột rửa sát khí trên người. Huyền Trân vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt từ bi nhìn Diệp Phàm. Để tôi đi chùa Vạn Phật, ông không sợ tôi sẽ phá hủy chùa Vạn Phật của ông sao? Diệp Phàm hỏi. Chùa Vạn Phật chính là nơi quan trọng của Phật giáo, đừng làm loạn. Huyền Trân trầm giọng nói. Hừ, tôi nhất định muốn náo loạn, ai có thể ngăn cản tôi? Diệp Phàm khinh thường nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Huyền Trân chắp tay lại. Lúc này, Diệp Phàm đấm thẳng về phía Huyền Trân, sức mạnh trong cơ thể đều bộc phát, thậm chí hắn còn thi triển long tượng bàn nhược công, đấm ra long tượng quyền. Khi cú đấm này xuất này, một đợt âm thanh của rồng và voi không ngừng vang lên, sau đó rồng và voi khổng lồ liền hiện ra từ hư không. Ra sức chân áp Huyền Trân. Khi Huyền Trân nhìn thấy bóng dáng của rồng và voi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc, hai tay tạo thành Phật ấn để chống cự lại. Bùm! Đòn tấn công này giống như một quả tên lửa nổ tung vậy, xé nát toàn bộ thung lũng ra thành từng mảnh, một nguồn năng lượng khổng lồ lao thẳng lên trời tạo thành một đám mây nhỏ. Rầm rập! Lúc này Huyền Trân buộc phải lùi lại, đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cơ thể còn khá khỏe đấy, vẫn chưa ngã xuống. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Hắn tiếp tục đấm thêm một cú, sức mạnh long cốt trong cơ thể được kích hoạt hoàn toàn, khiến cú đấm này càng trở nên hung hãn hơn. La Hán kim thân. Huyền Trân hét lớn rồi thi triển tuyệt chiêu, toàn thân ông ta chợt tỏa ra một luồng hào quang Đức Phật ngất trời, khiến cả người ông ta giống như một vị La Hán vừa giáng thế, mạnh mẽ chặn đứng lại cú đấm của Diệp Phàm. Keng. Cú đấm của Diệp Phàm dường như chạm phải kim loại. Phát ra một tiếng vang lớn như sấm rội. Bụp, bụp, bụp. Diệp Phàm lại tiếp tục xuất một quyền, nhưng vẫn bị La Hán kim thân của đối phương đánh bật ra. Ánh mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ông cũng có chút bản lĩnh. Huyền Trân cũng vung tay lên, muốn áp chế Diệp Phàm. Khi ông ta vung tay lên, La Hán kim thân ngưng tụ trên người ông ta cũng giơ lên một lòng bàn tay,
giống như bàn tay từ trên trời rơi xuống áp chế Diệp Phàm. Dưới áp lực của lòng bàn tay này, không khí dường như dập tắt, không gian trở nên méo mó, hình thành một uy thế cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, hắn liền thi triển Ngự Long Quyết, hét lớn, Thăng Long Phá. Bùm! Trong nháy mắt long khí trong cơ thể Diệp Phàm liền bộc phát rồi bao trùm lấy hắn, hắn như thể biến thành một con rồng ẩn nấp ở vực sâu, long khí này nhanh chóng nổ tung lòng bàn tay của La Hán Kim Thân, sau đó lao thẳng về phía Huyền Chân. Huyền Chân nhìn thấy Diệp Phàm hóa thành rồng đang lao về phía mình, sắc mặt liền thay đổi, cấp tốc kích hoạt La Hán Thân Kim để chống cự. Kết quả La Hán Kim Thân đã bị Diệp Phàm làm cho nổ tung. Rầm! Huyền Chân phun ra một ngụm máu, toàn thân bay thẳng ra sau, đập mạnh xuống đất rồi không ngừng nôn ra máu. Lúc này, Diệp Phàm cũng đáp xuống đất, long khí toàn thân cũng tiêu tan, hô hấp dần trở nên dồn dập, toàn thân cũng kiệt sức. Chiêu thức Thăng Long Phá này là một chiêu cao cấp trong Ngự Long Quyết, cần phải tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng đổi lại uy lực cũng rất đáng sợ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức này, uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Lúc này, Diệp Phàm đi về phía Huyền Chân, khinh thường nói, trở về nói với trụ trì của các người, nếu còn dám phái người đến lần nữa, tôi sẽ dẫn quân tàn sát toàn bộ chùa Vạn Phật. Diệp Phàm nói xong liền quay người rời đi. Sau đó Diệp Phàm trở lại Thiên Hải. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại bắt đầu trầm tư. Sau khi hấp thụ xong ký ức linh hồn của tông chủ Thiên Ma Tông, hắn biết được một tin tức khá quan trọng, đó là ma thần Sivu còn có một hậu duệ. Hơn nữa đối phương đã có ý định chiếm đoạt cả thiên hạ và đem tên tuổi của ma thần Sivu một lần nữa tái xuất giang hồ. Tên tông chủ Thiên Ma Tông từ trăm năm trước vì để sống sót, đã nhờ sự giúp đỡ từ hậu duệ của ma thần Sivu, vậy nên linh hồn của ông ta vẫn còn thể tồn tại sau khi cơ thể đã chết, thậm chí còn có thể chiếm được cơ thể của Diệp Phàm, cũng là do ông ta đã tu luyện một môn pháp do hậu duệ của ma thần Sivu truyền lại. Điều này cho thấy thực lực hậu duệ của ma thần Sivu vô cùng cường đại. Hơn nữa bọn chúng còn cùng nhau âm thầm lên kế hoạch, đầu tiên phải đối phó chính là Long Quốc, bởi vì năm đó chính Hiên Viên Hoàng đế tổ tiên của tộc Hiên Viên ở Long Quốc đã đánh bại và giết chết ma thần Sivu, vậy nên bọn họ phải bắt đầu ra tay với Long Quốc. Một khi bọn chúng ra tay, nhất định sẽ lật đổ trật tự xã hội của Long Quốc và gây ra tình trạng bạo loạn triền miên. Đây là điều mà Diệp Phàm không muốn nhìn thấy, nhưng trong ký ức của tông chủ Thiên Ma Tông cũng không có thêm thông tin gì về hậu duệ của ma thần Sivu. Thậm chí ngay cả đối phương trông như thế nào, ở đâu cũng đều không có. Diệp Phàm lập tức liên lạc với Cơ Như Yên và yêu cầu cô ấy báo ngay cho Bách Hoa Lâu để tìm kiếm dấu vết hậu duệ của ma thần Sivu. Cơ Như Yên chết lặng khi nghe tin ma thần trong truyền thuyết Sivu vẫn còn hậu duệ nên đã nhanh chóng ra lệnh cho người điều tra. Lúc này, ở đâu đó trong Long Quốc, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tên Thiên Ma Tông đó đúng là phế vật, thế mà bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Hộ quốc thần tướng Diệp Phàm. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh mãi không thôi. Mấy tiếng sau, Diệp Phàm về đến nhà ở Thiên Hải. Trong biệt thự, Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh đang trò chuyện, thấy Diệp Phàm trở về, đứng dậy nhìn về phía hắn. Anh Tiểu Phàm, anh đã về rồi. Đường Sở Sở mỉm cười nói. Anh rể, lâu rồi không gặp, em nhớ anh chết mất. Trần Tiểu Manh ôm chầm lấy Diệp Phàm. Sao em lại đến đây? Diệp Phàm buông Trần Tiểu Manh ra, nói. Đây cũng là nhà em, sao em không thể đến? Anh rể, không phải anh muốn đuổi em đi, muốn sống cuộc sống thế giới hai người với chị họ đấy chứ? Trần Tiểu Manh tinh nghịch nói, Diệp Phàm trừng mắt nói, biết còn đến. Chị họ, anh rể muốn đuổi em đi. Trần Tiểu Manh đáng thương nhìn Đường Sở Sở, Đường Sở Sở nói, sao anh Tiểu Phàm lại đuổi em đi chứ? Không phải em đã là tộc trưởng hoàng tộc họ Trần rồi sao, sao còn rảnh rỗi như vậy? Diệp Phàm hỏi. Làm tộc trưởng quá nhàm chán, không thể đi ra ngoài chơi, còn phải xử lý một đống chuyện, quá phiền nên em trộm chuồn ra ngoài chơi. Trần Tiểu Manh bĩu môi. Con nhóc này. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Anh rể, chúng ta đi dạo phố đi, đã lâu rồi em không đi dạo phố, đúng lúc chị họ cũng muốn đi dạo. Trần Tiểu Manh đề nghị. Anh Tiểu Phàm vừa mới trở về, để anh ấy nghỉ ngơi đã. Đường Sở Sở nói. Chị họ, chị đối tốt với anh rể thật đó. Trần Tiểu Manh cảm thán. Không sao, anh đi cùng bọn em, cũng lâu rồi không ở cạnh Sở Sở. Diệp Phàm nói thẳng, Đường Sở Sở nghe vậy cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiếp theo ba người bọn họ đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Thiên Hải. Diệp Phàm đảm nhiệm công việc khuân vác cho hai người. Bên ngoài cửa hàng nào đó, Diệp Phàm đang chờ hai người mua đồ, đột nhiên một người đàn ông trung niên đứng trước mặt hắn. Anh là ai? Diệp Phàm nhíu mày nói. Mày và Đường tiểu thư có quan hệ gì? Người đàn ông trung niên này chính là người do Đạm Đài gia tộc phái đến theo dõi Đường Sở Sở. Liên quan gì đến mày? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đường tiểu thư không phải người mà mày có thể mơ ước, lập tức cút khỏi cô ấy, nếu không tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát, sát khí trong mắt làm người không rét mà run. Mày đang uy hiếp tao. Diệp Phàm lạnh mặt, sát khí tu la bao phủ đối phương. Người đàn ông trung niên biến sắc, cả người tản ra khí lạnh, trái tim run lên, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được, hiển nhiên hắn ta xem nhẹ thực lực của Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm lạnh nhạt quát, sát khí tu la đáng sợ kia vọt vào trong cơ thể hắn ta, cả người lạnh lẽo, không dám nói nhiều, vội vàng chạy thoát. Diệp Phàm nhìn bóng dáng của đối phương, nhíu mày, suy đoán xem lại là ai đang theo dõi Sở Sở. Lúc này Đường Sở Sở đi ra, sắc mặt hơi nặng nề. Sao vậy, Sở Sở? Diệp Phàm dò hỏi. Mẹ em gọi điện đến, bảo em lập tức trở về nhà họ Đường. Anh Tiểu Phàm, đột nhiên em có cảm giác không tốt. Đường Sở Sở nói. Không sao, không phải gì đã chấp nhận anh rồi sao, anh trở về cùng em. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, an ủi. Sau đó bọn họ đưa Trần Tiểu Manh về biệt thự, sau đó cùng đi đến nhà họ Đường. Trong đại sảnh nhà họ Đường, bà cụ Đường, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan đều đang ngồi ở đây. Lúc này Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi đến. Bà nội, cha, mẹ. Đường Sở Sở chào hỏi, Diệp Phàm thì gọi chú gì, còn bà cụ Đường, hắn không thèm nhìn, hắn không có ấn tượng tốt về bà cụ này. Mẹ, mẹ vội vàng gọi con đến có chuyện gì không? Đường Sở Sở hỏi Dương Ngọc Lan. Sở Sở, hôm nay gọi con về vì muốn nói với con một chuyện. Con sắp phải kết hôn. Dương Ngọc Lan nói thẳng. Kết hôn. Đường Sở Sở sửng sốt, liếc nhìn Diệp Phàm, nói, mẹ, con và anh Tiểu Phàm còn chưa? Sai rồi, người mà mẹ bảo con kết hôn không phải với cậu ta, mà là thiếu tộc trưởng của Đạm Đài gia tộc. Dương Ngọc Lan vội vàng nói. Thiếu tộc trưởng Đạm Đài gia tộc. Nghe vậy Đường Sở Sở ngẩn người, Diệp Phàm nhíu mày lại. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đường Sở Sở khó hiểu. Sở Sở con nhìn xem, đây là xính lễ của Đạm Đài gia tộc. Bà cụ Đường chỉ vào 10 cái dương đựng chân bảo. Đường Sở Sở ngạc nhiên khi nhìn thấy 10 cái dương đựng hoàng kim phỉ thúy mã não kim cường cùng một đống đồ cổ, châu báu quý hiếm nổi tiếng. Rốt cuộc là sao? Đường Sở Sở gằn giọng nói. Sở Sở, chuyện là thế này. Đường Chính Nhân kể lại mọi chuyện. Con không đồng ý. Đường Sở Sở tức giận nhìn Dương Ngọc Lan. Mẹ, sao mẹ lại đồng ý yêu cầu cầu hôn của bọn họ chứ? Tại sao mẹ không thể đồng ý? Người ta tặng nhiều sính lễ phong phú như vậy, mối hôn sự tốt như vậy, sao mẹ có thể bỏ qua? Khác gì chặt đứt một mối nhân duyên tốt cho con? Dương Ngọc Lan ra vẻ nghĩ cho Đường Sở Sở. Mẹ, không phải mẹ biết con thích anh Tiểu Phàm sao? Hơn nữa lúc trước anh Tiểu Phàm tặng quà sinh nhật cho mẹ, không phải mẹ đã nhận lấy, nguyện ý chấp nhận anh Tiểu Phàm hay sao? Tại sao lại đổi ý chứ? Đường Sở Sở không vui nói. Của cậu ta không tệ lắm, nhưng so với những sính lễ đó thì kém xa, nếu con để ý, hiện tại mẹ có thể trả lại toàn bộ món quà kia cho cậu ta. Dương Ngọc Lan nói xong nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, mặc dù lúc trước cậu làm tôi lau mắt nhìn, nhưng hiện tại Sở Sở đã bị hào môn chân chính coi trọng, cậu không thể so được với người ta, cho nên ngoan ngoãn từ bỏ Sở Sở đi. Bà thấy tiền là sáng mắt. Diệp Phàm cười khẩy. Cậu nói cái gì, tôi chỉ muốn tìm một vị hôn phu tốt cho Sở Sở, chính cậu không có năng lực này còn trách người khác. Sở Sở nhà tôi xinh đẹp như vậy, chồng của con bé nên là người tôn quý nhất, ví dụ như hộ quốc thần tướng vạn người sùng kính, hoặc tiền tài ngập trời như thiếu tộc trưởng Đạm Đài gia tộc, còn cậu không là gì cả, cho nên cậu không có tư cách trở thành con rể của tôi. Dương Ngọc Lan hùng hổ quát mắng. Mẹ! Đường Sở Sở kêu lên. Dương Ngọc Lan lập tức trách mắng cô, đủ rồi, Sở Sở, mẹ chỉ muốn tốt cho con gả cho thiếu tộc trưởng Đạm Đài gia tộc kia, tuyệt đối sẽ không có hại. Đúng vậy, Sở Sở, 3 ngày sau Đạm Đài gia tộc sẽ đón cháu đi kết hôn, cháu phải chuẩn bị cho tốt. Lúc này bà cụ Đường lên tiếng.
ngoài anh Tiểu Phàm, con sẽ không gả cho ai cả. Đường Sở Sở kiên quyết nói. Con. Dương Ngọc Lan tức giận trừng mắt nhìn Đường Sở Sở, lúc này Diệp Phàm lại nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. Nếu anh ta muốn cưới Sở Sở, vậy cứ để anh ta cưới đi. Ngay lúc Dương Ngọc Lan và Đường Sở Sở đang tranh cãi, Diệp Phàm bỗng nhiên lên tiếng, lời nói của hắn khiến cả bốn người trong đại sảnh choáng váng. Bốn người bà cụ Đường, Đường Chính Nhân, Dương Ngọc Lan, Đường Sở Sở đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở vội vàng nhìn Diệp Phàm, đang muốn hỏi, nhưng Diệp Phàm lại nói, Sở Sở đang ở đây chờ gia tộc Đạm Đài của anh ta tới cưới, nhưng anh ta có thể cưới được hay không thì còn phải xem bọn họ có năng lực hay không. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Cậu không được làm loạn, nếu cậu dám làm loạn, phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của Sở Sở, tôi sẽ không buông tha cho cậu. Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm và hét lên lạnh lùng. Ha ha! Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn Đường Sở Sở rời đi. Nếu ba ngày sau tên khốn này dám gây rắc rối, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu ta. Dương Ngọc Lan hừ một tiếng với vẻ mặt phẫn nộ. Bên kia Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói, anh Tiểu Phàm, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không gả cho tên thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài kia, người duy nhất em muốn gả chính là anh. Cô gái ngốc nghếch, có phải em đang lo lắng anh sẽ không cần em không? Diệp Phàm sờ sờ tóc Đường Sở Sở, ôm cô cười nói, yên tâm đi, cho dù em không muốn gả cho anh cũng sẽ không đồng ý, về phần tên thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài kia, muốn tranh giành người phụ nữ của anh, vậy thì phải xem mạng sống của anh ta có đủ cứng hay không. Lúc này trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sự lạnh lùng và vẻ khinh thường. Anh Tiểu Phàm, căn bản là em không quen ai có họ Đạm Đài cả, tại sao bọn họ lại có thể đột nhiên tìm ra em để làm phu nhân của thiếu tộc trưởng nhà bọn họ? Đường Sở Sở tò mò nhìn Diệp Phàm. Có lẽ có liên quan tới thân thể huyền âm của em. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cái thân thể huyền âm này thật sự rất phiền toái. Đường Sở Sở tự lẩm bẩm. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao em chỉ cần nhớ kỹ, có anh ở đây, không ai có thể cướp em đi được. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và nói với vẻ bá đạo, còn Đường Sở Sở thì nhìn hắn, trực tiếp bước tới hôn hắn. Đồng thời, thế giới phương Tây, ngoại vực. Ở thế giới ngoại vực lúc này, do một số tổ chức lớn như Điện Thiên Thần bị tiêu diệt, dẫn đến việc các thế lực quần hùng từ khắp nơi tranh giành tài nguyên. Ngoài ra còn có rất nhiều quốc gia và các thế lực bên ngoài ngoại vực tham gia vào việc này, có thể nói là vô cùng hỗn loạn và chiến đấu xảy ra khắp nơi. Mà ở nơi nào đó ở ngoại vực, lúc này đang tụ tập một nhóm người trùm kín dưới lớp áo choàng đen, mỗi người đều đeo mặt nạ ác ma màu đen, tản ra khí tức lạnh lùng. Người đàn ông đứng đầu có đôi mắt lạnh lùng, đứng đó, mang đến cho người ta một cảm giác áp lực vô hình. Công tử, đội lính tiên phong đã đến đông đủ, ngài có muốn bắt đầu hành động không? Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng đen đi tới phía sau người đàn ông này và cúi đầu nói. Thông báo xuống dưới, trong vòng 3 ngày, tôi muốn toàn bộ thế lực ngoại vực phải đầu hàng. Người đàn ông này lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lùng đến tột độ, khiến người ta phải rùng mình. Vâng, người đàn ông kia gật đầu. Chiếm được ngoại vực thì sẽ coi nơi này như căn cứ, khi quân đội của tộc chúng ta đến hành tinh này. Chúng ta sẽ cho những con người thấp kém này biết tộc của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Trong mắt người đàn ông này có một tia lạnh lùng, hắn ta nở một nụ cười lạnh lẽo, toát ra khí tức nham hiểm khiến người ta cảm thấy như sắp chết. Nhưng mọi người trên khắp thế giới cũng không biết rằng một thảm họa toàn cầu sắp ập đến. Mặt trăng lặn và mặt trời mọc, một ngày mới sắp đến. Diệp Phàm vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Cơ Như Yên, hắn nói, tìm được rồi à. Thiếu chủ. Thật xin lỗi, tôi đã kiểm tra tất cả hồ sơ tình báo trong Bách Hoa Lâu, nhưng không tìm thấy gì về sự tồn tại của gia tộc Đạm Đài. Cơ Như Yên trầm giọng nói. Không tìm thấy. Diệp Phàm cau mày, ánh mắt lóe lên. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường ngày hôm qua, hắn đã nhờ Cơ Như Yên điều tra gia tộc Đạm Đài đột nhiên xuất hiện này. Hắn vốn tưởng rằng gia tộc này là gia tộc ẩn thế nào đó, nhưng không ngờ Cơ Như Yên lại không điều tra ra. Nếu thật sự là gia tộc ẩn thế nào đó thì với mạng lưới tình báo của Bách Hoa Lâu sẽ không thể không phát hiện ra. Đúng vậy, thiếu chủ, gia tộc Đạm Đài này giống như không hề tồn tại ở Long Quốc, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cơ Như Yên trả lời từng chút một. Chẳng lẽ là thế lực của tiểu thế giới Côn Lôn sao? Diệp Phàm lập tức suy đoán. Được, tôi hiểu rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại,
trong mắt lóe lên. Sao vậy, anh Tiểu Phàm? Lúc này Đường Sở Sở đi tới chỗ Diệp Phàm hỏi. Không có gì, hôm nay hai người chúng ta ra ngoài chơi riêng đi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và nói, cô sửng sốt, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Ừ, coi như đây là một buổi hẹn hò của chúng ta. Diệp Phàm gật đầu. Hẹn hò. Trong mắt Đường Sở Sở lấp lánh những ngôi sao nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Tiếp theo, hai người trực tiếp bỏ lại Trần Tiểu Manh, đi trải nghiệm thế giới của hai người. Suốt một ngày, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở đi chơi hết tất cả những địa điểm thú vị ở Thiên Hải, còn nếm thử đủ loại món ngon, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, khiến người ta ghen tị. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Diệp Phàm và Đường Sở Sở cùng nhau trở về nhà, liền thấy Trần Tiểu Manh nhìn họ với ánh mắt oán giận. Tiểu Manh, có chuyện gì vậy? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh và bước tới hỏi. Hừ, chị họ, hai người bọn chị đúng là thấy sắc quên nghĩa, vậy mà bỏ rơi em để lẻn ra ngoài chơi, hai người thật xấu xa. Trần Tiểu Manh bĩu môi, hầm hừ nói. Bọn anh đi hẹn hò, mang theo một cái bóng đèn lớn như em làm gì? Diệp Phàm không đồng tình nói. Hừ, ai là bóng đèn lớn chứ, hai người cứ bắt nạt em không có bạn trai. Trần Tiểu Manh rầm gì nói. Không phải là em thật sự không có bạn trai sao? Diệp Phàm trêu ghẹo. Chị họ, chị nhìn người đàn ông của chị kìa, anh ấy cố ý chọc tức em. Lập tức, Trần Tiểu Manh tỏ ra tủi thân, làm nũng nói với Đường Sở Sở. Được rồi, Tiểu Manh, đừng tức giận, hôm khác chị sẽ cùng em ra ngoài chơi, bù đắp cho em. Đường Sở Sở nắm tay Trần Tiểu Manh và dỗ dành cô ấy. Không được, em cũng muốn tìm một người bạn trai để người ta không gọi em là bóng đèn nữa. Trần Tiểu Manh khịt mũi kiêu ngạo, trợn mắt nhìn Diệp Phàm rồi đi thẳng lên lầu. Con bé này. Đường Sở Sở bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía anh Tiểu Phàm. Anh Tiểu Phàm, anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao? Lần này đâm trúng tim đen của Tiểu Manh rồi, nếu con bé không tìm được bạn trai là sẽ không từ bỏ đâu. Vậy thì để em ấy tìm đi, dù sao em ấy cũng đã lớn rồi. Diệp Phàm không đồng tình nói. Mặc dù con bé Tiểu Manh đã trở thành tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, nhưng con bé vẫn có tính tình của một đứa trẻ, rất ngây thơ, nếu con bé thật sự tìm bạn trai, em chỉ sợ con bé sẽ bị lừa. Vẻ mặt Đường Sở Sở lo lắng nói. Em ấy này rất thông minh, muốn lừa gạt em ấy cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm cong môi. Anh Tiểu Phàm, anh thật sự muốn Tiểu Manh tìm bạn trai sao? Lúc này Đường Sở Sở đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Còn hắn thì sửng sốt nói, có ý gì? Trước đó em cũng dự định để Tiểu Manh làm người phụ nữ của anh, như vậy thì chị em chúng em có thể ở bên nhau mãi mãi, hơn nữa đi theo anh Tiểu Phàm, em cũng không cần phải lo lắng Tiểu Manh sẽ bị lừa. Đường Sở Sở nói. Ặc, nghe được lời nói của Đường Sở Sở, Diệp Phàm sửng sốt, hắn không ngờ Đường Sở Sở lại có ý nghĩ như vậy. Những người phụ nữ khác đều mong muốn người đàn ông của họ suốt đời chỉ có một mình họ. Nhưng Sở Sở lại muốn những người phụ nữ khác làm người phụ nữ của hắn, điều này là điều mà Diệp Phàm không bao giờ ngờ tới. Sở Sở, tại sao em lại nghĩ như vậy? Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, kinh ngạc nói. Anh Tiểu Phàm, em biết với năng lực và sức hấp dẫn của anh, sau này em sẽ không phải là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh, cho nên anh có tìm người phụ nữ khác cũng không sao, chỉ cần trong trái tim anh có một chỗ cho em là được. Đường Sở Sở vẻ mặt thành khẩn nhìn Diệp Phàm nói. Sở Sở, gặp được em đúng là may mắn của anh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở, trực tiếp hôn hắn. Lập tức hai người bọn họ hôn nhau thật cuồng nhiệt. Rất nhanh, Diệp Phàm bế Đường Sở Sở trực tiếp đi vào phòng, hai người lăn lộn trên giường. Tiếp theo, hai người củi khô bốc lửa, tình cảm mãnh liệt tràn ra xung quanh. Anh Tiểu Phàm, yêu em đi. Đường Sở Sở rên rỉ nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe được lời nói của Đường Sở Sở. Trong lòng như lửa đốt và định hành động, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau như kim đâm, sắc mặt thay đổi, đột nhiên buông Đường Sở Sở ra rồi ngồi sang một bên, ôm chặt ngực. Anh Tiểu Phàm, anh sao vậy? Lúc này Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, nhanh chóng đứng dậy, tỏ vẻ quan tâm nói. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra à? Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt nặng nề nói. Anh có muốn em tìm người đến khám cho anh không? Đường Sở Sở lo lắng nói. Anh là bác sĩ, tìm người làm gì? Yên tâm, anh không sao cả,
chỉ là vừa rồi anh cảm thấy trong lòng đột nhiên đau đớn thôi, không có chuyện gì. Diệp Phàm lắc đầu, Đường Sở Sở nhìn hắn, anh Tiểu Phàm, vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi. Sở Sở, thực xin lỗi. Sau đó Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói, cô khẽ mỉm cười, anh Tiểu Phàm, chuyện này đâu có gì phải xin lỗi, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người phụ nữ thực sự của anh, không cần nóng vội lúc này. Và vào thời điểm trái tim Diệp Phàm như bị kim đâm, trong hang động trên núi Cửu Long, đại sư phụ của hắn đang ngồi trên giường bệnh đột nhiên rên rỉ, khóe miệng tràn ra máu. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Đại sư phụ của Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Chẳng lẽ thực sự phải? Đại sư phụ nhẹ giọng nói, trong đầu hiện lên một bóng người, chính là Diệp Phàm. Không biết cậu nhóc này thế nào rồi? Đại sư phụ của Diệp Phàm tự lẩm bẩm với chính mình, trong ánh mắt lộ ra chút nhớ mong. Và nếu những người quen biết bà ấy nhìn thấy biểu cảm này, chắc chắn bọn họ sẽ rất sốc. Rất nhanh, trong chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Phàm buông bỏ tất cả, dành hết thời gian cho Đường Sở Sở, ngày nào cũng giải cơm chó, khiến Trần Tiểu Manh tức giận đến mức suýt nữa bỏ nhà đi. Đương nhiên, trong lúc ngọt ngào ở bên nhau, Diệp Phàm cũng không quên hướng dẫn dạy dỗ Đường Sở Sở tu luyện, đồng thời cũng thỉnh thoảng kiểm tra thực lực của thuộc hạ tăng lên như thế nào. Với tài nguyên tu luyện trong long mạch, thực lực của thuộc hạ Diệp Phàm đã tăng lên rất nhanh. Ngày này chính là ngày mà gia tộc Đạm Đài đã hứa sẽ đến đón Đường Sở Sở về gia tộc Đạm Đài để làm lễ kết hôn. Lúc này, trong nhà họ Đường, Dương Ngọc Lan không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa. Sao con bé này còn chưa đến? Nếu lát nữa người của gia tộc Đạm Đài đến mà không thấy người đâu thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Dương Ngọc Lan nói không ngừng. Ngọc Lan, tôi không nghĩ cuộc hôn nhân này có thể thành công được đâu. Chúng ta không thể ép Sở Sở kết hôn với một người mà con bé chưa từng gặp mặt chỉ vì một chút lợi ích nào đó. Đường Chính Nhân nhìn Dương Ngọc Lan nói, lời nói của ông ta trực tiếp khiến cho Dương Ngọc Lan và bà cụ Đường cùng nhau phản bác. Đường Chính Nhân, ông biết cái gì? Gia tộc Đạm Đài đó mạnh như vậy thì làm sao thiếu tộc trưởng của bọn họ có thể tệ được? Sở Sở có thể gả cho người ta chính là do duyên phận đã tu luyện 8 đời của nó, làm sao có thể bỏ lỡ như vậy được? Dương Ngọc Lan hừ lạnh với Đường Chính Nhân. Chính Nhân, hiện tại cuộc hôn nhân này không chỉ liên quan đến hạnh phúc của Sở Sở, mà còn liên quan đến tương lai của cả nhà họ Đường. Nếu chúng ta có thể leo lên gia tộc Đạm Đài, thì nhà họ Đường hoàn toàn có thể vươn lên, không còn bị giới hạn ở thiên hải nhỏ bé này nữa. Với sự hỗ trợ của gia tộc Đạm Đài, nhà họ Đường cũng có thể trở thành gia tộc đứng đầu Long Quốc, đây sẽ là một việc làm rạng danh tổ tiên. Nếu con phản đối thì con chính là tội nhân của toàn bộ nhà họ Đường, lúc đó làm sao con có thể đối mặt với tổ tiên của nhà họ Đường được. Bà cụ Đường nhìn Đường Chính Nhân và nói với vẻ nghiêm túc, trực tiếp đưa sự việc lên một tầm cao mới, nếu Đường Chính Nhân dám phản đối lần nữa thì ông ta sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Đường Chính Nhân thay đổi, ông ta cũng trầm mặc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chẳng bao lâu, một lượng lớn người xuất hiện bên ngoài nhà họ Đường, ước chừng có mấy trăm người. Tất cả đều mặc trang phục thống nhất, vô cùng phô trương, người dẫn đầu chính là ông lão của gia tộc Đạm Đài kia. Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện, vẻ mặt của Dương Ngọc Lan và bà cụ Đường đều thay đổi. Tiền bối, ngài đã tới rồi. Dương Ngọc Lan nhanh chóng bước tới chào đón. Bà Đường, Đường tiểu thư đâu rồi, cô ấy đã chuẩn bị xong chưa? Ông lão nhìn Dương Ngọc Lan và nói thẳng. Cái này, Dương Ngọc Lan nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Bà ta liếc mắt nhìn về phía bà cụ Đường vội vàng bước tới nói, đại nhân, mời ngài ngồi xuống trước, Sở Sở đang chuẩn bị, sẽ lập tức đến ngay. Thật sao, sao tôi lại nghe nói bên cạnh Đường tiểu thư có một người đàn ông, hơn nữa 2 người họ còn ở cùng nhau. Ông lão này lạnh lùng nói, nhìn bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan bằng một đôi mắt vô cùng áp bức. Xoẹt, xoẹt, lập tức, vẻ mặt của bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan đều thay đổi, trông có chút khó coi. Dương Ngọc Lan vội vàng giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn của Sở Sở, bọn họ tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì cả. Tốt nhất giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì, người phụ nữ mà thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài chúng ta muốn lấy chỉ có thể là một người phụ nữ thì có một thân thể còn trinh nguyên, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chạm vào, nếu không phải thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đến lúc đó, e rằng toàn bộ nhà họ Đường cũng sẽ không còn tồn tại được nữa. Ông lão này hét lên với vẻ mặt uy nghiêm.
Lời nói của ông ta đáng sợ đến mức Dương Ngọc Lan suýt chút nữa đã quỳ xuống đất, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm tuyệt đối không được làm gì Sở Sở, nếu không bọn họ sẽ xong đời. Tôi sẽ đợi thêm 10 phút nữa, nếu Đường tiểu thư vẫn chưa xuất hiện thì... Ông lão lạnh lùng nói, nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong thì một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, không cần đợi, người đã ở đây rồi. Ầm ầm ầm. Lúc này, bên ngoài nhà họ Đường vang lên từng đợt tiếng gầm rú rung chuyển núi non, giống như động đất. Đám người của bà cụ Đường, Dương Ngọc Lan và ông lão kia đều nhìn ra bên ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở ngoài nhà họ Đường, vô số chiến sĩ xông vào, chen đầy nhà họ Đường, ngoài cửa cũng có rất nhiều chiến sĩ, nhìn không thấy cuối. Cảnh tượng này làm người nhà họ Đường sợ ngây người. Những chiến sĩ kia tách sang hai bên, nhường ra một con đường. Diệp Phàm nắm tay Đường Sở Sở đi vào, phía sau hắn là đám người Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ Nhị Hổ. Lão giả gia tộc Đạm Đài nhìn về phía Đường Sở Sở, lúc ông ta nhìn thấy Diệp Phàm nắm tay Đường Sở Sở, nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này Dương Ngọc Lan hét lên, hôm nay cậu xuất hiện ở đây làm gì? Đi nhanh đi, đừng chậm trễ chuyện tốt của Sở Sở. Mẹ, đủ rồi, con sẽ không bao giờ gả cho thiếu tộc trưởng gia tộc Đạm Đài kia. Đường Sở Sở nói, Đường tiểu thư, nhà họ Đường các ngươi đã nhận xính lễ của gia tộc Đạm Đài, hiện giờ ngươi đã là người của gia tộc Đạm Đài, không phải ngươi muốn gả hay không gả. Nếu ngươi không gả, có lẽ người nhà họ Đường sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Vị lão giả kia nói thẳng. Đường Sở Sở biến sắc, nói, ông đang uy hiếp tôi. Lão Hủ chỉ đang nhắc nhở ngươi, nếu các ngươi đã nhận xính lễ của gia tộc Đạm Đài, vậy bắt buộc phải kết hôn. Vị lão giả kia quát. Sở Sở là vợ của ta, gia tộc Đạm Đài các ngươi muốn đoạt phụ nữ với tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Người của ngươi. Vị lão giả kia lạnh lùng nói, có lẽ trước kia quan hệ giữa ngươi và Đường tiểu thư không tệ, nhưng sau hôm nay, Đường tiểu thư không còn liên quan gì đến ngươi nữa, nếu ngươi dám mơ ước Đường tiểu thư, giết không tha. Dứt lời, mấy trăm người mà ông ta mang đến tản ra khí thể sát phạt. Muốn giết ta, vậy phải hỏi xem những người khác có đồng ý hay không. Diệp Phàm cười nói. Giết! Giết! Mấy vạn chiến sĩ quân Thiên Sách cùng hô to, bọn họ cùng tản ra khí thế sát phạt, trấn áp khí thế của mấy trăm cao thủ của gia tộc Đạm Đài. Một đám con kiến. Vị lão giả kia khinh thường nói, ông ta bước lên lao về phía Diệp Phàm. Ầm. Nhưng ông ta vừa mới xuất hiện trước mắt Diệp Phàm đã bị đối phương đánh bay ra ngoài. Phụt. Vị lão giả này bay ra xa hơn 10 mét, nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu. Những người khác do ông ta mang đến nhìn thấy cảnh này thì biến sắc. Phải biết rằng lão giả này là đại quản gia của gia tộc Đạm Đài, thực lực luyện khí tầng 7, cho dù trong gia tộc Đạm Đài cũng là cao thủ đứng đầu. Bây giờ lại bị một hậu bối thế tục đánh bại, nếu truyền đến gia tộc Đạm Đài, đủ gây ra chấn động. Lúc này vị lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Một người trẻ tuổi thế tục nhưng thực lực lại đạt đến loại trình độ này. Không thể nào. Lúc này Diệp Phàm bước về phía đại quản gia gia tộc Đạm Đài, nhìn từ trên cao xuống, khinh thường nói, với chút thực lực đó cũng muốn giết ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ông ta nói. Người chết không cần biết mấy thứ này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Rắc. Diệp Phàm giẫm nát xương ngực của ông ta, trái tim vỡ nát. Đại quản gia gia tộc Đạm Đài trực tiếp tắt thở, chết không nhắm mắt. Giết. Diệp Phàm ra lệnh, đám người Hiên Viên Bất Bại, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ Nhị Hổ đều bước vào hàng ngũ tu hành, thực lực bất phàm. Chưa đầy một phút, mấy trăm thành viên gia tộc Đạm Đài bị giết sạch. Diệp Phàm nhìn về phía bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan, tôi không quan tâm các ngươi muốn làm gì, nhưng Sở Sở là người phụ nữ của tôi, nếu mấy ngươi muốn gả cô ấy cho người khác, trừ khi tôi chết, nếu không đời này đừng mơ tưởng. Bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan bị dọa sợ, run lẩy bẩy. Tại sao cậu ta lại có thể triệu tập nhiều chiến sĩ như vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? Dương Ngọc Lan lắp bắp nói. Sắc mặt của bà cụ Đường cực kỳ khó coi. Tôi đã sớm nói Tiểu Phàm không phải người thường, vừa rồi có ít nhất mấy vạn chiến sĩ, nhưng đều nghe theo lệnh của cậu ấy, chắc chắn thân phận của cậu ấy cực cao. Đường Chính Nhân nghiêm túc nói, sau đó ánh mắt lóe lên, nói tiếp, thậm chí tôi hoài nghi cậu ta là hộ quốc thần tướng. Hộ quốc thần tướng. Nghe thấy bốn chữ này, bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan đều giật mình sợ hãi, đồng thanh nói, không có khả năng.
Sao cậu ta có thể là hộ quốc thần tướng? Hộ quốc thần tướng là người có thể tiêu diệt một quốc gia, còn Diệp Phàm, cho dù có thể triệu tập mấy vạn chiến sĩ cũng kém xa vị hộ quốc thần tướng kia. Dương Ngọc Lan phủ định. Bà cụ Đường cũng nghĩ như vậy, hiển nhiên hai người bọn họ không tin Diệp Phàm sẽ là hộ quốc thần tướng đứng đầu Long Quốc. Sau khi Diệp Phàm và Đường Sở Sở rời khỏi nhà họ Đường, quay trở về biệt thự, nhưng lúc này trong biệt thự lại xuất hiện một đám phụ nữ xa lạ. Trong những người này có hai gương mặt quen thuộc, đó là trai chủ Từ Hàng Tĩnh trai và lão trai chủ. Hiện tại hai người đều đứng sau ba bà lão đầu bạc, nhìn như người hầu. Ba bà lão đầu bạc này mặc áo bào trắng, sắc mặt lạnh băng. Các ngươi là người của Từ Hàng Tĩnh trai trong tiểu thế giới Côn Luân. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lúc nhìn thấy hai vị trai chủ kia, Diệp Phàm đã đoán được thân phận của ba người này. Có thể làm hai vị trai chủ cam nguyện theo hầu, vậy chỉ có thể là cao thủ Từ Hàng Tĩnh trai đến từ tiểu thế giới Côn Luân. Ngươi biết không ít. Đúng vậy, chúng ta là trưởng lão Từ Hàng Tĩnh trai đến từ tiểu thế giới Côn Luân. Một người trong ba bà lão đầu bạc lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi đến báo thù hay mang đi thân thể huyền âm? Diệp Phàm nói. Báo thù, cũng mang đi thân thể huyền âm. Bà lão bạc đầu nói. Hộ quốc thần tướng, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng đứng trước mặt ba vị trưởng lão, ngươi vẫn kém xa, nên ngoan ngoãn nhận sai đi, có lẽ có thể miễn chết. Lão trai chỉ Từ Hàng Tĩnh trai lánh đời nói thẳng. Kém xa. Ta thấy bọn họ mới là người kém xa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngông cuồng vô tri. Một bà lão đầu bạc trong đó tung ra một chưởng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh ra một quyền, bộc phát toàn bộ lực cửu long cửu tượng, va chạm với một chưởng của đối phương, phát ra tiếng nổ động trời. Bà lão đầu bạc lùi về sau, hai người còn lại thì kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thực lực của người này không đơn giản, cùng lên. Sau đó ba trưởng lão cùng ra tay, từng người thi triển tuyệt kỹ đánh về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm và ba người chiến đấu kịch liệt, phát ra vô số tiếng nổ động trời. Ập. Lại một tiếng vang lớn, Diệp Phàm thi triển Thăng Long Phá, cả người hóa thành một chân long, mạnh mẽ phá tan công kích của bà lão đầu bạc này, đánh bay ba người bọn họ. Ba bà lão nằm trên mặt đất hộc máu, bị thương nặng, mở to mắt, rất khó tin vào kết quả này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, người của Từ Hàng Tĩnh trai chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Với thực lực của các ngươi, vợ của ta đi theo có thể học được gì? Lãng phí. Lời nói sỉ nhục này của Diệp Phàm làm cho ba bà lão đầu bạc tức giận đến mức hơi thở hỗn loạn. Bốp bốp bốp. Đúng lúc này một tiếng vỗ tay vang lên. Lại một đám người tu hành xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông trung niên lạnh lùng, đang vỗ tay nhìn hắn với vẻ thưởng thức. Quả nhiên là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, thực lực đủ mạnh. Người đàn ông trung niên này nói. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Ba vị trưởng lão Từ Hàng Tĩnh trai nghe vậy thì biến sắc, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao người này còn trẻ vậy lại mạnh đến thế, thì ra là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Các người lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tại hạ là hộ pháp Trích Tinh Các đến từ tiểu thế giới Côn Luân, vâng lệnh các chủ đến mời chủ nhân Tử Vi Đế Tinh đến Cửu Dương Tông một chuyến. Người đàn ông trung niên này nói thẳng. Không có hứng. Diệp Phàm từ chối. Người này vẫn chưa tức giận, nói tiếp, có lẽ ngươi còn chưa rõ tình hình trước mắt. Tình hình gì? Diệp Phàm bĩu môi. Tin tức chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh ra đời đã lan truyền khắp tiểu thế giới, những thế lực cao thủ trong tiểu thế giới không muốn bị ngươi cưỡi trên đầu trong tương lai, cũng không muốn nghe lệnh từ ngươi. Bởi vậy bọn họ định giết chết ngươi, nhổ cỏ tận gốc trước khi mệnh cách đế tinh của ngươi chân chính thức tỉnh. Người đàn ông trung niên này nói. Nghe vậy Đường Sở Sở biến sắc. Lo lắng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, không ngờ bọn họ lại coi trọng ta như vậy. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, ta không nói chuyện giật gân, hiện tại các thế lực lớn trong tiểu thế giới đều phái ra các cao thủ đến đây chém giết ngươi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa thức tỉnh mệnh cách đế tinh, cho nên ngươi không phải đối thủ của những người đó. Nhưng nếu ngươi trở về Trích Tinh Các cùng ta, với thực lực của Trích Tinh Các, không ai dám động đến ngươi. Vị hộ pháp Trích Tinh Các này nói. Nói dễ nghe vậy, Trích Tinh Các các ngươi sẽ có lòng tốt cứu ta không tiếc đắc tội với các thế lực ở tiểu thế giới. Ta thấy các ngươi cũng không có ý tốt. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên còn định nói tiếp, nhưng Diệp Phàm lạnh lùng quát, lập tức biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, đắc tội.
Vì an toàn của ngươi, ta đành phải cưỡng ép mang ngươi đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, ra tay nhanh như chớp. Diệp Phàm thi triển Ngự Long Quyết, tránh thoát khỏi bàn tay của ông ta. Xem ra ông muốn đánh một trận. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hắn gọi ra Long Tỷ, thúc giục lực lượng, đánh về phía hộ pháp Trích Tinh Các. Ầm, Long Tỷ phát ra kim quang ngập trời, bay thẳng về phía người đàn ông kia. Hộ pháp Trích Tinh Các biến sắc, bộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển bí pháp, ngăn cản đòn này. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ông ta bị đánh bay ra ngoài, hộc máu. Diệp Phàm đang định thúc giục Long Tỷ lần nữa, đối phương lại biến mất tại chỗ. Chạy rất nhanh. Diệp Phàm thu hồi Long Tỷ. Lúc này hai bóng người xuất hiện, chính là hai vị trưởng lão của Sở Tài Quyết, lúc này bọn họ nhuốm đẫm máu, cực kỳ chật vật. Các ngươi bị sao vậy? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Thiếu chủ, xin trở về Sở Tài Quyết thế giới với chúng ta. Hai vị trưởng lão kêu lên. Thiếu chủ, ý các người là sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Thiếu chủ, cha ngài là người sáng lập Sở Tài Quyết thế giới, bởi vậy người là thiếu chủ của Sở Tài Quyết thế giới. Một vị trưởng lão nói. Nghe vậy Diệp Phàm biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Thiếu chủ, hiện tại không có thời gian nhiều lời, người không đến Sở Tài Quyết, vậy chí bảo do chủ nhân để lại sẽ bị người khác cướp đi. Hai vị trưởng lão sốt ruột nói. Sở Tài Quyết với tư cách là một tổ chức duy trì trật tự giữa các quốc gia trên thế giới, có lai lịch vô cùng bí ẩn, không ai biết ai đã thành lập tổ chức này. Nhưng tổ chức này xuất hiện rất bí ẩn, ngay khi xuất hiện đã có thực lực khiến tất cả các quốc gia trên thế giới phải khiếp sợ, ngay cả những tổ chức đẳng cấp thế giới mạnh như Liên minh Chúng Thần cũng không dám tùy tiện ra tay với Sở Tài Quyết thế giới. Tổng bộ của Sở Tài Quyết nằm trên một hòn đảo ở châu Âu. Trên toàn bộ hòn đảo tập hợp các tài quyết sứ giả của Sở Tài Quyết trong 3.000 thế giới, bọn họ chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định giữa các quốc gia, ngăn chặn những cuộc nổi loạn lớn giữa các quốc gia. Nhưng hôm nay trên hòn đảo này lại được canh phòng nghiêm ngặt, không ai được phép tùy ý ra vào, hình như sắp có sóng gió ập đến. Trong sảnh chính của Sở Tài Quyết, 6 tài quyết lĩnh chủ đang ngồi ở đây, trong số đó Súc Sinh Đạo lĩnh chủ nói, bây giờ hai người Hắc Bạch đã chạy thoát, chắc chắn gã đang tìm kiếm kẻ đó. Chúng ta phải lấy được bảo vật kia càng sớm càng tốt, nếu không chúng ta sẽ không thể đấu lại kẻ đó. Vùng đất chứa bảo vật được bảo vệ bởi lực lượng thần kỳ, liệu 6 người chúng ta có thể mở được không? Địa ngục đạo lĩnh chủ lạnh lùng nói. Mặc dù lực lượng đó rất mạnh, nhưng với lực lượng của 6 người chúng ta cộng lại, không phải là không thể mở được. Atula đạo lĩnh chủ nói thẳng. Ngay lập tức, 4 lĩnh chủ Atula đạo, Súc Sinh đạo, Quỷ đói và Địa ngục đạo đều liếc nhìn về phía Nhân đạo lĩnh chủ và Thiên đạo lĩnh chủ. Trong số 6 người bọn họ, thực lực của Thiên đạo lĩnh chủ và Nhân đạo lĩnh chủ là mạnh nhất, chỉ đứng sau người sáng lập Sở Tài Quyết và sở trưởng Sở Tài Quyết kia. Nhưng hiện tại người sáng lập đã biến mất nhiều năm, sở trưởng Sở Tài Quyết cũng không còn ở đây, cho nên bọn họ là những người có thực lực mạnh nhất trong Sở Tài Quyết thế giới. Đi thôi, Thiên đạo lĩnh chủ trực tiếp nói. Lúc này, 6 người bọn họ tiến về phía một cung điện nằm sâu trong đảo. Nửa giờ sau, một chiếc trực thăng bay thẳng về phía hòn đảo. 3 bóng người trực tiếp nhảy từ trực thăng xuống, đó là Diệp Phàm và Hắc Bạch trưởng lão. Ngay khi bọn họ vừa tiếp đất, một số lượng lớn tài quyết sứ giả đã lao tới, bao vây bọn họ. To gan, các người định làm gì? Trưởng lão áo bào đen nhìn đám người này hét lên. Hai vị trưởng lão, 6 lĩnh chủ đã ra lệnh, hai người phản bội Sở Tài Quyết. Một khi bị phát hiện, ngay lập tức bắt lại. Một trong những tài quyết sứ giả trực tiếp nói. Khốn kiếp, người phản bội Sở Tài Quyết thật sự chính là 6 người bọn họ, ngay lập tức cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Trưởng lão mặc áo bào đen hét lên với vẻ mặt đầy sát khí, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể gã bộc phát, đánh bật tất cả tài quyết sứ giả. Diệp Phàm huy động tinh thần lực, quét ánh mắt thẳng về phía trung tâm hòn đảo. Bọn họ hẳn là ở bên đó. Diệp Phàm chỉ. Hắc Bạch trưởng lão nhìn về phương hướng Diệp Phàm chỉ, sắc mặt thay đổi, trưởng lão áo bào trắng nói thẳng, nơi đó là nơi chủ nhân cất giữ bảo vật, quả nhiên bọn họ muốn ra tay với báo vật kia, chúng ta phải lập tức đi ngăn cản bọn họ. Sau đó, 3 người bọn họ tiến sâu vào trung tâm hòn đảo, tất cả tài quyết sứ giả chặn đường bọn họ trên đều bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ Diệp Phàm đã có hiểu biết nhất định về mối quan hệ giữa hắn và Sở Tài Quyết thế giới. Trên máy bay, Hắc Bạch trưởng lão kể chi tiết cho hắn biết, Sở Tài Quyết thế giới là do cha hắn là Diệp Thiên Long sáng lập,
lúc đầu đối phương tìm tới 6 vị tài quyết lĩnh chủ, dạy cho mỗi người một bộ công pháp, sau đó thành lập sở tài quyết với mục đích duy trì trật tự bình thường của thế giới. Không lâu sau khi thành lập sở tài quyết, Diệp Thiên Long biến mất, nhưng ông đã giữ lại một trong những thuộc hạ của mình để làm sở trưởng sở tài quyết và lãnh đạo 6 tài quyết lĩnh chủ. Tuy nhiên, nghe nói cha của Diệp Phàm trước khi rời đi đã để lại một bảo vật trong sở tài quyết, không ai biết bảo vật này là gì, nhưng có lời đồn rằng ai sở hữu được bảo vật này sẽ vô địch thiên hạ, trở thành người đứng đầu thế giới này. 6 tài quyết lĩnh chủ đã thèm muốn bảo vật từ lâu, nhưng do sự tồn tại của sở trưởng sở tài quyết nên không ai dám ra tay. Khi biết được sự tồn tại của Diệp Phàm từ Hắc Bạch trưởng lão, bọn họ đã có ý định cưỡng chế Diệp Phàm để lấy được bảo vật kia, nhưng không ngờ lại thất bại. Tuy nhiên, sau khi trở về thì phát hiện sở trưởng sở tài quyết đã biến mất, vì vậy bọn họ đã lộ ra toàn bộ tham vọng của mình, trực tiếp nắm quyền điều hành sở tài quyết. Sau khi Hắc Bạch trưởng lão biết được âm mưu của bọn họ đã bí mật chạy trốn và tìm thấy Diệp Phàm. Mọi chuyện đã diễn ra như thế. Sau khi Diệp Phàm biết được chuyện đã xảy ra, hắn cực kỳ chán ghét 6 tài quyết lĩnh chủ. 6 tên này là do cha hắn tạo ra, bây giờ lại dám phản bội cha hắn, muốn chiếm đoạt bảo vật cha hắn để lại, thật là quá ghê tởm. Không lâu sau, 3 người Diệp Phàm đã đến chỗ sâu nhất trong trung tâm hòn đảo. Nơi đây có một cung điện màu đỏ như máu, 6 vị tài quyết lĩnh chủ đang cùng nhau tấn công cung điện này, những làn sóng ánh sáng từ cung điện phát ra, chặn đòn tấn công của 6 người bọn họ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi 3 người Diệp Phàm xuất hiện, 6 người bọn họ cũng ngừng tấn công, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. Các người đến cũng nhanh thật. Địa ngục đạo lĩnh chủ nhìn đám người Diệp Phàm rồi hừ lạnh nói. 6 người dám phản bội chủ nhân, đáng chết vạn lần. Trưởng lão mặc áo bào đen nhìn 6 người bọn họ, giận dữ hét lên. Chủ nhân đã biến mất nhiều năm như vậy, nghe đồn ông ấy đã chết từ lâu, sao lại nói là chúng tôi phản bội? Súc sinh đạo lĩnh chủ khinh thường nói. Tôi ghét nhất là những kẻ phản bội. Các người được cha tôi tạo ra, bây giờ lại phản bội ông ấy, đúng là đáng chết. Diệp Phàm nhìn 6 người này, lạnh lùng hét lên. Thằng nhóc, khẩu khí lớn thật, trước đây chỉ dựa vào sự bảo vệ của người khác. Bây giờ cậu dám tới đây, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Quỷ đói đạo lĩnh chủ lạnh lùng hét lên. Bắt lấy hắn, biết đâu hắn có thể mở được cửa của cung điện này, giúp chúng ta lấy được bảo vật. Lúc này, ánh mắt thiên đạo lĩnh chủ sáng ngời nói. Ngay lập tức, 4 vị lĩnh chủ quỷ đói đạo, địa ngục đạo, Atula đạo và súc sinh đạo đồng thời lao về phía Diệp Phàm. Sắc mặt Hắc Bạch trưởng lão trở nên nghiêm túc, lao ra quyết chiến với 4 người này. Khi một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, cơ thể của Hắc Bạch trưởng lão bị đánh lùi lại. Thực lực của bọn họ và tài quyết lĩnh chủ có sự chênh lệch rất lớn, đặc biệt là bây giờ lấy 4-2, bọn họ không có chút lợi thế nào. Trong nháy mắt, 4 người bọn họ đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, 4 cỗ áp lực kinh khủng bao trùm lấy hắn, khiến hắn không còn đường lui. Bang! Diệp Phàm nhìn 4 người này, hắn tung ra một cú đấm, trực tiếp đánh chúng 4 người cùng một lúc, một tiếng sấm vang lên. Vào lúc này, toàn bộ lực lượng của 4 người bọn họ và Diệp Phàm bộc phát, giống như lũ lụt làm vỡ đê, va vào nhau, phát ra những tiếng ầm ầm. Bích bích bích. Chỉ cần một đòn, cơ thể của 4 người này đều bị đánh lùi, mặt đỏ bừng, khí tức rối loạn. Về phần Diệp Phàm, cơ thể hắn cũng lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Thực lực của 4 tài quyết lĩnh chủ này quả thực rất đáng sợ, sức chiến đấu của mỗi người ít nhất cũng phải từ luyện khí cảnh tầng 5 trở lên, 4 người bọn họ hợp sức. Kết hợp với công pháp mà bọn họ tu luyện, sức chiến đấu của bọn họ còn kinh khủng hơn cường giả luyện khí cảnh tầng chính. Nếu như bây giờ thực lực của Diệp Phàm không tăng lên nhiều thì hắn thật sự không chịu nổi. Chỉ là bây giờ lĩnh chủ thiên đạo và nhân đạo còn chưa ra tay, nếu bọn họ ra tay, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Quả nhiên là con của chủ nhân, thực lực rất mạnh. Thiên đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì đánh. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Ngay lập tức, lĩnh chủ thiên đạo và nhân đạo cùng lúc ra tay tấn công Diệp Phàm. Khi 2 người này tung ra một trưởng của người trước ẩn chứa lực lượng to lớn, giống như thiên đạo giáng xuống, tràn đầy áp bức, còn trưởng của người sau thì bình thản không có gì, nhưng mang lại cảm giác nguy hiểm ăn sâu vào tận xương tủy. 2 người này thực lực cực kỳ mạnh, ít nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Diệp Phàm sử dụng long tượng bàn nhược công và ngự long quyết. Bộc phát toàn bộ lực lượng của lực lượng long tượng, long khí và lực lượng long cốt ra ngoài,
lực lượng do bảy sư phụ truyền dạy cũng bùng nổ ra ngoài. Đòn này chấn động trời đất. Ầm, ầm, ầm. Một loạt tiếng động lớn chói tai vang lên. Cuộc tấn công của ba người đã phát ra những gợn sóng năng lượng càn quét về phía toàn bộ hòn đảo, các khu vực kiến trúc lớn trên toàn bộ hòn đảo đều bị phá hủy, các tài quyết sứ giả bị áp chế nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả cơ thể của bốn tài quyết lĩnh chủ và Hắc Bạch trưởng lão cũng bị đánh bật ra sau. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm lui về phía sau, đau đớn kêu lên một tiếng, còn cơ thể hai tài quyết lĩnh chủ cũng lùi về phía sau, vẻ mặt nghiêm trọng, khí tức rối loạn. Lực lượng mạnh thật. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, lực lượng bộc phát từ một trưởng của hai người này không giống lực lượng của người tu hành bình thường, nó rất đặc biệt, không chỉ bọn họ, mà cả lực lượng do bốn tài quyết lĩnh chủ còn lại khi bộc phát cũng không phải là lực lượng tu hành thông thường, vô cùng đặc biệt. Cùng lên đi. Thiên đạo lĩnh chủ hét lên. Sáu người trực tiếp xếp thành một hàng, mỗi người dùng bí quyết của mình, lẩm bẩm trong miệng. Thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, quỷ đói đạo, địa ngục đạo. Sáu người đồng thanh hét lên, một lực lượng khủng khiếp bùng phát từ cơ thể mỗi người. Sáu cỗ lực lượng này, toát ra khí tức khác nhau, có loại. Phát ra khí thế của thiên đạo, có loại bình dị không có gì, cũng có loại phát ra sát khí đáng sợ. Thậm chí còn có khí tức từ địa ngục tràn ra. Vào lúc này, sáu cỗ lực lượng này bộc phát, lơ lửng trong không trung, hóa thành sáu vòng ánh sáng, giống như sáu lỗ đen, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực của đòn này đã hoàn toàn vượt qua luyện khí cảnh, đạt đến một tầng cao hơn. Đối mặt với đòn này, Diệp Phàm cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Mắt hắn mở to, triệu hồi Long Tỷ, chiến đấu bằng tất cả lực lượng của mình. Phút. Dưới một đòn này, Diệp Phàm phun ra máu, thân thể lùi lại, tuy nhiên, một ngụm máu trong miệng hắn lại bất ngờ kỳ lạ lao về phía cung điện, trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Một giây tiếp theo, trong cung điện truyền đến một tiếng nổ lớn, từng chùm ánh sáng nở rộ, cửa cung điện trực tiếp mở ra. Mở rồi. Lúc này, sáu tài quyết lĩnh chủ, Hắc Bạch trưởng lão và Diệp Phàm đều giật mình khi nhìn thấy cung điện mở ra. Trước tiên bắt hắn lại rồi hãy vào. Thiên đạo lĩnh chủ hét lên. Sáu người bọn họ một lần nữa huy động sáu cỗ lực lượng để áp chế hoàn toàn Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, có một âm thanh xé gió phát ra từ bên trong cung điện, sáu tia sáng khác nhau bắn ra từ đó, bắn thẳng về phía sáu tài quyết lĩnh chủ. Sáu tài quyết lĩnh chủ lập tức cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ từ sâu trong linh hồn, chưa kịp suy nghĩ đã trực tiếp kích hoạt sáu tia lực lượng để chống lại với sáu tia sáng. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, một loạt âm thanh sấm sét vang lên. Lực lượng của sáu tài quyết lĩnh chủ ngay lập tức bị tiêu diệt, cơ thể của bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, từng người một ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Lúc này, bọn họ nhìn chằm chằm vào sáu tia sáng với vẻ mặt khó tin. Sáu tia sáng tản ra, lộ ra trước mắt bọn họ sáu loại vũ khí có hình dạng khác nhau. Khí tức tản ra từ sáu loại vũ khí này có phần giống với khí tức sức mạnh của sáu người bọn họ. Nhưng nó mạnh mẽ và thuần khiết hơn, giống như một phiên bản lậu và một phiên bản chính vậy. Chẳng lẽ đây là chí bảo do chủ nhân để lại sao? Sáu người kia nhìn chằm chằm vào sáu vũ khí này, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Còn Diệp Phàm nhìn sáu loại vũ khí kỳ lạ này, ánh mắt cũng chớp chớp. Trong giây tiếp theo, sáu vũ khí này đột nhiên lao về phía Diệp Phàm, lập tức dung hợp vào trong cơ thể hắn. Không! Thấy chí bảo mà bọn họ đã mong muốn từ lâu cứ như vậy bị Diệp Phàm thu được mà không tốn bao nhiêu công sức, sắc mặt sáu vị tài quyết lĩnh chủ này thay đổi, khó có thể chấp nhận sự thật này, bọn họ tuyệt vọng lao về phía Diệp Phàm. Giờ phút này, bởi vì Diệp Phàm nhận được sáu loại vũ khí này, cả người hắn sững sờ, đứng bất động ở đó, mà sáu vị tài quyết lĩnh chủ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mỗi người đều dùng một chưởng đập thẳng vào người hắn. Thiếu chủ, Hắc Bạch trưởng lão ở phía xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ thay đổi, lo lắng hét lên. Ngay lúc sáu vị tài quyết lĩnh chủ cho rằng Diệp Phàm sắp chết, trong cơ thể bọn họ đột nhiên sinh ra một lực hút mạnh mẽ, lực hút này trực tiếp bắt đầu cắn nuốt sức mạnh đã được tu luyện nhiều năm trong cơ thể sáu người bọn họ. Công pháp mà sáu người bọn họ tu luyện nhiều năm như thế đều là do cha của Diệp Phàm truyền thụ, mà khi bọn họ tu luyện công pháp này, mỗi bên trong cơ thể bọn họ cũng sinh ra một cỗ lực lượng tương ứng, đó chính là uy lực bọn họ vừa bộc phát. Sáu cỗ lực lượng này không phải là chân khí, cũng không phải là linh khí, nói chung là hết sức kỳ lạ và mạnh mẽ.
Chính là dựa vào 6 cỗ lực lượng này mà 6 người bọn họ mới có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ Diệp Phàm chợt bắt đầu cưỡng ép cắn nuốt 6 cỗ lực lượng mà bọn họ phải tu luyện nhiều năm mới có này, điều này làm cho 6 đại tài quyết lĩnh chủ khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn họ muốn thoát khỏi thân thể Diệp Phàm, nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện bàn tay của mình đã dính chặt vào thân thể Diệp Phàm, giống như có một lực hút rất lớn hút bàn tay của bọn họ, khiến bọn họ giãy giụa mãi cũng không dứt ra được. Mà lực lượng trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng chảy về phía thân thể Diệp Phàm. Tại sao có thể như vậy? Sao lại như thế? 6 đại tài quyết lĩnh chủ điên cuồng hét lên. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy mới có được lực lượng cường đại như hôm nay, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy mà trao cho Diệp Phàm? Chặt tay! Thiên đạo lĩnh chủ trực tiếp quát lên. Ông ta trực tiếp vung tay trái chém về phía tay phải của mình, hiển nhiên là muốn chặt đứt cánh tay này của mình để thoát khỏi Diệp Phàm. Mà 5 người còn lại cũng bất chấp tất cả, lần lượt làm theo. Nhưng vào lúc này, hai mắt Diệp Phàm mở ra, lộ ra ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, kêu lên, muộn rồi. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến 6 đại tài quyết lĩnh chủ khiếp sợ đã xảy ra. Xoẹt! Khi Diệp Phàm mở chiếc hộp mạch thiên uyên đưa, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong chiếc hộp này có một loại quả đỏ tươi, tỏa ra linh khí dồi dào. Đây là linh quả sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đúng, đây là một quả linh quả cấp 2, phải 2000 năm mới có thể mọc ra một quả. Mạch Thiên Uyên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây khi ở núi Cửu Long, hắn đã từng nhìn thấy linh quả và biết rằng linh quả này là loại trái cây hấp thụ linh khí của trời đất mà có, là tài nguyên vô cùng quý giá để tu luyện. Linh quả cũng có cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, từ cấp 1 đến cấp 9. Cấp bậc càng cao thì linh khí ẩn chứa trong linh quả càng mạnh, một khi ăn nó và luyện hóa thì sức mạnh sẽ tăng lên càng cao. Nhưng hiện tại linh khí của trái đất đã cạn kiệt, linh quả cực kỳ hiếm, kể từ khi xuống núi, thứ linh quả duy nhất mà Diệp Phàm nhìn thấy chính là linh quả do tộc trưởng của sở tộc, sở trường sinh cho hắn. Khi đó, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều nhờ sự trợ giúp của linh quả đó, không ngờ rằng Mạch Thiên Uyên cũng có một quả linh quả ở đây, và nó dường như còn mạnh hơn linh quả của sở tộc. Ông lấy linh quả cấp 2 này từ đâu ra? Diệp Phàm nhìn Mạch Thiên Uyên, tò mò nói. Đánh giá theo cấp độ linh khí trời đất hiện tại trên trái đất, gần như không thể tạo ra được một loại linh quả có cấp độ này. Tôi lấy được linh quả này từ một vùng đất cấm, trước đó tôi rời đi để tìm linh quả này, giúp thiếu chủ tăng cường thực lực. Mạch Thiên Uyên nhìn Diệp Phàm, nói từng chút một. Vùng đất cấm. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thế giới này còn có vùng đất cấm sao? Tuy nhiên, hắn cũng không truy cứu quá nhiều về điều này, ngược lại nhìn về phía Mạch Thiên Uyên, nói, cảm ơn. Thiếu chủ, đây là việc tôi nên làm, coi như quà gặp mặt tặng thiếu chủ đi. Mạch Thiên Uyên trầm giọng nói, nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu chủ, linh quả này sau khi bị hái xuống thì nên dùng càng sớm hiệu quả càng tốt, cậu mau dùng nó đi. Được, Diệp Phàm gật đầu. Tiếp theo, bọn họ cùng những người còn lại của sở phán quyết trực tiếp tìm chỗ ở. Diệp Phàm cũng trực tiếp bế quan để dùng linh quả cấp 2 kia. Chủ nhân, thiếu chủ không hề làm ngài thất vọng. Lúc này, Mạch Thiên Uyên tự lẩm bẩm, trong mắt sáng ngời. Mà ở nơi ở của tộc thiên sứ, những giọng nói giận dữ lần lượt vang lên. Một thiên sứ 4 cánh và 4 thiên sứ 2 cánh cứ như vậy mà chết đi. Tộc thiên sứ của chúng ta còn chưa chính thức tới đây đã bị đả kích nặng nề như vậy, đây đúng là một sự sỉ nhục đối với tộc thiên sứ chúng ta. Người đâu? Lập tức tìm ra kẻ sát hại 5 người bọn họ, giết chết không thương tiếc. Danh dự của tộc thiên sứ chúng ta không thể bị xúc phạm. Giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy uy nghiêm này vang vọng trong đại điện của tộc thiên sứ. Vâng, thưa tộc trưởng. Một giọng nói khác phát ra. Và phía trên một vùng biển nào đó ở phương Tây, có một địa điểm bí ẩn cực kỳ nổi tiếng, được gọi là Tam Giác Quỷ Bermuda. Nơi này được các nước phương Tây coi là khu vực cấm. Bởi vì bất kỳ tàu thuyền hay máy bay nào đi qua nơi này đều sẽ biến mất không dấu vết một cách khó hiểu, hơn nữa cũng không hề để lại một chút tin tức nào để điều tra, ngay cả radar vệ tinh của các nước cũng sẽ lập tức mất tín hiệu trong khu vực này, dần dần nơi này bị coi như khu vực cấm, bất kỳ máy bay, tàu thuyền nào đi qua khu vực này đều phải đi đường vòng. Và dưới vùng biển của Tam Giác Quỷ Bermuda, cách đó hơn chục nghìn mét, có một thành phố ngầm bí ẩn. Cả thành phố trông tràn đầy không khí của sự đau thương. Như thể đã trôi qua vô tận 5 tháng. Ngay phía trên thành phố có một số chữ lớn, thành phố Atlantis.
Tuy nhiên, dù thành phố này chìm dưới đáy biển nhưng không có nước biển tràn vào thành phố, như thể nó đã bị một sức mạnh bí ẩn nào đó hoàn toàn chặn ở bên ngoài thành phố. Trong thành phố cực kỳ lớn, không thua kém gì diện tích của một thành phố bình thường. Và ở vị trí trung tâm của thành phố có một tòa cung điện tráng lệ. Đúng lúc này, trong cung truyền đến một thanh âm lạnh lùng, thần chủ đã chết, lập tức tìm ra kẻ nào đã làm ra chuyện, và phái người đi tiếp quản liên minh của các vị thần, thực hiện kế hoạch trước dự định. Vâng. Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, tại Long Quốc, Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ nào đó có một tòa phủ cổ, bên ngoài một căn phòng trong phủ này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài thời cổ đại, buộc tóc dài, ăn mặc như thời cổ, đứng đây chắp tay sau lưng. Kẽo kẹt. Lúc này, cửa phòng mở ra, một thanh niên với mái tóc dài, đường nét rõ ràng, dáng người cao lớn, mặc một bộ áo dài màu trắng bước ra, toát ra khí chất phi thường. Cha! Thanh niên này lên tiếng gọi người đàn ông trung niên kia một cách kính trọng. Vũ Nhi, lần bế quan này thực lực của con đã tăng lên rất nhiều. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên này và bình tĩnh nói. Cha, không biết cô gái có thân thể huyền âm kia có bị mang về hay không? Nếu có thân thể huyền âm trợ giúp, con tin tưởng thực lực của con có thể càng cao hơn. Người thanh niên nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi thẳng. Lúc này, người đàn ông trung niên cau mày, vẻ mặt có chút tức giận, người thanh niên nhìn thấy liền hỏi, cha, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cha đã sai đại quản gia đi đưa xính lễ, hy vọng lấy cớ kết hôn để mang cô ta về, vốn dĩ mọi việc đều suôn sẻ, nhưng khi quản gia đến đón cô gái có thân thể huyền âm kia, cả ông ta và mấy trăm người mà ông ta dẫn theo đều bị giết chết, không ai sống sót trở lại. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, mà ông ta chính là Đạm Đài Minh, tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài. Và thanh niên trước mặt này là con trai của ông ta, Đạm Đài Vũ, thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài. Xoẹt! Đạm Đài Vũ nghe được lời của cha mình, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, không ngờ ở thế tục lại có cường giả mạnh mẽ như vậy, đối phương hẳn là cũng nhắm vào thân thể huyền âm, cha đã phái người đi điều tra. Đạm Đài Minh nói, cha, để con đi đi, con sẽ đích thân mang thân thể huyền âm về. Lúc này Đạm Đài Vũ trực tiếp nói. Đạm Đài Minh liếc nhìn Đạm Đài Vũ, nói, được rồi, con cũng nên đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền ra từ trong phòng Diệp Phàm đang ở. Một hơi thở khủng bố bộc phát ra từ căn phòng này. Trong nháy mắt, tất cả cửa ra vào và cửa sổ trong toàn bộ căn phòng đều nổ tung, thậm chí trên tường còn xuất hiện những vết nứt. Đúng là một tiếng động lớn, thực lực của thiếu chủ đã đạt đến trình độ nào, mà lại đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, Hắc Bạch trưởng lão xuất hiện ở đây với vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu chủ hẳn là đã thành công đạt tới trúc cơ. Mạch Thiên Uyên thờ ơ nói. Sau đó, Diệp Phàm bước ra khỏi căn phòng đã trở thành căn phòng đổ nát kia. Diệp Phàm của hiện tại có một đôi mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ. Toàn bộ khí chất của hắn dường như đã trải qua những biến đổi kinh thiên động địa, tản ra khí thế siêu phàm thoát tục. Chúc mừng thiếu chủ đã thành công trúc cơ. Mạch Thiên Uyên lập tức cung kính chúc mừng Diệp Phàm. Ông thật sự rất thông minh, vậy mà có thể đoán được tôi đã thành công trúc cơ. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Hôm qua sau khi Diệp Phàm ăn linh quả và trải qua một ngày đêm luyện hóa, nhờ vào linh quả cấp 2 giúp đỡ mà hắn đã thành công trúc cơ, trở thành một cường giả cảnh giới trúc cơ. Người tu hành sau khi đạt đến cảnh giới luyện khí cấp 9, sẽ bắt đầu bước vào trúc cơ, một khi trúc cơ thành công, mới có thể tiến vào cảnh giới trúc cơ. Trong số những người tu hành, chỉ có những người đã thành công trúc cơ mới có thể được gọi là người tu hành chân chính, cảnh giới luyện khí chỉ có thể được coi là quân dự bị của người tu hành. Nhưng trúc cơ lại không đơn giản như vậy, một khi trúc cơ không thành công sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho bản thân, người bị nhẹ thì thực lực sẽ suy giảm. Người nghiêm trọng hơn thì trúc cơ sẽ không thể thành công được nữa. Nhưng với năng lực bẩm sinh của Diệp Phàm, cộng thêm linh quả cấp 2, việc trúc cơ thành công tự nhiên rất đơn giản. Hiện tại hắn có thể được coi là một người tu hành chân chính, đương nhiên là ở hạng cuối cùng trong số những người tu hành. Lần này nhờ có linh quả của ông mà tôi mới có thể thành công trúc cơ. Diệp Phàm nhìn Mạch Thiên Uyên, cảm ơn ông ta. Chỉ cần có thể giúp thiếu chủ là đủ rồi. Thiếu chủ. Trong sở phán quyết này còn sót lại một ít người, tôi sẽ giao tất cả bọn họ cho thiếu chủ. Lúc này, Mạch Thiên Uyên trầm giọng nói.
Hửm, ý ông là sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Mạch Thiên Uyên. Tôi phải đi rồi, Mạch Thiên Uyên nói. Rời đi, đi đâu? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Mục đích của tôi ở đây là chờ một ngày nào đó thiếu chủ tới lấy đồ mà chủ nhân để lại. Bây giờ thiếu chủ đã lấy được đồ vật mà chủ nhân để lại, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tiếp theo, tôi còn phải đi hoàn thành các nhiệm vụ khác mà chủ nhân đã giao phó. Mạch Thiên Uyên cúi đầu với Diệp Phàm và nói. Diệp Phàm nhìn Mạch Thiên Uyên, không nói nhiều, vậy được rồi. Thiếu chủ, giữ gìn sức khỏe. Mạch Thiên Uyên nói một câu liền rời khỏi nơi này. Tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp trở về Long Quốc cùng với Hắc Bạch trưởng lão và hơn 1.000 sứ giả phán quyết còn lại. Trải qua gần 10 tiếng, Diệp Phàm cuối cùng cũng trở lại Thiên Hải. Cùng lúc đó, một nhóm người xuất hiện bên ngoài biệt thự của đường Sở Sở. Người cầm đầu là Đạm Đài Vũ, thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài, đằng sau anh ta là mấy chục bóng người, mỗi người đều có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cấp thấp nhất đã đạt tới cấp độ thần cảnh, phần lớn đều là cường giả cảnh giới luyện khí, thậm chí còn có những người có thực lực còn mạnh hơn cả cảnh giới luyện khí. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi đám người Đạm Đài Vũ xuất hiện, đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh, Tư Thiên Thiên và Lâm Thi Âm bước ra ngoài. Mà đám người Hiên Viên Bất Bại, Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Quân Chủ Long Kỵ, Đại Hổ và Nhị Hổ cũng lần lượt xuất hiện ở đây, bọn họ đều được Diệp Phàm đặc biệt sắp xếp ở đây để bảo vệ Sở Sở. Các người là ai? Đông Phương Hạo Thiên nhìn Đạm Đài Vũ, lạnh lùng hét lên. Đạm Đài Vũ liếc nhìn đám người này rồi nói, không ngờ ở thế tục này lại có nhiều người có tài năng tu hành bẩm sinh như các người vậy, thật sự làm người khác không ngờ được. Anh là ai? Lúc này đường Sở Sở đi tới, nhìn Đạm Đài Vũ, trực tiếp hỏi. Xoẹt. Đạm Đài Vũ nhìn đường Sở Sở, ánh mắt tập trung, trong mắt sáng ngời, nói, cô chính là người có thân thể huyền âm kia. Đường Sở Sở nghe đối phương nói như vậy, cô cau mày, lạnh lùng nói, anh là ai? Đạm Đài Vũ, thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài, chồng tương lai của cô. Đạm Đài Vũ nói thẳng. Anh là thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài kia sao? Đường Sở Sở kinh ngạc nhìn đối phương. Đúng vậy, hôm nay tôi tới đây chỉ có hai việc, một là đưa cô về để kết hôn với tôi, hai là tìm ra kẻ sát hại người của gia tộc Đạm Đài của tôi và giết người đó. Đạm Đài Vũ nói đơn giản và rõ ràng. Lập tức, sắc mặt đường Sở Sở trầm xuống, ánh mắt lóe lên, cô đang định nói điều gì đó thì giọng nói của Diệp Phàm vang lên, vậy thì ngại quá, hôm nay anh không thể thực hiện được cả hai việc này. Xoẹt. Diệp Phàm vừa nói xong, bóng người của hắn liền xuất hiện ở chỗ này. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hét lên. Chủ nhân. Đám người Đông Phương Hạo Thiên kính cẩn gọi Diệp Phàm. Đạm Đài Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, lạnh lùng nói, anh là ai? Người đàn ông của cô ấy, kẻ sát hại người của gia tộc Đạm Đài của anh. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Xoẹt. Khi Diệp Phàm vừa nói ra, sắc mặt Đạm Đài Vũ đã thay đổi trong nháy mắt, trong mắt anh ta lóe lên sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, anh chính là kẻ đã giết chết quản gia. Ông ta muốn cướp vợ của tôi, cho nên tôi giết ông ta, anh cũng muốn cướp vợ của tôi, cho nên anh. Diệp Phàm nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, tản ra sát khí lạnh lùng. Sao vậy, anh muốn giết tôi à? Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Xoẹt. Diệp Phàm không có nói nhảm, hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía Đạm Đài Vũ. Bùm! Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm lao về phía mình, anh ta đột nhiên ra tay, tung ra một chưởng và trực tiếp chiến đấu với Diệp Phàm. Với một tiếng động lớn, cơ thể của Đạm Đài Vũ bay ra ngoài. Thiếu tộc trưởng! Lúc này, vẻ mặt của bốn cường giả đi theo Đạm Đài Vũ và có sức mạnh vượt quá cảnh giới luyện khí đều thay đổi, họ trực tiếp lao tới đỡ anh ta. Phụt! Đạm Đài Vũ ho một lúc, miệng hộc máu và sắc mặt tái nhợt. Anh dám làm thiếu tộc trưởng bị thương. Lập tức, bốn cường giả của gia tộc Đạm Đài trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hai người trong số họ lao về phía Diệp Phàm, mỗi người tung ra một chưởng, chân nguyên đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể bọn họ. Sau khi người tu hành đã thành công trúc cơ, sức mạnh linh khí vốn được hấp thụ trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Và chân nguyên là sức mạnh do người tu hành tu luyện ra. Đáng sợ hơn nhiều so với chân khí của võ giả. Khi hai cường giả cảnh giới trúc cơ này bộc phát ra chân nguyên của mình, hư không nổ vang, không khí biến mất, tạo thành một áp lực kinh khủng. Mà trên mặt Diệp Phàm lại không có biểu cảm gì cả, đấm ra hai quyền,
chống đỡ đòn tấn công của hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ này. Bùm, bùm. Một tiếng nổ chói tai của chân nguyên vang lên, năng lượng ngút trời quẻ tới, mọi người xung quanh đều bị thổi bay ra ngoài. Phụt, phụt. Hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ của gia tộc Đạm Đài hộc máu và bay ra ngoài. Xoẹt. Khi bọn họ bay ra ngoài, Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới chỗ bọn họ, hắn vung tay ra như tia chớp, trực tiếp tóm lấy cổ của bọn họ. Rắc, rắc. Lập tức tiếng hai chiếc xương bị gãy vang lên. Hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Phàm bẻ gãy cổ, thân thể cả hai đập mạnh xuống đất khiến mặt đất sụp đổ. Lúc này, Đạm Đài Vũ và những người còn lại trong gia tộc Đạm Đài đều thay đổi sắc mặt, đều kinh ngạc đến ngẩn người, đặc biệt là hai vị cường giả đã vượt qua cảnh giới luyện khí và đạt tới cảnh giới trúc cơ kia, bọn họ đều có vẻ mặt rất nặng nề. Anh thật sự đã bước vào cảnh giới trúc cơ. Lúc này, Đạm Đài Vũ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Với tài năng của anh ta và tài nguyên của toàn bộ gia tộc Đạm Đài bồi dưỡng, bây giờ anh ta cũng chỉ mới ở cảnh giới luyện khí cấp 9, nhưng bây giờ người thế tục này đã thành công trúc cơ, điều này đương nhiên là đả kích rất lớn đối với Đạm Đài Vũ. Diệp Phàm không hề nói nhảm với Đạm Đài Vũ, trực tiếp lao thẳng về phía bọn họ. Thiếu tộc trưởng, ngài rút lui trước đi. Chúng tôi sẽ ngăn anh ta lại. Lúc này, còn lại hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ hét lớn, hai người đồng thời tấn công về phía Diệp Phàm. Mỗi người thi triển một chiêu. Bùm, bùm. Diệp Phàm tung ra hai quyền, khiến hai người ngay lập tức bay ra ngoài, thân thể nổ tung giữa không trung, không còn sót lại một mảnh xương nào. Tuy rằng Diệp Phàm vừa mới thành công trúc cơ, nhưng bởi vì hắn đã tu luyện mấy công pháp lớn và có long cốt trong người, còn ăn được linh quả cấp 2, nên thực lực hiện tại của hắn còn đáng sợ hơn các cường giả trúc cơ cấp 3, cấp 4. Mà Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm giết chết cường giả cảnh giới trúc cơ giống như giết chết một con chó, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đúng là đế tinh chi chủ mới, còn chưa thức tỉnh vận mệnh đế tinh, đã thành công trúc cơ. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị tấn công Đạm Đài Vũ thì một giọng nói lớn đột nhiên vang lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị ra tay với Đạm Đài Vũ, từng bóng người lần lượt xuất hiện ở đây, toát ra uy áp khủng bố. Tất cả những người này cộng lại có tới mấy trăm người. Hơn nữa toàn bộ đều là người tu hành, những người có thực lực thấp nhất cũng đã tiến vào cảnh giới luyện khí cấp 5. Dẫn đầu nhóm người này là năm ông lão râu tóc bạc phơ, tản ra khí tức đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ cơ thể họ thậm chí còn đáng sợ hơn khí tức của những cường giả cảnh giới trúc cơ. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng nói, các người lại đến từ đâu vậy? Tôi là ngũ trưởng lão của thiên điện Côn Lôn. Một trong những ông lão mặc áo bào trắng nói thẳng. Mà câu nói vừa rồi chính là do ông ta nói ra. Lại là thiên điện. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lùng, nhìn bốn ông lão còn lại, các người cũng là người tiểu thế giới Côn Lôn sao? Tôi là tam trưởng lão của Thanh Vân Môn ở Côn Lôn. Tứ trưởng lão của Thiên Dương Tông ở Côn Lôn. Tiếp theo, bốn ông lão này lần lượt lên tiếng. Họ đều là những trưởng lão của các tông môn lớn ở tiểu thế giới Côn Lôn, bao gồm cả thiên điện, tổng cộng có người của năm tông môn lớn tập trung ở đây. Các người đến đây để giết tôi à? Diệp Phàm cong môi. Tử vi đế tinh chi chủ, nếu như cậu bằng lòng đầu hàng thiên điện của tôi, thiên điện có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Ngũ trưởng lão của thiên điện trực tiếp nói. Ngũ trưởng lão, không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi giết tử vi đế tinh chi chủ sao? Ông làm vậy là có ý gì? Lập tức, bốn vị trưởng lão của các tông môn lớn khác đều bất mãn nhìn vị ngũ trưởng lão của thiên điện. Giết chết một đế tinh chi chủ chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tại sao không gia nhập thiên điện của chúng tôi, để cho thiên điện bồi dưỡng cậu ta thật tốt? Ngũ trưởng lão của thiên điện lạnh nhạt nói, trong mắt sáng ngời. Hừ, tôi thấy thiên điện của các người muốn lợi dụng đế tinh chi chủ để khiến toàn bộ tiểu thế giới Côn Lôn phải phục tùng các người đúng không? Tứ trưởng lão của Thiên Dương Tông khịt mũi khinh thường. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn tôi phục tùng thì chỉ có trong mơ thôi. Muốn giết tôi, đó càng là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt cứng rắn, bộ dạng không hề coi trọng năm tông môn lớn này. Xoẹt. Lúc này, ngũ trưởng lão của thiên điện bước lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tử vi đế tinh chi chủ, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có chắc chắn là sẽ không phục tùng thiên điện của tôi không? Muốn đệ tử của tôi phục tùng với thiên điện của các người. Thiên điện của các người đúng là kiêu ngạo. Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên.
Cổ Tam Thông mặc bộ áo dài màu xám và bước từng bước đi về phía này. Nhị sư phụ. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông, trực tiếp hét lên. Xoẹt. Ngũ trưởng lão của Thiên Điện và các trưởng lão của bốn tông môn khác đều liếc nhìn về phía Cổ Tam Thông. Ông chính là người trước đây đã đánh bại trưởng lão chấp sự của Thiên Điện. Ngũ trưởng lão của Thiên Điện nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông và trầm giọng nói. Đúng vậy. Cổ Tam Thông bình tĩnh trả lời. Ông thuộc thế lực nào? Vị ngũ trưởng lão này nhìn Cổ Tam Thông và lạnh lùng nói. Ông lo quá nhiều rồi. Cổ Tam Thông liếc nhìn ngũ trưởng lão của Thiên Điện, nói, muốn đệ tử của tôi phục tùng với các người có đủ tư cách sao? Xoẹt. Nghe được lời nói của Cổ Tam Thông, sắc mặt của ngũ trưởng lão Thiên Điện lạnh lùng, trong mắt lộ ra sự tức giận, nói, có đủ tư cách hay không, ông sẽ biết ngay thôi. Giây tiếp theo, ngũ trưởng lão của Thiên Điện tung một trưởng đánh thẳng về phía Cổ Tam Thông. Bùm! Khi một trưởng này được đánh ra, âm thanh như sấm sét, nổ vang chấn động. Sức mạnh chân nguyên cuồn cuộn bộc phát ra và quét về phía Cổ Tam Thông, muốn chấn áp ông ta. Cổ Tam Thông nhìn đòn đánh này với vẻ mặt thờ ơ và biểu cảm bình tĩnh. Ông ta nhẹ nhàng vung tay, lập tức chặn một trưởng của đối phương. Bùm! Hai người chiến đấu với nhau tạo nên một tiếng động lớn như sấm. Phụt! Lập tức, ngũ trưởng lão của Thiên Điện run lên, phun ra một ngụm máu, trực tiếp bay ra ngoài, lộn nhào trên không, nửa quỳ trên mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt! Khi vị ngũ trưởng lão của Thiên Điện bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, sắc mặt của bốn vị trưởng lão tông môn còn lại đều thay đổi, bọn họ nhìn Cổ Tam Thông bằng vẻ mặt nặng nề. Thiên Điện là một tông môn hạng nhất trong tiểu thế giới Côn Lôn. Sức mạnh của các trưởng lão tông môn này đều không tệ, hơn hẳn các trưởng lão của bốn tông môn lớn như bọn họ, nhưng bây giờ đối phương lại bị đánh bại trong nháy mắt, điều này tự nhiên khiến bốn người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Ông, sao ông có thể mạnh như vậy? Lúc này, vị ngũ trưởng lão của Thiên Điện nhìn Cổ Tam Thông với vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng là bị kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương. Là do ông quá yếu. Vẻ mặt của Cổ Tam Thông thờ ơ lên tiếng. Toàn thân ông ta toát ra một luồng khí tức siêu phàm không dính bụi trần, giống như một cao nhân đã thoát khỏi trần tục. Khi ngũ trưởng lão của Thiên Điện nghe được lời nói của Cổ Tam Thông, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi, đôi mắt ông ta dán chặt vào đối phương, sức mạnh trong cơ thể dâng trào. Giống. Đột nhiên, vị ngũ trưởng lão này hét lớn và kích hoạt bí pháp của mình, sức mạnh toàn thân đột nhiên tăng vọt, ông ta đột nhiên hét lên, Kình Thiên Trưởng. Khi vị ngũ trưởng lão này hét lên, ông ta trực tiếp thi triển một chiêu linh kỹ, đánh về phía Cổ Tam Thông. Và linh kỹ này là tên gọi chung cho các chiêu thức được người tu hành tu luyện, nó cũng giống như võ kỹ, nhưng mạnh mẽ hơn, nữa, ở thời đại này linh kỹ cực kỳ hiếm quý. Ngay cả trong tiểu thế giới Côn Lôn cũng không phải mỗi người của các thế lực đều có linh kỹ. Là tông môn hạng nhất trong tiểu thế giới Côn Lôn, Thiên Điện đương nhiên không thiếu linh kỹ. Rầm rầm rầm. Khi ngũ trưởng lão của Thiên Điện thi triển linh kỹ, ông ta đã tung ra một trường, tạo ra một tiếng động lớn như tiếng sét đánh giữa trời quang, chân nguyên cuồn cuộn tràn ra. Uy lực của đòn này mạnh hơn một trường mà ông ta vừa đánh ra mười mấy lần. Nhưng Cổ Tam Thông vẫn đối mặt với vẻ bình tĩnh và không hề tỏ ra sợ hãi. Lần này, trước khi một trường của ngũ trưởng lão của Thiên Điện giáng xuống, Cổ Tam Thông đã đưa ra một ngón tay đối đầu trực diện với Kình Thiên Trương của đối phương. Bùm! Một âm thanh nặng nề truyền ra. Ngón tay của Cổ Tam Thông giống như đã chọc thủng một lớp cửa sổ, những gợn sóng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan dọc theo đầu ngón tay của ông ta. Về phần sức mạnh của một trưởng của ngũ trưởng lão Thiên Điện thì đã bị Cổ Tam Thông xóa sạch ngay lập tức chỉ bằng một ngón tay, thậm chí trên lòng bàn tay của ông ta còn bị ngón tay của đối phương chọc ra một lỗ. Phụt! Lòng bàn tay của ngũ trưởng lão Thiên Điện bị xuyên thủng, một dòng máu bắn ra, thân thể ông ta trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất và hộc máu. Một đòn này trực tiếp khiến vết thương của ngũ trưởng lão càng trở nên nghiêm trọng hơn. Các trưởng lão của bốn tông môn lớn khác và những người tu hành khác của năm tông môn lớn đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều có chút sợ hãi nhìn về phía Cổ Tam Thông. Ngay cả Diệp Phàm khi nhìn nhị sư phụ cũng âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ nhị sư phụ của mình lại mạnh như vậy. Có muốn tiếp tục đánh không? Cổ Tam Thông nhìn ngũ trưởng lão của Thiên Điện và nói một cách thờ ơ. Vị ngũ trưởng lão này khó khăn bò dậy khỏi mặt đất và nhìn chằm chằm vào Cổ Tam Thông với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay tôi sẽ ghi nhớ món nợ này, ngày sau tái chiến. Ngũ trưởng lão của Thiên Điện nhìn Cổ Tam Thông và nói thẳng,
nhưng khi ông ta vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, ông không còn ngày sau nữa. Xoẹt. Giọng nói này vừa vang lên, một cảm giác nguy hiểm kinh khủng bao trùm lấy vị ngũ trưởng lão này, sắc mặt ông ta thay đổi, đột nhiên quay đầu lại thì thấy Diệp Phàm xuất hiện trước mặt ông ta như một bóng ma. Phụt. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành một móng vuốt sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực của vị ngũ trưởng lão này, trực tiếp bóp nát trái tim ông ta, khiến máu bắn tung tóe khắp nơi. Vị ngũ trưởng lão của thiên điện nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Sau đó Diệp Phàm vung tay phải rút ra khỏi cơ thể đối phương, ngũ trưởng lão của thiên điện trực tiếp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Giết! Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía những người còn lại của thiên điện, trực tiếp ra lệnh giết chóc. Xoẹt xoẹt xoẹt! Lập tức, thuộc hạ của Diệp Phàm và những sứ giả phán quyết hắn mang theo đều ra tay với người của thiên điện. Về phần trưởng lão của bốn tông môn còn lại đều có sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp bỏ chạy tán loạn. Anh muốn trốn đi đâu vậy? Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn Đạm Đài Vũ đang định rời đi và hét lên lạnh lùng. Đạm Đài Vũ nghe được giọng nói của Diệp Phàm, bước chân dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Cổ Tam Thông và Diệp Phàm, Đạm Đài Vũ muốn trốn thoát, nhưng không ngờ Diệp Phàm đã lập tức nhận ra điều đó. Anh muốn làm gì? Sau đó Đạm Đài Vũ quay lại nhìn Diệp Phàm và hét lên. Đương nhiên là muốn anh chết. Diệp Phàm nói mà không chút do dự. Rắc. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Đạm Đài Vũ và bẻ gãy cổ anh ta. Là thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài Vũ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bị Diệp Phàm giết chết ngay lập tức. Lúc này, những thành viên khác của gia tộc Đạm Đài đều chết lặng khi nhìn vị thiếu tộc trưởng của bọn họ chết như thế này. Đối với những người này, Diệp Phàm cũng không buông tha, giết chết toàn bộ những người còn lại của gia tộc Đạm Đài. Sự tàn bạo của con thật sự đang càng ngày càng lớn. Lúc này Cổ Tam Thông nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Bọn họ đều đáng chết. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên mấy giây, sau đó nói, nếu như con quá tàn bạo, sẽ ảnh hưởng việc tu hành sau này của con cần phải tìm cách khống chế nó. Con hiểu rồi, nhị sư phụ. Diệp Phàm gật đầu. Không ngờ con có thể thành công trúc cơ nhanh như vậy, cái này là dành cho con. Cổ Tam Thông nói xong lấy ra một cuốn sách ố vàng đưa cho Diệp Phàm. Đây là gì? Diệp Phàm nhìn quyển sách này, tò mò nói. Đây là một quyển công pháp trúc cơ, đặc biệt trợ giúp xây dựng nền móng tu luyện. Cổ Tam Thông lên tiếng. Công pháp trúc cơ. Diệp Phàm ngẩn người, hắn nhìn Cổ Tam Thông nói, nhị sư phụ. Con đã trúc cơ rồi, có lấy quyển công pháp này cũng vô dụng. Trúc cơ đại biểu cho căn cơ của một tu hành giả, nền móng càng vững chắc thì sau này mới có thể đi xa hơn được. Người bình thường thì trúc cơ là được rồi, nhưng con thì không được, con muốn trở nên cường đại, con đường tu hành đi xa hơn người khác thì không thể dùng trúc cơ thông thường được. Môn công pháp này giới thiệu một loại phương pháp trúc cơ, có thể khiến cho nền móng của một người tăng gấp 9 lần, đạt tới cảnh giới cửu cửu quy nhất. Tới lúc đó con sẽ có được nền móng vô cùng chắc chắn, sau này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Cổ Tam Thông giải thích cho Diệp Phàm. Trúc cơ 9 tầng. Nghe xong, ánh mắt Diệp Phàm hiện rõ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, căn cơ của con sẽ mạnh hơn tu hành giả thông thường 9 lần, tương lai đủ để con vượt xa người cùng lứa tuổi. Cổ Tam Thông gật đầu nói. Nhị sư phụ, bộ công pháp này của người từ đâu ra vậy? Diệp Phàm tò mò nhìn Cổ Tam Thông. Cái này con không cần quan tâm, nhưng mà ta nhắc nhở con trước, trúc cơ 9 lần cũng không đơn giản như vậy, càng về sau thì trúc cơ càng trắc trở, hơn nữa khả năng thất bại cũng càng lớn, một khi trúc cơ thất bại thì bao nhiêu công sức của con sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tăng cao thực lực, con phải suy nghĩ cho kỹ. Cổ Tam Thông nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Vâng. Diệp Phàm gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt đầu bế quan. Lần bế quan này của hắn. Một là để tu luyện công pháp trúc cơ của nhị sư phụ, hai là tu luyện sáu đạo tài quyết. Lục đạo tài quyết thuật này chính là một môn công pháp thần bí mà Diệp Phàm lấy được sau khi có sáu món bảo vật trong tòa cung điện của sở tài quyết thế giới. Có lẽ bộ môn công pháp này là cha để lại cho hắn, tên là lục đạo tài quyết thuật. Căn cứ như giới thiệu của môn công pháp này thì khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ có thể khống chế được lục đạo luân hồi, năng lực quyết định chắc sinh. Sau khi xem qua giới thiệu, Diệp Phàm đã bị dọa sợ, công pháp này quá nghịch thiên. Nhân đạo hộ giáp mà lúc trước hắn thi triển là một trong sáu món bảo vật trong cung điện, năm món còn lại hắn vẫn chưa thể khống chế được.
Tóm lại lục đạo tài quyết thuật và 6 món bảo vật kia đều rất huyền bí. Cùng lúc Diệp Phàm bế quan, trong gia tộc Đạm Đài, không khí có vẻ vô cùng áp lực. Vẻ mặt Đạm Đài Minh âm trầm như mực, ánh mắt lạnh lẽo, tản ra một cỗ tức giận khủng bố. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng không thể chết vô ích như vậy, chúng ta có thể ra đảo, đi giải quyết hung thủ đã sát hại thiếu tộc trưởng. Lúc này, mấy thành viên chức cao của gia tộc Đàm Đài nhìn Đàm Đài Minh nói. Hiện tại Bồng Lai còn chưa xuất thế, không thể nào phái ra quá nhiều cường giả, trước mắt cứ chờ đã, đợi Bồng Lai xuất thế sẽ đi bắt hung thủ giết chết Vũ Nhi. Đàm Đài Minh đè nén tức giận nói. Đám người trước mặt ông ta chỉ có thể gật đầu. Bên trong thiên điện ở tiểu thế giới Côn Lôn, bọn họ cũng đang nghị luận về cái chết của ngũ trưởng lão. Nhất định phải bắt lấy Tử Vi Đế Tinh, thông báo cho hữu hộ pháp dẫn theo thiên kiếm, phải bắt được mang về đây, ai dám ngăn cản giết không tha. Mệnh lệnh vang vọng khắp đại điện. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, thế giới có vẻ rất yên bình. Ở ngoại vực lại đang diễn ra những thay đổi chấn động. Vài ngày trước, một đại quân thần bí đã tới ngoại vực, điên cuồng càn quét các thế lực nơi này. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, thế lực ngoại vực và các quốc gia đóng quân ở đó đều bị càn quét, không phải thần phục đại quân thần bí kia thì cũng bị diệt sạch. Cứ như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ ngoại vực đã bị tóm gọn. Đây là điều mà không một ai nghĩ tới, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Quan trọng nhất là, đến hiện tại bọn họ cũng không biết rốt cuộc mình đã thần phục thế lực gì. Công tử, hiện tại ngoại vực đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn, đại quân cũng đã đến, chúng ta có trực tiếp tấn công thế giới này không? Chờ thêm mấy ngày, đợi đại quân tới đông đủ thì một hơi tóm gọn, để đám nhân tộc cấp thấp biết được sự lợi hại của chúng ta. Người đàn ông lạnh lùng nói. Sau mấy ngày, cuối cùng Diệp Phàm cũng ra ngoài. Lần bế quan này, thực lực của Diệp Phàm lại tăng mạnh. Không ngờ hao phí nhiều tài nguyên như vậy, cũng mới thành công được trúc cơ tầng 1. Diệp Phàm lẩm bẩm. Mấy ngày nay, Diệp Phàm vẫn tu luyện theo bộ công pháp trúc cơ mà nhị sư phụ cho, mà trúc cơ này có 9 tầng, mỗi một tầng đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể thành công. Vì thế, Diệp Phàm tiêu hao sạch một dương tài nguyên lấy được từ Long Mạch, mới thành công trúc cơ tầng 1, hơn nữa hắn đã vốn trúc cơ, cộng lại mới chỉ trúc cơ 2 tầng. Càng về sau thì tài nguyên cần để tu luyện càng nhiều, đợi đến khi hoàn thành sẽ là một con số trên trời. Xem ra phải nghĩ cách kiếm một ít tài nguyên tu luyện. Diệp Phàm tự nhủ. Mặc dù hắn lấy được không ít tài nguyên tu luyện từ Long Mạch, nhưng hắn không có khả năng chế tạo ra những tài nguyên đó. Hơn nữa những thủ hạ của hắn cũng cần những tài nguyên này đến tăng thực lực. Hắn cũng không thể lấy hết, vậy nên chỉ có thể nghĩ cách. Tiểu thế giới Côn Luân. Lúc này, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên. Hắn lập tức nghĩ tới một nơi sẽ có được tài nguyên tu luyện, đó chính là tiểu thế giới Côn Luân. Trong tiểu thế giới Côn Luân hầu như đều là người tu hành, chắc chắn tài nguyên tu luyện sẽ không ít. Xem ra phải đi tiểu thế giới một chuyến, thuận tiện tìm hiểu tin tức của Tam Sư Phụ. Diệp Phàm nói. Đến tận hôm nay, Tam Sư Phụ vẫn không có tin tức gì, điều này cũng khiến Diệp Phàm rất lo lắng. Vậy nên hắn định nhân cơ hội này, tìm kiếm Tam Sư Phụ. Ngay lập tức, Diệp Phàm triệu tập mọi người, tuyên bố hắn muốn đi tới tiểu thế giới Côn Lôn. Đám Đường Sở Sở và Đông Phương Hạo Thiên đương nhiên đều muốn đi cùng Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm không đồng ý. Dù sao hắn cũng không rõ tình huống bên trong tiểu thế giới này, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, hắn cũng không biết. Đương nhiên không thể mang theo những người khác đi mạo hiểm, nếu chỉ có một mình hắn, dù gặp phải cường giả cấp cao thì hắn cũng có cách chạy trốn. Diệp Phàm tìm nhị sư phụ, nói với ý định muốn vào tiểu thế giới Côn Luân cho ông biết. Với thực lực hiện tại của con có thể vào đó xông pha, nâng cao thực lực. Cổ Tam Thông lên tiếng. Nhị sư phụ, sau khi con đi, hy vọng người chăm sóc mấy người Sở Sở một chút. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông nói. Yên tâm đi, Cổ Tam Thông gật gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Tam Thông dẫn Diệp Phàm đi tới núi Côn Lôn, đích thân đưa vào trong tiểu thế giới. Đám lão già ở tiểu thế giới này sẽ không được yên bình. Cổ Tam Thông lắc đầu cảm thán. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi được mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Cung ở Đế Đô. Thiên Tôn và Long Chiến Thiên đang đứng trước mặt quốc chủ Long Quốc. Làm sao Long Cấm có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Quốc chủ Long nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Bệ hạ, việc cấp bách là phải phái người mau chóng xử lý Long Cấm, một khi không khống chế được Long Cấm thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến toàn bộ Long Quốc. Thiên Tôn trầm giọng nói.
phái ai đi? Quốc chủ Long Quốc lên tiếng. Nguy cơ lúc này, cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể giải quyết. Thiên Tôn nói. Muộn rồi, một tiếng trước tôi đã cho người liên lạc nhưng cậy ấy đã vào tiểu thế giới Côn Lôn, không ra ngoài ngay được. Long Chiến Thiên lắc đầu. Hắn tiến vào tiểu thế giới. Thiên Tôn giật mình. Quốc chủ Long Quốc nhíu mày, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, trước tiên tạm thời ngăn chặn Long Cấm bằng mọi giá, sau đó phái người đi tiểu thế giới tìm Diệp Phàm. Bệ hạ, ta nghe nói Minh chủ Võ Minh đang ở Thiên Hải, nếu không mời ông ấy ra tay. Đột nhiên Thiên Tôn nói. Có thể thử xem, Long Xuất, ông đích thân đi Thiên Hải một chuyến. Hai mắt quốc chủ sáng lên, nhìn Long Chiến Thiên nói. Vâng, bệ hạ, Long Chiến Thiên gật đầu. Nhà họ Long gia tộc hộ quốc, một vị khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Tộc trưởng nhà họ Long, Long Đào nhìn chằm chằm vào bóng người được bao bọc dưới áo choàng đen, ông ta nhướng mày cảnh giác hỏi. Ông không muốn có được lực lượng Long Mạch sao? Người này nhìn Long Đào. Ngươi có ý gì? Long Đào lạnh lùng hỏi. Tôi có thể giúp ông có được thứ mình muốn. Đối phương tiếp tục nói. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Báo tên tuổi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Đào lạnh lùng nhìn đối phương, người ông ta tản ra một cỗ uy thế khủng bố. Kết quả đối phương lập tức ra tay đánh bay Long Đào. Phụt! Long Thao rơi trên mặt đất, miệng phun máu, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn đối phương, người rốt cuộc là ai? Hậu duệ ma thần Sivu. Đối phương nói ra 6 chữ. Ngay lập tức, biểu cảm của Long Đào trở nên cứng đờ, ngay cả tim cũng ngưng đập. Phương Tây lúc này, đoàn người đi ra từ trong ngoại vực, bọn họ là người của đại quân thần bí kia. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Người đàn ông thần bí lạnh lùng nói. Không một ai biết, thế giới này sắp gặp phải đại nạn, ngày tận thế sắp tới. Tiểu thế giới Côn Lôn. Lúc này, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang chiến đấu quyết liệt với một đám người. Thực lực của thiếu niên này khá tốt, đã đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 9, chỉ còn một chút nữa là đột phá thành công trúc cơ, thế nhưng thực đám của đám người này cũng không kém, thậm chí còn có nhiều cường giả trúc cơ cảnh. Vậy nên đối mặt với sự vây hãm của đám người này, dù cho chàng trai này có xuất chiêu mạnh mẽ như thế nào nhưng vẫn không thể chống cự được, đã nhanh chóng bị hạ gục, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Bùm! Một tiếng nổ lớn chợt vang lên, thân thể thiếu niên liền bị văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không ngừng hộc máu. Không hổ danh là truyền nhân của kiếm các, chỉ mới 15-16 tuổi mà thực lực đã đạt tới trình độ này, nếu như có cơ hội cậu nhất định sẽ trở thành cao thủ hàng đầu. Nhưng đáng tiếc là cậu chẳng thể nào nhìn thấy mặt trời ngày mai được nữa, tài năng này chỉ có thể bị lãng phí mà thôi. Một cường giả trúc cơ cảnh tầng thứ 4 nhìn thiếu niên rồi khẽ lắc đầu, cảm thán nói. Các người chính là những kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, nếu như cha ta và các vị trưởng lão còn ở đây, sao có thể cho phép các người hành động ngông cuồng như vậy? Chàng trai giận dữ hét lên. Hừ, kiếm các người đã định sẵn phải diệt vong, chỉ là ngày này đến sớm hơn mà thôi. Được rồi. Mau giết chết cậu ta đi, chúng ta còn phải quay lại tìm Thuần Quân kiếm. Một cường giả khác hừ lạnh một tiếng, những người khác liền tấn công tiến về phía thiếu niên này. Các người nhiều người như vậy lại đi bắt nạt một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đám người và thiếu niên nhìn qua thì thấy một chàng trai, tay đang đút túi quần từ từ đi tới. Chàng trai này chính là Diệp Phàm vừa mới đến tiểu thế giới Côn Lôn. Lại là thằng nhóc con nào đây? Thế mà dám quản nhiều việc như vậy. Giết! Cường giả trúc cơ tầng thứ 4 hét lên. Hai cao thủ luyện khí cảnh tuân lệnh liền lao về phía Diệp Phàm, định giết hắn. Răng rắc! Răng rắc! Kết quả hai người đó vừa lao tới trước mặt Diệp Phàm, thì đã bị Diệp Phàm bẻ cổ, chết ngay tại chỗ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nào. Soạt! 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 Lúc này, bốn cường giả trúc cơ tầng thứ 4 nhíu chặt mày. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cậu là ai? Mau nói tên đi, một người không nhịn được hét lên. Tại sao tôi phải trả lời mấy người? Diệp Phàm thờ ơ nói. Muốn chết? Ngay lập tức, một trong bốn người lao thẳng về phía Diệp Phàm, khi nắm đấm của tên này xuất ra kéo theo những tiếng sấm vô cùng chói tai. Diệp Phàm nhìn thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, hắn đã nắm được nắm đấm của đối phương. Răng rắc. Diệp Phàm vừa siết nhẹ lòng bàn tay, nắm đấm của tên cường giả này liền bị bóp chặt rồi hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Rắc, rắc, rắc. Tiếp theo,
lực lòng bàn tay của Diệp Phàm không ngừng tăng lên, trực tiếp nghiền nát nắm đấm của đối phương thành vụn. Khốn khiếp! Sắc mặt tên cường giả vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu lên vì đau đớn, ông ta gầm lên với Diệp Phàm, tay còn lại hóa thành đao chém về phía hắn. Đòn tấn công này có lực sát thương rất mạnh, ẩn chứa uy lực chân chính giống như một chiếc rìu khổng lồ chém xuống, không thể nào ngăn cản được. Thế nhưng Diệp Phàm lại dễ dàng bị bắt được đòn tấn công này của đối phương. Răng rắc! Ngay sau đó, cánh tay còn lại của tên cường giả này đã bị Diệp Phàm kéo ra. Bụp! Giây tiếp theo, Diệp Phàm dùng lực xé toạc cánh tay của ông ta. A! À, tên cường giả trúc cơ tầng thứ tư này tiếng hét một tiếng đầy đau đớn, máu không ngừng phun ra từ cánh tay bị xé toạc. Lúc này, ba tên cường giả còn lại và những người khác đều tỏ ra kinh hãi, đồng loạt xông lên tấn công Diệp Phàm. Soạt! Diệp Phàm vung tay lên, trong tay liền xuất hiện đoạn kiếm màu đen, chém thẳng xuống. Bùm! Nhát kiếm này của hắn bộc phát sức mạnh của thiên địa, luồng sức mạnh này chợt hóa thành một đạo kiếm quang xé toạc không gian rồi chém thẳng vào đám người này. Phập phập phập! Trong nháy mắt, ba cường giả trúc cơ và những tên còn lại đều bị một nhát kiếm của Diệp Phàm chém trúng, thân thể đều bị xé nát, biến thành một đống xương thịt hỗn độn vương vãi trên mặt đất, ngay cả tên bị xé toạc hai tay cũng vậy. Chưa đầy nửa phút, Diệp Phàm đã ra tay giải quyết hết đám cường giả bao vây và tính giết chết thiếu niên, biến bọn chúng thành một đống hỗn độn, máu văng ra tung tóe trên mặt đất. Lúc này, thiếu niên vô cùng sửng sốt, đôi mắt mở to như thế không thể nào tin nổi. Soạt! Diệp Phàm liếc nhìn thiếu niên, rồi lấy một cây châm bạc châm cứu cho cậu ta. Ngay lập tức, nội thương của thiếu niên đã nhanh chóng hồi phục. Khi Diệp Phàm rút châm bạc ra, ánh mắt thiếu niên không giấu được sự kinh ngạc. Cậu ta đứng dậy nhìn về phía Diệp Phàm, cảm kích nói, công tử, cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp, Vân Tiêu vô cùng cảm tạ. Cậu tên là Vân Tiêu? Diệp Phàm hỏi. Vâng, thiếu niên gật đầu. Tại sao bọn họ lại truy sát cậu? Diệp Phàm hỏi. Mấy ngày trước, cha em và nhiều trưởng lão của kiếm các đi tới bí cảnh để tìm kiếm vật gì đó, kết quả có tin tức rằng bọn họ đã bị chôn vùi ở bí cảnh đó. Sau khi tin tức này truyền ra, Tứ Đại Kiếm Tông vẫn luôn để mắt tới kiếm các của em liền nhân cơ hội này hợp lực tấn công kiếm các, diệt trừ chúng em để lấy được thứ bọn chúng thèm muốn từ lâu. Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cậu nói thứ mà bọn chúng muốn lấy chính là thuần quân kiếm. Diệp Phàm hỏi Vân Tiêu. Nghe được câu hỏi của Diệp Phàm, ánh mắt Vân Tiêu lóe lên vài giây, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Thuần quân kiếm thế mà lại ở tiểu thế giới. Lúc này Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Thuần quân kiếm là một trong 10 đại danh kiếm cổ đại của Long Quốc, nhưng không ngờ nó lại ở tiểu thế giới. Thuần quân kiếm là vũ khí của lão tổ kiếm các Bạch Y Kiếm Quân. Khi đó, lão tổ đã dựa vào thuần quân kiếm để quét sạch mọi thế lực và xác lập địa vị của kiếm các trong tiểu thế giới. Đáng tiếc là lão tổ đã biến mất một cách thần bí. Tương truyền rằng ông ấy đã mất rồi, nhưng kể từ khi lão tổ biến mất, không ai có thể khống chế thuần quân kiếm được nữa, thực lực của kiếm các cũng ngày càng suy giảm. Bây giờ còn có nguy cơ bị diệt môn. Ánh mắt Vân Tiêu hiện lên sự oán hận hòa lẫn không cam lòng, hai tay cậu ta nắm chặt lại, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, quỳ xuống nói, công tử, chị gái của em vì che chở cho em trốn thoát nên bây giờ vẫn còn trong kiếm các, bây giờ sợ rằng lành ít dữ nhiều, cầu xin công tử hãy cứu chị gái em. Công tử, cầu xin anh. Vân Tiêu liên tục dập đầu với Diệp Phàm. Cậu đang làm gì vậy? Mau đứng dậy. Diệp Phàm vội vàng đỡ Vân Tiêu đứng dậy, nói, đi, dẫn tôi đi đến kiếm các. Đa tạ công tử. Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, Vân Tiêu liền vui vẻ rồi nhanh chóng dẫn Diệp Phàm đi. Sở dĩ cậu ta quỳ xuống cầu xin Diệp Phàm là vì đã nhìn thấy Diệp Phàm có thể dễ dàng giết đám người kia, chứng tỏ thực lực của hắn không hề đơn giản, cho nên Vân Tiêu mới cầu xin hắn giúp cứu chị mình. Cứ như vậy, Diệp Phàm theo Vân Tiêu đến kiếm các, lúc này thi thể chất đống khắp nơi. Đa phần đệ tử của kiếm các đều bị giết chết, số ít còn lại cũng bị Tứ Đại Kiếm Tông bắt giữ. Ở giữa kiếm các, có một người con gái sắc mặt nhợt nhạt đang quỳ gối, trên người chằng chịt những vết thương. Người con gái này có nhan sắc hoa hờn nguyệt thẹn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy hận ý, cô ta chính là chị gái của Vân Tiêu đại tiểu thư kiếm các Vân Thư. Lúc này, ngồi trước mặt Vân Thư là 4 người đàn ông trung niên khí chất bất phàm, toàn thân toát ra uy thế cực kỳ lớn. 4 người bọn họ chính là những tông chủ của Tứ Đại Kiếm Tông. Tứ Đại Kiếm Tông và Kiếm Các đều là những thế lực hạng nhất ở tiểu thế giới Côn Lôn. Trong tiểu thế giới, các
Các thế lực lớn đều dựa vào thực lực để chia thành thế lực hạng 3, thế lực hạng 2, thế lực hạng nhất và thế lực đỉnh cấp, ngoài ra còn có thế lực chúa tể. Tứ Đại Kiếm Tông và Kiếm Các đều là những thế lực hạng nhất, nhưng năm đó khi lão tổ của Kiếm Các là Bạch Y Kiếm Quân còn ở đây, địa vị của Kiếm Các gần sánh ngang với thế lực chúa tể. Nhưng từ khi lão tổ biến mất, Kiếm Các đã không thể giữ được danh hiệu thế lực đỉnh cấp, bị tụt xuống thành thế lực hạng nhất, hơn nữa trong tương lai thế lực hạng nhất có khi cũng không giữ được nữa. Bây giờ Kiếm Các đã mất đi các chủ và mấy vị trưởng lão, trụ cột đã không còn, vậy nên khi đối mặt với sự tấn công của Tứ Đại Kiếm Tông thì chẳng còn sức phản kháng nào cả, sắp phải bước vào con đường diệt môn. Lúc này, có mấy người đi tới trước mặt mấy tên tông chủ, báo cáo tông chủ, vẫn chưa tìm thấy Thuần Quân Kiếm. Đã tìm kỹ chưa? Sắc mặt một tông chủ lạnh lùng, hét lên. Đã tìm kiếm khắp nơi trong Kiếm Các rồi ạ, nhưng không tìm thấy dấu vết của Thuần Quân Kiếm. Cấp dưới tiếp tục báo cáo. Lẽ nào Thuần Quân Kiếm không có ở Kiếm Các? Một tông chủ khác lên tiếng. Không thể nào, Thuần Quân Kiếm nhất định ở trong Kiếm Các. Tên tông chủ đó kiên quyết nói, ánh mắt chợt liếc nhìn Vân Thư, nhóc con, nói, Thuần Quân Kiếm ở đâu? Không biết, Vân Thư lạnh lẽo đáp. Mày là con gái của các chủ Kiếm Các, sao có thể không biết Thuần Quân Kiếm ở đâu được? Nói không. Tên tông chủ đó tức giận hét lên, nắm lấy cổ Vân Thư rồi nhấc bổng cô ta lên. Vân Thư bị bóp cổ, mặt đỏ bừng vì nghẹn, cảm thấy vô cùng khó thở nhưng vẫn lạnh lẽo nói, muốn có Thuần Quân Kiếm sao, vậy thì chờ kiếp sau đi, các người không xứng có được Thuần Quân Kiếm. Tao nghĩ mày muốn chết rồi đấy. Sắc mặt tên tông chủ tối sầm lại, đang muốn bóp chết Vân Thư, thì bị tên tông chủ bên cạnh ngăn lại. Lão Dương, đừng xúc động, chúng ta còn chưa tìm được Thuần Quân Kiếm, tiểu nha đầu này chưa thể giết được. Một tên tông chủ khác lên tiếng, sau đó Vân Thư liền bị ném xuống đất. Vân tiểu thư, với tình hình này thì tốt nhất cô đừng nên im lặng như vậy nữa mà hãy ngoan ngoãn nói ra chỗ cất giấu Thuần Quân Kiếm. Đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn, tên tông chủ đó nhìn Vân Thư, nhàn nhạt nói. Tôi đã nói rồi, các người không xứng có được Thuần Quân Kiếm. Vân Thư quyết tâm hét lên. Được, được lắm. Tên tông chủ không hề tức giận mà chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vẫy tay, một đám người liền đi tới. Mấy người chưa từng nếm qua hương vị của đại tiểu thư Kiếm Các đúng không, hôm nay sẽ để cho mọi người nếm thử thoải mái. Ông ta cười lạnh. Soạt. Sắc mặt Vân Thư liền trắng bệch, hét lên, ông muốn làm gì? Muốn làm gì vậy, Vân tiểu thư không biết sao? Tên tông chủ đó nhìn Vân Thư, đê tiện nói. Vân tiểu thư vẫn chưa trải qua hoan ái nhỉ, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử. Ra tay đi. Theo lệnh của tên tông chủ, đám người liền phấn khích, thèm muốn tiến về phía Vân Thư. Sắc mặt Vân Thư ngày càng trở nên khó coi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên những giọt nước mắt tủi nhục. Cho dù tôi có chết, cũng sẽ không để cho các người làm nhục. Ánh mắt Vân Thư chợt hiện lên một tia kiên quyết, đang muốn cắn lưỡi tự sát thì đúng lúc này. Vân Tiêu chợt xuất hiện ở đây rồi tức giận hét lên, dừng lại, lũ súc sinh các người, không được ức hiếp chị gái của tôi. Vân Tiêu lao thẳng đến trước mặt Vân Thư rồi ôm chặt lấy cô ta. Vân Tiêu, sao em lại quay về? Mau rời đi. Vân Thư nhìn thấy Vân Tiêu, sắc mặt liền đổi, hét lớn. Chị ơi, em sẽ không bỏ chị một mình đâu. Hơn nữa em đã tìm thấy một người có thể giúp đỡ chúng ta. Vân Tiêu nói. Bây giờ còn ai nguyện ý giúp đỡ chúng ta chứ? Vân Thư lắc đầu, chẳng có chút hy vọng nào đối với người mà Vân Tiêu nói đến. Ở đây thực lực là quan trọng nhất, với tình hình của Kiếm Các bây giờ, vốn chẳng có ai có thể vì bọn họ mà đắc tội với Tứ Đại Kiếm Tông. Nhóc con trở về cũng đúng lúc lắm, mau ngoan ngoãn giao Thuần Quân Kiếm ra đây, nếu không tôi sẽ khiến chị em hai người sống không bằng chết. Bốn tên tông chủ nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu. Một đám lão già các người lại gây khó dễ cho hai chị em nhà người ta, các người thật khiến giới tu hành giả phải xấu hổ. Lúc này Diệp Phàm từ từ đi tới, nhếch môi mỉa mai nói. Chị ơi, anh ấy chính là người mà em nhắc đến. Vân Tiêu chỉ vào Diệp Phàm và nói, Vân Thư thấy Diệp Phàm liền chết lặng, hắn sao? Vân Tiêu, em quá ngây thơ rồi, hắn tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể chống lại Tứ Đại Kiếm Tông chứ? Vân Thư lắc đầu thở dài. Thằng nhóc nào dám dạy dỗ chúng ta, người đâu, giết hắn. Tên tông chủ họ Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm rồi hét lên. Các đệ tử của Kiếm Tông liền lao về phía Diệp Phàm. Phập phập phập, Diệp Phàm vung kiếm quét ra, nhanh gọn giết chết tất cả đệ tử Kiếm Tông lao tới.
Soạt soạt soạt. Sắc mặt bốn tên tông chủ liền tối sầm lại, sau đó mỗi người đều đồng loạt xuất một chưởng đánh về phía Diệp Phàm, uy lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của bốn người này đều vượt qua trúc cơ cảnh, vậy nên thực không hề đơn giản. Nhưng Diệp Phàm chỉ nhàn nhã đi tới rồi chắp hai tay lại, một đạo kiếm quang màu máu xuất hiện. Bùm! Diệp Phàm chém thẳng ra, trong thanh kiếm màu máu này ẩn chứa sát khí tu la đáng sợ, mang theo uy lưu tối thượng chém về phía bốn tên tông chủ. Bùm! Khi thanh kiếm chém trúng thân thể của bọn chúng, liền phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, năng lượng cuồn cuồn ngất trời, đánh bay Vân Thư, Vân Tiêu và những người khác. Đòn tấn công này đã làm rung chuyển toàn bộ kiếm các. Vù vù vù. Lúc này, ở sâu bên trong kiếm các vang lên một âm thanh nào đó. Và ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới, một người mặc đồ trắng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ và nói, hắn đến rồi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trong kiếm các của tiểu thế giới, khi công kích của Diệp Phàm và tông chủ của tứ đại kiếm tông chạm vào nhau, trực tiếp phát ra tiếng động kinh thiên động địa, năng lượng ngập trời quét ra bốn phương tám hướng, phá hủy một số lượng lớn các tòa nhà trong kiếm các. Mà tất cả đệ tử của tứ đại kiếm tông đều bị đánh bay ra ngoài, từng người đập xuống đất hộc máu, còn hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu cũng bay ra xa mấy chục mét, đập xuống đất hộc máu. Một đòn này kéo dài trong vài phút, trên không trung chứa đầy những đám mây năng lượng đáng sợ. Ngay sau đó, một tiếng động lớn khác vang lên, cuối cùng, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm của Diệp Phàm đã áp đảo lực lượng chân nguyên của tông chủ tứ đại kiếm tông, trực tiếp oanh tạc bọn họ, đánh bay cả bốn người bọn họ. Phút, 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 phút. Lập tức, bốn vị tông chủ kiếm tông này ngã xuống đất, miệng của bốn người đều nôn ra máu, bị thương nghiêm trọng. Mà Diệp Phàm đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong kiếm các đều sợ hãi, sững sờ. Một người mà trấn áp được những người đứng đầu của tứ đại tông môn có thế lực hạng nhất, đây là chuyện thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là người này vẫn còn là một thanh niên khoảng 20, điều này khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Trong tiểu thế giới đã sinh ra một thiên tài như vậy từ khi nào thế? Lúc này, Vân Thư mới vừa rồi còn khinh thường Diệp Phàm thì bây giờ đã ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, trong lòng chấn động không thôi. Chị à! Chị thấy người trợ giúp mà em tìm thế nào? Em đã nói anh ấy có thể mà. Vân Tiêu kích động kêu lên. Cái người em tìm này mà là người trợ giúp sao, rõ ràng là tìm chúng quỷ thì có. Ánh mắt Vân Thư chớp chớp, cảm thán nói. Lúc này, người đứng đầu của tứ đại kiếm tông đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng chấn động, với thực lực của bọn họ, nếu liên thủ thì trong tiểu thế giới này, ngoại trừ thế lực đỉnh cấp và thế lực chúa tể thì không có nhiều người có thể đánh thắng được bọn họ. Nhưng bây giờ lại bị một tên thiếu niên trẻ tuổi đánh đến trọng thương, điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể tin được, càng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, chuyện này mà bị truyền ra thì mặt mũi của tứ đại kiếm tông bọn họ còn gì nữa chứ? Thực lực của các người yếu thế à? Xem ra tứ đại kiếm tông các người cũng không có gì đặc biệt nhỉ? Diệp Phàm nhìn bốn người này, khinh thường nói. Câu nói này giống như cứa vào tim bốn người đứng đầu kiếm tông như bọn họ, khiến bọn họ tức đến nỗi suýt chút đã hộc máu lần nữa. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo, dám làm nhục tứ đại kiếm tông của ta như thế, cậu thật sự nghĩ trong tứ đại kiếm tông của ta hết người sao? Khi giọng nói này vang lên, ở đằng xa có bốn bóng người đang phi nhanh đến, lập tức xuất hiện trong kiếm các. Bốn người bọn họ đều là lão già râu tóc bạc phơ. Mỗi người đều cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt. Thái thượng trưởng lão. Bốn người đứng đầu của tứ đại kiếm tông nhìn bốn lão già này và lập tức kêu lên, như thể bọn họ nhìn thấy cứu tinh vậy. Mà bốn lão già này chính là thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông, cũng là trụ cột chân chính của bốn đại tông môn. Bình thường hầu như bọn họ sẽ không xuất hiện, trừ phi tông môn gặp phải nguy hiểm thật sự thì bọn họ mới xuất hiện. Hôm nay, thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông cùng nhau xuất hiện. Cảnh tượng này rất hiếm thấy. Đánh đứa nhỏ xong, đứa già lại tới. Diệp Phàm giễu cợt nhìn bốn người này. Chính là thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông, có người nói bọn họ đều đã thoát thai hoán cốt, đã đạt tới tích cốc cảnh, với thực lực của bọn họ, nếu hắn muốn phản kháng, e rằng sẽ rất khó khăn. Lúc này, Vân Thư nhìn bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông, sắc mặt cô ta thay đổi, vẻ mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trên con đường tu luyện, đầu tiên là luyện khí, sau đó là trúc cơ, sau trúc cơ là thoát thai cảnh, nếu đạt đến cảnh giới này,
cả người sẽ bắt đầu thoát thai hoán cốt, thể chất bản thân sẽ hoàn toàn trở thành thân thể tu luyện, đến lúc đó, bất luận là tốc độ của bản thân, năng lực hành động, khả năng phản ứng hay là sáu giác quan đều sẽ được cải thiện lên rất nhiều, đặc biệt là tuổi thọ của bản thân cũng sẽ được kéo dài lâu hơn. Mà sau khi kết thúc thoát thai hoán cốt sẽ đạt cảnh giới tích cốc cảnh, nếu đạt đến cảnh giới này thì sẽ không cần phải ăn mỗi ngày như người thường, 10 ngày nửa tháng, hoặc thậm chí vài tháng không ăn cũng không sao cả. Bốn vị tông chủ kiếm tông trước kia đều là cường giả. Thoát thai cảnh tầng thứ, mà bốn vị thái thượng trưởng lão này đã đạt tới tích cốc cảnh. Này thanh niên, cậu tuổi còn trẻ, thực lực phi thường, chắc là xuất thân từ một danh môn thế gia nhỉ, nói đi, cậu là người của thế lực nào? Lập tức, một người khác trong bốn lão giả nhìn Diệp Phàm hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến các người không? Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Diệp Phàm quát lên với vẻ mặt không thiện chí. Lời nói của hắn làm cho biểu cảm của bốn vị thái thượng trưởng lão đều hết sức khó coi. Đứa trẻ kiêu ngạo, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái thượng trưởng lão có vẻ mặt lạnh lùng kia là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta lập tức ra tay, vung ra một thanh trường kiếm chém về phía Diệp Phàm. Thanh kiếm này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một chiêu kiếm pháp đáng sợ, cũng ẩn chứa một chân nguyên kinh khủng, làm cho thanh kiếm này xé rách không gian và chém về phía Diệp Phàm với tư thế không thể ngăn cản. Mà uy lực của thanh kiếm này quả thực đáng sợ đến cực điểm, làm cho Diệp Phàm cảm thấy một cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng hắn không phản kháng mà trực tiếp thôi thúc nhân đạo hộ giáp. Bộ hộ giáp đó lại xuất hiện trên người Diệp Phàm, đối kháng trực tiếp với đạo kiếm quang của đối phương, hai người đánh vào nhau, phát ra tiếng động lớn. Thân thể Diệp Phàm run rẩy, nhưng hắn hoàn toàn có thể chống lại kiếm của đối phương. Hộ giáp của người này có lực phòng ngự thật đáng kinh người. Làm sao có thể? Lúc này, sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão đã rút kiếm ra thay đổi, ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khiếp sợ. Linh khí phòng ngự. Bốn người bọn họ nhìn hộ giáp trên người Diệp Phàm, sửng sốt thốt lên. Hắn thế mà lại có linh khí phòng ngự. Vân Thư nhìn chằm chằm vào hộ giáp trên người Diệp Phàm, ngạc nhiên nói. Linh khí chính là vũ khí do người tu luyện sử dụng, nhưng để luyện chế linh khí cần một lượng lớn tài nguyên luyện khí, trong tiểu thế giới ngày nay cũng không có quá nhiều tài nguyên luyện khí, dẫn đến linh khí trở nên cực kỳ khan hiếm. Cho dù là trong số những thế lực hạng nhất kia cũng khó có thể nhìn thấy một món linh khí. Phần lớn linh khí bọn họ sử dụng đều là bán linh khí, thuộc về linh khí bán thành phẩm. Thanh thuần quân kiếm của kiếm các kia được đồn đại là một kiện linh khí, cho nên tứ đại kiếm tông mới cố gắng hết sức để có được thuần quân kiếm. Mà linh khí phòng ngự là sự tồn tại cực kỳ quý hiếm trong số linh khí, khiến người tu luyện có được lực phòng ngự cực kỳ mạnh, tương đương với việc có thêm một mạng. Chỉ là ở thời đại này ngay cả linh khí thông thường cũng khan hiếm, linh khí phòng ngự chỉ có thể nghe thấy mà không thể nhìn thấy. Chưa từng có ai nhìn thấy chúng. Nhưng hôm nay, trên người chàng trai trẻ này lại có linh khí phòng ngự, điều này tự nhiên khiến bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông kinh ngạc. Chàng trai này tuổi còn trẻ, đã có thực lực mạnh như vậy, còn có linh khí phòng ngự, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Chẳng lẽ là người có thực lực đỉnh cấp, hay chính là người có thế lực chúa tể trong truyền thuyết kia? Lúc này, bốn vị thái thượng trưởng lão đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Nếu đối phương thực sự là thế lực đỉnh cấp hoặc thế lực chúa tể, thì tứ đại kiếm tông sẽ phải diệt vong. Mà Diệp Phàm đương nhiên không biết nhân đạo hộ giáp này của hắn lại khiến bọn họ sốc đến mức nào, hắn nhìn bốn người này, lạnh lùng nói, các người đã ra tay rồi, đến lượt tôi. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi Long Tỷ, rót toàn bộ lực lượng trên người vào Long Tỷ khiến Long Tỷ bộc phát ra một luồng kim quang chói mắt, Long uy khủng bố càn quét ra ngoài. Từng tiếng rồng gầm vang lên bên tai mãi không dứt. Trong lúc nhất thời, bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn Long Tỷ đều ngây ngẩn cả người. Đây là linh khí sao? Bốn người bọn họ nhìn Long Tỷ với vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng bọn họ nghĩ Long Tỷ này cũng là một linh khí. Trong thời đại linh khí khan hiếm này, Diệp Phàm lại có được hai linh khí, điều này quả thực khó có thể tin được. Ngay cả những thiên tài của các thế lực chúa tể cũng không có tài nguyên như vậy đúng không? Nhưng bất kể bọn họ nghĩ thế nào, Diệp Phàm đã điều khiển Long Tỷ lao thẳng về phía bọn họ. Đối mặt với nguy cơ tử vong cường đại này, bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông đã trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng để chống lại Long Tỷ, thậm chí không ngần ngại hy sinh thực lực của bản thân và sinh mệnh để kích hoạt bí pháp, khiến thực lực của chính mình tăng vọt, để ngăn cản đòn tấn công của Long Tỷ.
Rầm rầm rầm. Khi Long Tỷ và đòn tấn công của bốn vị thái thượng trưởng lão chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất, tiếng động lớn này vang vọng trong phạm vi ngàn dặm, trực tiếp thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Còn bốn vị thái thượng trưởng lão trực tiếp bị ánh sáng phát ra từ Long Tỷ nuốt chửng, dư lượng năng lượng kinh khủng lan tràn ra, giống như một trận sóng thần kinh hoàng, muốn nuốt chửng tất cả. Diệp Phàm nhanh chóng ra tay, tận lực khống chế dư lượng năng lượng, nếu không toàn bộ kiếm các và những người có mặt ở đây sẽ hoàn toàn biến thành hư vô. Đòn này kéo dài hơn 10 phút. Cuối cùng, ánh sáng năng lượng đáng sợ dần dần tan đi, Long Tỷ trực tiếp trở lại trong cơ thể Diệp Phàm, trong khi bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông đều ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, toàn thân bị phế, có thể nói là cực kỳ khó coi. Vào lúc này, người của tứ đại kiếm tông, người của kiếm các, chị em Vân Thư và mọi người đều bị sốc. Các người còn muốn tiếp tục không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bốn vị thái thượng trưởng lão với vẻ mặt lạnh lùng. Khụ khụ khụ. Bốn người họ Khan, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Rút lui. Bốn vị thái thượng trưởng lão lập tức không hề do dự hét lên, nếu tình trạng này tiếp tục, chính là bọn họ muốn tìm cái chết. Khi lệnh rút lui vang lên, bốn vị thái thượng trưởng lão, chủ nhân của tứ đại kiếm tông và những người khác của kiếm tông đều vội vàng chạy trốn khỏi đây. Trong lúc Diệp Phàm đang cân nhắc có nên giết hết bọn họ hay không, đột nhiên một âm thanh của kiếm chói tai truyền đến từ sâu bên trong kiếm các. Keng! Khi âm thanh của kiếm vang lên, một thanh kiếm chói lóa bắn lên trời. Sau đó, một thanh kiếm sáng chói lao ra, mang theo kiếm khí khổng lồ, lao thẳng về phía người của tứ đại kiếm tông. Phụt phụt phụt! Trong chốc lát, đám người kiếm tông lần lượt bị thanh kiếm này giết chết, chủ nhân của tứ đại kiếm tông cũng không thoát được, chết thảm dưới thanh kiếm này. Khi bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn thanh kiếm này, sắc mặt thay đổi, muốn ra tay ngăn cản, trong phút chốc đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, chết thảm ngay tại chỗ. Theo cách này, toàn bộ người của tứ đại kiếm tông đều chết thảm ở đây, nhưng lưỡi kiếm lại không dính một giọt máu nào. Thuần quân kiếm. Đó là thuần quân kiếm. Lúc này, hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu nhìn thanh kiếm này, kinh ngạc nói. Thanh kiếm này chính là thuần quân kiếm, một trong 10 đại danh kiếm. Đột nhiên, thuần quân kiếm lao thẳng về phía Diệp Phàm, ngay khi chị em Vân Thử nghĩ rằng Diệp Phàm sắp bị giết, thuần quân kiếm lại lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, rồi cắm xuống đất dưới chân hắn, tạo thành dáng vẻ như đang chờ Diệp Phàm khống chế. Thuần quân kiếm. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, ánh mắt phát sáng. Thanh kiếm này, giống như Hiên Viên kiếm và Thái A kiếm, dường như đều muốn phục tùng Diệp Phàm, muốn được hắn điều khiển. Vậy mà mình lại có thể điều khiển những thần kiếm này. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, có chút kinh ngạc. Liệu có liên quan đến việc mình là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh không? Ngay lập tức, Diệp Phàm nói ra suy đoán của mình. Tiếp theo, hắn không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía chị em Vân Thư, trực tiếp bước tới, lấy kim bạc ra, nhanh chóng chữa lành vết thương cho bọn họ. Cảm ơn công tử đã cứu giúp, ơn này của ngài, cả đời chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Vân Thư trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nói. Không cần khách sáo như vậy, đứng dậy đi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Đây là thuần quân kiếm à, rốt cuộc cũng nhìn thấy vũ khí của Bạch Y kiếm quân. Lúc này, Vân Tiêu đi đến phía trước thuần quân kiếm với vẻ mặt phấn khích, muốn đưa tay ra chạm vào nó nhưng lại không dám. Vân Tiêu, đừng lộn xộn. Vân Thư liếc nhìn Diệp Phàm, nhìn Vân Tiêu rồi mắng. Không sao đâu, thanh kiếm này vốn là của kiếm các người, cứ thoải mái chạm vào đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Vân Tiêu nghe vậy, trực tiếp nắm lấy thuần quân kiếm, thân kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt, như muốn thoát khỏi tay Vân Tiêu. Lúc này Diệp Phàm nhìn thoáng qua thuần quân kiếm rất có linh tính an tĩnh lại. Lúc này, Vân Tiêu dễ dàng vung loạn thuần quân kiếm với vẻ mặt phấn khích. Thanh kiếm này từ nay về sau sẽ là của cậu, cầm lấy nó và bảo vệ chị gái cậu thật tốt. Diệp Phàm nhìn Vân Tiêu nói. Công tử, ngài tặng thanh kiếm này cho em sao? Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lại cười nói, đây là kiếm của kiếm các người, đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với thanh kiếm này. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Vân Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn đoạt lấy thanh kiếm này, nếu thật sự là như vậy, bọn họ không thể ngăn cản được. Nhưng tôi muốn tất cả tài nguyên tu luyện của tứ đại kiếm tông. Đột nhiên Diệp Phàm nói, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là tài nguyên tu luyện,
tài nguyên tu luyện trong tứ đại kiếm tông chắc chắn rất nhiều, cho nên Diệp Phàm muốn cướp đoạt. Công tử, mặc dù tông chủ và thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông đã chết, nhưng trong tông môn vẫn còn rất nhiều cường giả. Vân Thư nhìn Diệp Phàm nói. Không sao, cứ đưa tôi đến tứ đại kiếm tông của bọn họ một chuyến là được. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiếp theo, Vân Thư dẫn Diệp Phàm trực tiếp đi đến tứ đại kiếm tông. Diệp Phàm cũng không hề nương tay, giết chết toàn bộ người của tứ đại kiếm tông, sau đó cướp đi hết tất cả tài nguyên tu luyện trong tứ đại kiếm tông không sót chút nào. Là thế lực hạng nhất trong tiểu thế giới, tứ đại kiếm tông này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để Diệp Phàm tiến vào trúc cơ tầng 3. Sau đó, bọn họ quay trở lại kiếm các. Trong đại điện của kiếm các, Diệp Phàm nhìn Vân Thư, cô nói cho tôi biết tình hình trong tiểu thế giới này đi, cũng như sự phân chia các thế lực ở đây. Công tử không phải người của tiểu thế giới à? Vân Thư tò mò nhìn Diệp Phàm. Không phải, Diệp Phàm lắc đầu. Lúc này, Vân Thư giật mình, cô ta không ngờ Diệp Phàm không phải người của tiểu thế giới, chẳng lẽ hắn chính là người phàm trong truyền thuyết? Nhưng kia người phàm tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, Vân Thư tràn đầy nghi ngờ. Cô sao vậy? Diệp Phàm thấy Vân Thư ngây người, ngạc nhiên nói. À, không có gì. Vân Thư lắc đầu, bắt đầu giới thiệu tiểu thế giới với Diệp Phàm. Trong tiểu thế giới Côn Lôn này, kể từ khi phát triển đã có hàng trăm thế lực tu luyện, trong số đó cũng có rất nhiều thành trì cổ, những thành trì này đều bị chiếm giữ bởi cường giả tu hành nào đó hoặc một thế lực nào đó. Các lực lượng này về cơ bản được chia thành 5 cấp, thế lực hạng 3, thế lực hạng 2, thế lực hạng nhất và thế lực đỉnh cấp, ngoài ra còn có thế lực chúa tể, càng lên cao thì thế lực đó càng mạnh, đặc biệt là thế lực chúa tể, một trong số họ đều có khả năng thống trị tiểu thế giới, nhưng họ hiếm khi xuất hiện, cũng không có nhiều người biết đến họ. Trong tiểu thế giới quá thực có rất nhiều cường giả, thoát thai cảnh và tích cốc cảnh chỉ có thể được coi là cường giả trung cấp, ngoài ra còn có những cường giả khai quang cảnh và dung hợp cảnh, đó mới thật sự là cường giả đỉnh cấp trong tiểu thế giới, đương nhiên còn có cường giả cấp cao hơn thì Vân Thư không biết. Công tử, cuộc thi kim bảng sẽ sớm được tổ chức, nếu anh tham gia, người đứng đầu kim bảng lần này sẽ là công tử. Đột nhiên, Vân Thư nghĩ về điều gì đó, nhìn Diệp Phàm nói. Cuộc thi kim bảng, đó là cái gì? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Cuộc thi kim bảng là cuộc thi dành cho thế hệ trẻ của tiểu thế giới, 10 người đứng đầu sẽ được xếp vào kim bảng, mà kim bảng là một linh khí bí ẩn tồn tại trong tiểu thế giới. Một khi tên của anh được viết lên đó, anh có thể nhận được phần thưởng của kim bảng. Phần thưởng này có thể là một linh kỹ, có thể là một môn công pháp, cũng có thể là một sự kỳ ngộ. Nói tóm lại, phần thưởng của kim bảng rất phong phú. Cuộc thi kim bảng được tổ chức 10 năm một lần, mỗi lần được tổ chức, các thiên tài của toàn bộ tiểu thế giới sẽ xuất hiện để tranh đấu. Còn vài ngày nữa cuộc thi kim bảng mới sẽ được tổ chức, bây giờ tất cả các thiên tài đang sẵn sàng, chuẩn bị tranh giành vị trí trên kim bảng. Nghe nói ngay cả thiếu chủ của quỷ cốc đã biến mất từ lâu cũng sẽ xuất hiện để tham gia vào cuộc thi kim bảng. Vân Thư nói. Cô nói cái gì, thiếu chủ của quỷ cốc? Đột nhiên Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, hắn kinh ngạc nói. Công tử, ngài làm sao vậy? Vân Thư nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Cô vừa nói thiếu chủ quỷ cốc cũng sẽ tham gia cuộc tỷ thí kim bảng lần này. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, quỷ cốc đã biến mất ngàn năm. Không ngờ lần này lại xuất hiện ở giang hồ, hơn nữa thiếu chủ quỷ cốc còn tham gia cuộc tỷ thí kim bảng lần này. Ngàn năm trước, lúc quỷ cốc còn ở là một thế lực không ai dám chọc trong tiểu thế giới, mỗi người nịnh bợ, nhưng đột nhiên lại biến mất, hiện giờ quỷ cốc lại xuất hiện làm cho thế lực các nơi chấn động. Vân Thư nói, lúc này Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, hắn không ngờ trong tiểu thế giới này cũng có quỷ cốc, liệu có giống với quỷ cốc của Tam Sư Phụ không? Nếu là một, vậy thiếu chủ quỷ cốc này lại là ai? Hiện tại thiếu chủ quỷ cốc không phải chỉ có mình hắn thôi sao? Không lẽ còn có người khác? Hoặc có người thế hắn tham gia cuộc tỷ thí kim bảng lần này? Công tử, ngài làm sao vậy? Vân Thư thấy Diệp Phàm không thích hợp, lên tiếng hỏi. Không có việc gì. Diệp Phàm lắc đầu nói, cuộc tỷ thí kim bảng được tổ chức vào ngày bao nhiêu, ở chỗ nào? Chắc khoảng một tuần sau. Địa điểm tổ chức là thành Côn Luân lớn nhất trong tiểu thế giới. Vân Thư nói. Lúc này Vân Tiêu đi đến, nói, công tử, tỷ tỷ, nghe nói đêm này Thành Thiên vẫn tổ chức một buổi đấu giá lớn, chúng ta có đi xem hay không? Hội đấu giá lớn, có thứ gì tốt bán đấu không? Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn có,
mấy loại hội đấu giá này thường sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo và rất nhiều tài nguyên tu luyện hiếm có. Vân Tiêu nói, vậy đi xem đi. Diệp Phàm nói, nếu công tử muốn đi thì đi thôi. Vân Thư gật đầu, mấy người đừng gọi tôi là công tử, cứ gọi Diệp Phàm là được. Diệp Phàm nói thẳng, chính công tử đã cứu mạng của chúng ta, sao chúng ta có thể vô lễ? Vân Thư cung kính nói, tùy các người vậy. Diệp Phàm nói, tiếp theo Vân Thư xử lý xong công việc của kiếm các, sau đó đi đến Thành Thiên Vẫn với Vân Tiêu và Diệp Phàm. Lúc này tứ đại kiếm tông liên thủ bao vây kiếm các, kết quả bị tiêu diệt cả đoàn, ngay cả hang ổ của tứ đại kiếm tông cũng bị xóa sổ, tin tức này nhanh chóng lan truyền rộng rãi làm cho tiểu thế giới chấn động. Rốt cuộc tứ đại kiếm tông đều là thế lực đứng đầu, nhưng lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, còn bị một kiếm các đã mất đi rất nhiều cao thủ tiêu diệt, chuyện này làm người quá khó tin. Rất nhanh có tin đồn nói kiếm các có thể tiêu diệt tứ đại kiếm tông bởi vì trong kiếm các xuất hiện một vị cao thủ thần bí. Chính vị cao thủ này đã chém giết tông chủ và thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông, cuối cùng xóa sạch hang ổ của tứ đại kiếm tông. Tin tức này trở thành tiêu điểm chú ý của các thế lực, bọn họ đều muốn biết vị cao thủ thần bí kia là ai. Rốt cuộc có thể tiêu diệt tứ đại kiếm tông cũng không phải cao thủ bình thường, thực lực phải đạt đến một mức độ khủng bố. Sau một giờ đi đường, ba người Diệp Phàm đã đến Thành Thiên Vẫn. Thành Thiên Vẫn cực kỳ khổng lồ, tường thành màu đen, nhìn từ bên ngoài giống như một con quái thú sắt thép khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy tường thành thời cổ đại như vậy. Sau khi ba người bọn họ vào thành, nhìn thấy nơi này có vô số người ra vào, cực kỳ náo nhiệt, phần lớn những người này đều là người tu hành, đương nhiên cũng có một ít chưa đạt đến luyện khí cảnh, nhưng cũng tương đương với thánh cảnh và thần cảnh. Bọn họ đi đến vị trí trung tâm của thành trì, ở chỗ này có một tòa kiến trúc lớn, bên trên viết ba chữ nhà đấu giá. Công tử, nơi này là hội đấu giá, do Thương hội Tử Dương lớn thứ hai tiểu thế giới tổ chức. Vân Thư giới thiệu. Vậy đi vào thôi. Diệp Phàm nói, đang định đi vào thì bị thủ vệ cửa ngăn lại. Muốn tham gia hội đấu giá, giao nộp mỗi người 50 linh thạch hạ phẩm. Thủ vệ cửa nói. Đi vào còn phải giao nộp linh thạch. Diệp Phàm giật mình, thủ vệ cửa nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, một vị thủ vệ cửa lạnh lùng nói, không phải con chó con mèo nào cũng vào được hội đấu giá của Thương hội Tử Dương chúng ta, nếu ngươi không thể lấy ra 50 linh thạch hạ phẩm, vậy đi đi. Này, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Vân Tiêu không vui nói. Sao, ngươi có ý kiến? Thủ vệ cửa lạnh mặt, tản ra hơi thở lạnh băng nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu, các thủ vệ khác cũng tụ lại, chuẩn bị đánh nhau. Ta sẽ trả linh thạch cho bọn họ. Một giọng nói nữ tính vang lên. Một nữ tử ăn mặc xinh đẹp, dung mạo quyến rũ đứng trong đám thủ hạ đi đến và lên tiếng, sau đó thủ hạ bên cạnh lập tức lấy ra đống linh thạch đưa cho thủ vệ. Vô song, sao có thể để ngươi bỏ linh thạch chứ, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Vân Thư vội vàng nói. Vân Thư, chúng ta quen biết lâu như vậy, một ít linh thạch mà thôi, đâu cần khách khí như vậy. Nhưng vị công tử này là ai? Sao ta chưa từng gặp? Nói xong cô ta nhìn về phía Diệp Phàm. Anh ấy, tôi là đệ tử của kiếm các. Vân Thư đang định giới thiệu Diệp Phàm thì Diệp Phàm lại lên tiếng. Đúng vậy, đây là đệ tử của kiếm các. Vân Thư hiểu Diệp Phàm không muốn bại lộ thân phận nên giới thiệu theo lời của hắn. Vậy à, sau khi biết được thân phận của Diệp Phàm thì mất đi hứng thú, nhìn Vân Thư, nói, Vân Thư, ta nghe nói kiếm các người xuất hiện một vị cao thủ thần bí. Xoát sổ tứ đại kiếm tông, vị cao thủ kia là ai? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến? Vị cao thủ này không muốn để lộ thân phận nên ta cũng không thể nói nhiều. Vân Thư tìm một cái cớ. Vậy à? Ánh mắt của cô ta lóe lên, không biết nghĩ gì. Tiểu thư, công tử, chúng ta đi vào thôi. Lúc này Diệp Phàm như một đệ tử chân chính của kiếm các, nói. Vô song, chúng ta đi vào thôi. Vân Thư nói. Sau đó bọn họ đi vào. Không gian nhà đấu giá vô cùng lớn, còn có tầng 2 và tầng 3, đài đấu giá được bố trí ở bên trong, như vậy người trên tầng cũng có thể nhìn rõ đài đấu giá. Nơi này đã tụ tập mấy trăm người, thấp nhất là luyện khí tầng 8, phần lớn là trúc cơ và thoát thai, còn có không ít tích cốc cảnh. Nữ nhân kia là ai? Diệp Phàm nói, Vân Thư trả lời, cô ấy tên là Yến Vô Song, là đại tiểu thư của Yến tộc, thế lực đứng đầu tiểu thế giới. Lúc trước quan hệ giữa tộc trưởng Yến tộc và cha tôi không tệ, bởi vậy chúng tôi đã quen biết từ rất lâu. Nữ nhân này không đơn giản,
cẩn thận khi tiếp xúc với cô ta. Diệp Phàm nhắc nhở. Vân Thư nghe vậy nhíu mày, nói, công tử, Vô Song làm sao vậy? Ta chỉ nhắc nhở ngươi như vậy, còn nghe hay không là chuyện của ngươi. Diệp Phàm nói. Rất nhanh ba người bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Cách đó không xa, Yến Vô Song nhìn tỷ đệ Vân Thư, nói vài câu với thủ hạ, đối phương nhanh chóng rời khỏi nhà đấu giá. Xem ai đến kìa. Đột nhiên lối vào nhà đấu giá trở nên ồn ào. Diệp Phàm cũng tò mò nhìn lại, sau đó biến sắc. Lúc này ở lối vào, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, bộ dáng tinh xảo, cao quý đoan trang. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, cho người ta một loại cảm giác thần thánh cao quý, chỉ có thể đứng xa không thể chạm vào. Hơn nửa nam tính ở đây đều bị nữ tử thu hút. Nữ tử này chính là Thượng quan Lưu Ly, tiểu thư của gia tộc Thượng quan ở đế đô Long Quốc. Đây cũng là lý do Diệp Phàm biến sắc khi nhìn thấy đối phương, hắn không ngờ cô ta cũng ở đây, hơn nữa bây giờ đối phương đã trở thành một người tu hành cường đại. Là thánh nữ Thượng quan Lưu Ly của Lưu Ly Tông. Không ngờ cô ấy cũng đến. Vân Thư lẩm bẩm. Cô biết cô ta, Diệp Phàm hỏi, Vân Thư trả lời, tôi chỉ nghe qua về cô ấy, nghe nói không lâu trước đây cô ấy bị một trưởng lão Lưu Ly Tông đi du lịch mang về tông môn, gia nhập Lưu Ly Tông không lâu, Lưu Ly Tông đã tuyên bố lập cô ấy làm thánh nữ. Thánh nữ đời trước được Lưu Ly Tông lựa chọn đã ngàn năm trước, bởi vậy lần này Lưu Ly Tông đột nhiên chọn cô ấy làm thánh nữ đã tạo ra chấn động cực mạnh ở tiểu thế giới. Đúng rồi, Lưu Ly Tông là một thế lực đỉnh cấp ở tiểu thế giới, mạnh hơn thế lực cấp 1 rất nhiều. Vân Thư giải thích, lúc này Thượng quan Lưu Ly bước vào trong nhà đấu giá, không ít thiên kiêu tuấn kiệt bước lên chào hỏi nhưng Thượng quan Lưu Ly đều làm lơ. Đột nhiên Thượng quan Lưu Ly dừng chân, nhìn về phía Diệp Phàm. Không ngờ anh ta lại đến đây. Thượng quan Lưu Ly cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Phàm. Những người ở đây nhìn thấy Thượng quan Lưu Ly nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bọn họ đều nhìn về phía hắn, suy đoán thân phận của người này, vậy mà lại có thể thu hút sự chú ý của thánh nữ Lưu Ly Tông. Công tử, cô ấy đang nhìn ngài sao? Không lẽ hai người quen biết? Vân Thư hỏi. Diệp Phàm không nói gì, cũng không nhìn Thượng quan Lưu Ly nữa. Thượng quan Lưu Ly cũng thu lại ánh mắt, thị nữ bên cạnh cô ta nói, thánh nữ, sao vậy? Không có việc gì. Vậy chúng ta đi lên tầng thôi, thị nữ nói. Không cần, ngồi đây đi. Thượng quan Lưu Ly ngồi xuống vị trí gần Diệp Phàm, những người đi theo cô ta đều cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. 10 phút sau, người chủ trì lên đài đấu giá, nói, chào buổi tối các vị. Tôi là người chủ trì cuộc đấu giá lần này, Thương hội Tử Dương đã chuẩn bị hội đấu giá lần này rất lâu, tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng, mọi người đã sẵn sàng chưa? Rất nhanh, món đồ đầu tiên được đưa lên, đây là một linh quả tam phẩm. Nhìn thấy vật phẩm là một linh quả tam phẩm, những người ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Diệp Phàm nhìn thấy linh quả tam phẩm, ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên hắn rất muốn linh quả tam phẩm này, lúc trước hắn dùng linh quả, thực lực tăng mạnh. Linh quả tam phẩm này còn mạnh hơn linh quả lần trước, sao hắn có thể bỏ lỡ? Các vị, giá khởi đầu của linh quả tam phẩm là 10 linh quả trung phẩm. Người chủ trì nói, trong tiểu thế giới, tiền lưu hành là linh thạch chia thành 4 cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 10 linh thạch trung phẩm tương đương 1 vạn linh thạch hạ phẩm, đây là một con số không nhỏ. Nhưng dù vậy vẫn có không ít người ra giá. Chỉ trong nháy mắt. Linh quả tam phẩm đã lên đến 20 linh thạch trung phẩm. Những người này thật điên cuồng. Vân Tiêu cảm thán. Kết quả cậu ta vừa dứt lời, đột nhiên Diệp Phàm ra giá 30 linh thạch trung phẩm. Công tử, 30 linh thạch trung phẩm không phải nhỏ. Vân Thư nhắc nhở Diệp Phàm. Không sao, Diệp Phàm không thèm để ý. Tiếp theo lại có mấy người tiếp tục tăng giá, nhưng Diệp Phàm đều đuổi sát nút. Cuối cùng linh quả tam phẩm này về tay Diệp Phàm với giá 50 linh thạch trung phẩm. Sau đó một đống tài nguyên tu hành chân quý được đem ra, nhưng chưa lọt vào mắt Diệp Phàm. Các vị, vật phẩm tiếp theo không đơn giản, mọi người cần phải nhìn kỹ. Người chủ trì trên đài lên tiếng, ông ta kéo chiếc khăn đỏ che đậy xuống, lộ ra gương mặt thật của vật phẩm. Mọi người ở hiện trường đều nhìn chằm chằm vật phẩm kia. Diệp Phàm nhìn thấy vật phẩm này, nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Lúc này trên sàn đấu giá. Khi nhân viên đấu giá vén chiếc khăn đỏ lên thì món đồ liền hiện ra trước mặt mọi người. Những người có mặt ở đó đều kinh ngạc khi nhìn thấy món đồ đó. Đó là một hạt châu tỏa ra kim quang, toát lên hơi thở của Phật môn,
mang lại cho người ta cảm giác vô cùng bình yên. Xá lợi của Phật môn, Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn hạt châu này. Nó rất giống với xá lợi Phật môn trong tay Dương Nhược Ảnh của Thiên Thủ Môn ngày trước. Đây chính là xá lợi của một vị cao tăng Phật môn, nó chứa đựng tinh hoa trí tuệ và sức mạnh của vị cao tăng đó. Nếu như ai có thể luyện hóa hoặc lĩnh hội được nó thì thực lực của bản thân nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên nếu như người của Phật môn có thể lấy được nó, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Nhân viên đấu giá từ tốn nói. Vừa dứt lời, bên dưới đã thảo luận vô cùng sôi nổi. Hầu hết mọi người đều đã nghe qua về xá lợi, đó chính là những hạt châu được tạo thành khi những vị cao tăng đắc đạo qua đời, chứa đựng tinh hoa trí tuệ và sức mạnh cả một đời của họ, vậy nên đây chắc chắn là một báu vật. Thế nhưng xá lợi được người của Phật môn canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài vốn không thể nào lấy được, không ngờ rằng thương hội Tử Dương này lại có được một thứ như vậy, không hổ danh là thương hội thứ hai của tiểu thế giới. Thương hội Tử Dương lợi hại quá, ngay cả xá lợi của Phật môn cũng lấy được, nhưng bọn họ không sợ các thế lực lớn của Phật môn tức giận sao? Vân Thư hỏi, trong tiểu thế giới còn có thế lực của Phật môn sao? Diệp Phàm lên tiếng, trong tiểu thế giới có rất nhiều thế lực của Phật môn. Những thế lực này đều là hạng nhất, hạng 2, hạng 3, tổng cộng cũng phải hơn 20 thế lực lớn nhỏ. Trong đó ba thế lực cường đại nhất là La Hán Tự, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông. Tất nhiên, ngoài ba thế lực hàng đầu này, trong tiểu thế giới còn có một thế lực gọi là Phật Tông, bọn họ chính là thế lực chúa tể, nhưng hàng trăm năm nay không thấy xuất hiện nữa. Vân Thư giới thiệu. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên rồi nhìn chằm chằm vào xá lợi trên đài đấu giá. Cùng lúc đó, xá lợi trên người Diệp Phàm đột nhiên rung lên, dường như nó cảm nhận được sự tồn tại của hạt xá lợi kia. Tôi từng nghe cha tôi nói rằng nếu như có thể thu thập được 9 hạt xá lợi của Phật môn thì sẽ có được một công pháp vô thượng, nhưng không biết thật không? Vân Thư tiếp tục nói. Còn có chuyện như vậy à? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, cô ta liền nói tiếp, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai biết thật hay là giả, hơn nữa xá lợi này hiếm có như vậy. Luôn được các thế lực Phật môn canh giữ cẩn thận như kho báu truyền thừa, vậy nên làm sao có thể thu thập 9 hạt xá lợi được chứ? Các vị, nếu muốn tăng cường thực lực của bản thân thì xá lợi này chính là bảo bối hiếm có, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này, nhân viên đấu giá lại lên tiếng. Được rồi, bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là 500 linh thạch trung phẩm. Khi nhân viên đấu giá gõ búa, rất nhiều cường giả bắt đầu ra giá. Trong nháy mắt, xá lợi này đã có giá 3.000 linh thạch trung phẩm, con số này thật sự rất lớn đối với nhiều thế lực hạng nhất, chứ đừng nói đến những thế lực hạng 2, hạng 3 khác. 5.000 linh thạch trung phẩm. Ngay khi mọi người cho rằng 3.000 linh thạch trung phẩm đã cao nhất rồi, thì Diệp Phàm lại ra giá lần nữa, hơn nữa giá thầu của hắn còn tăng thêm 2.000 linh thạch trung phẩm, khiến người ta khiếp sợ. Soạt, soạt, soạt. Tất cả mọi người đều liếc nhìn Diệp Phàm, âm thầm thắc mắc chàng trai này từ đâu mà đến. Tại sao lại có thể ra giá hào phóng như vậy, chẳng lẽ chính là công tử thiếu gia của thế lực đỉnh cấp nào đó sao? Công tử, anh thực sự muốn ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm sao? Đây không phải là số tiền nhỏ, Vân Thư kinh ngạc hỏi. Không vấn đề. Diệp Phàm bình tĩnh nói, hắn đã lấy hết linh thạch của Tứ Đại Kiếm Tông, vậy nên 5.000 linh thạch trung phẩm cũng chẳng đáng là gì. Khi Diệp Phàm ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm, không còn ai tiếp tục ra giá ra. Xá lợi này mặc dù chân quý, nhưng lại cao hơn 5.000 linh thạch trung phẩm, ngoại trừ thế lực đỉnh cấp ra thì chẳng còn ai có thể tiếp tục ra giá. Hơn nữa các thế lực đỉnh cấp tham gia vào cuộc đấu giá ngày hôm nay thì ngoại trừ Lưu Ly Tông cũng không có thế lực đỉnh cấp nào đấu giá cả. Hắn thế mà có thể bỏ ra 5.000 linh thạch trung phẩm để mua một hạt xá lợi, khá hào phóng đấy. Đáng tiếc, hắn không biết rằng không phải ai cũng có thể lấy được xá lợi của Phật môn. Kẻ nào dám lấy? Kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của Phật môn. Lúc này, một cường giả của Lưu Ly Tông ngồi bên cạnh Thượng quan Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Thượng quan Lưu Ly nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt chợt lóe lên. Xin chúc mừng công tử đã lấy được hạt xá lợi này của Phật môn. Tiếp theo, chúng ta lại bắt đầu vòng đấu giá mới. Nhân viên đấu giá ngay lập tức đưa ra quyết định cuối cùng rồi bắt đầu một vòng đấu giá mới. Sau đó các loại bảo vật lần lượt được đưa lên, thu hút mọi người ở đó không ngừng ra giá. Buổi đấu giá này có thể kiếm được nhiều linh thạch thật đấy. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Đương nhiên rồi, nếu không thương hội Tử Dương làm sao có thể trở thành thương hội lớn thứ hai của tiểu thế giới.
Bọn họ sở hữu linh thạch còn nhiều hơn những thế lực đỉnh cấp. Vân Thư nói. Thương hội lớn thứ hai. Vậy thương hội lớn thứ nhất là ai? Diệp Phàm tò mò hỏi. Thương hội lớn nhất được gọi là Thương hội Thiên Long. Vân Thư đáp. Soạt. Nghe thấy bốn chữ Thương hội Thiên Long, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc, nói, cô nói là Thương hội Thiên Long sao? Đúng vậy, công tử sao vậy? Vân Thư tò mò hỏi. Không sao, Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt chợt lóe lên. Thương hội Thiên Long? Lẽ nào? Diệp Phàm âm thầm suy đoán, ở Long Quốc có Thương hội Thiên Long do ba hắn thành lập, thế nhưng ở tiểu thế giới lại xuất hiện một Thương hội Thiên Long khác, chẳng lẽ cũng là do ba hắn thành lập sao? Nếu đúng như vậy thì ba của hắn quả thực rất lợi hại đấy. Được rồi, các vị, cuộc đấu giá tiếp theo sẽ là bảo vật cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Mọi người ắt hẳn rất tò mò đó là bảo vật gì. Bây giờ hãy để tôi tiết lộ cho mọi người biết. Lúc này nhân viên đấu giá đã vén chiếc khăn đỏ lên. Soạt, soạt, soạt. Mọi người ngay lập tức nhìn về nó, nhưng tất cả đều sững sờ, tựa như không hiểu nó là cái gì. Vật phẩm này có kích thước bằng lòng bàn tay, tương tự như một viên ngọc cổ, bên trên chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Tôi đoán nhiều người không biết đây là gì phải không? Đây là ngọc giản, cách đây rất lâu về trước, khi tu hành còn đang ở trong thời kỳ hoàng kim, rất nhiều cường giả sẽ khắc những công pháp và tuyệt kỹ, thậm chí một vài thần thông bí pháp lên trên ngọc giản, để lưu lại cho thế hệ sau, chỉ cần điều động linh thức là có thể khám phá ra những công pháp tuyệt kỹ còn lưu lại trong ngọc giản này. Nhân viên đấu giá giới thiệu. Sau đó mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thương hội Tử Dương thế mà còn có đồ vật cổ xưa như ngọc giản. Cường giả Lưu Ly Tông kinh ngạc nhìn ngọc giản. Còn Diệp Phàm nghe thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên, nhìn chằm chằm vào ngọc giản, hắn nhanh chóng vận dụng tinh thần lực để quan sát và nhận ra trong ngọc giản quả nhiên có một luồng sức mạnh cường đại. Thật sự là ngọc giản. Công tử, ngọc giản này chính là báu vật đấy. Năm đó lão tổ Bạch Y Kiếm Quân của kiếm các chúng tôi đã tìm ra một kiếm pháp vô thượng trong ngọc giản, nhờ đó mà có được danh hiệu Bạch Y Kiếm Quân. Vân Thư nói, công pháp trong ngọc giản này mạnh đến vậy sao? Diệp Phàm hỏi, ngọc giản là một vật cổ xưa, chuyên dùng để lưu trữ các loại công pháp tuyệt kỹ cao cấp. Hơn nữa một khi có người dùng rồi nó sẽ tự động phá hủy, không để người thứ hai lấy được. Chỉ là nhất định phải có linh thức thì mới có thể biết được công pháp tuyệt kỹ năng có trong ngọc giản. Vân Thư lại nói, linh thức, Diệp Phàm nheo mắt lại, hỏi, đó là cái gì? Khi thực lực tu hành giả đạt đến một trình độ nhất định mới sinh ra thứ gọi là linh thức, tương tự như tinh thần lực vậy, nhưng nó còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa linh thức không chỉ có thể nhìn thấu trong phạm vi nhất định, mà còn có thể công kích linh hồn. Vân Thư giải thích, cô biết nhiều thật đó. Lúc này Diệp Phàm nhìn Vân Thư mỉm cười, còn cô ta thì ngại ngùng nói, bình thường tôi thích đọc các loại cổ thư. Cho nên biết nhiều hơn một chút thôi. Các vị, nếu như bây giờ đã hiểu đại khái về ngọc giản rồi thì cũng biết nó ẩn giấu báu vật như thế nào, nếu như các vị có được nó nói không chừng sẽ có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong nháy mắt. Nhân viên đấu giá tiếp tục nói. Những thứ trong ngọc giản phải dùng linh thức mới có thể thấy được, nhưng muốn có linh thức thì thực lực phải đạt đến phân thần cảnh. E rằng toàn bộ tiểu thế giới này không có cường giả nào như vậy cả. Như thế thì có được ngọc giản này cũng có ích gì đâu. Một cường giả tích cốc cảnh không nhịn được nói. Lời vừa nói ra đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Trong quá trình tu hành, muốn có được linh thức thì phải đạt đến phân thần cảnh. Điều này có nghĩa là không chỉ phải đột phá thành công dung hợp cảnh mà từ đó còn phải đột phá lên mấy đại cảnh giới nữa mới có thể tiến vào phân thần cảnh. Nhưng ở tiểu thế giới, cường giả đạt đến dung hợp cảnh đã cực kỳ hiếm rồi, chứ đừng nói đến phân thần cảnh, điều này thật sự rất khó. Vì vậy, ngọc giản tuy rằng nhìn có vẻ chân quý nhưng thực chất lại là đồ vô giá trị mà thôi. Nhân viên đấu giá nghe vậy, mỉm cười nhìn cường giả tích cốc cảnh, tiên sinh, mặc dù bây giờ ngài chưa tiến vào phân thần cảnh, nhưng làm sao biết tương lai mình sẽ không đạt đến cảnh giới đó chứ? Nếu như ngài có được ngọc giản, chẳng phải sau này nó sẽ trở thành một con át chủ bài cho ngài hay sao? Nói không chừng có được nó rồi ngài sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên đấy. Cái này... Sau khi nghe lời nói mỹ miều của nhân viên đấu giá, cường giả tích cốc cảnh không biết phải trả lời như thế nào. Thật là biết cách dụ dỗ người khác, Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười. Giá khởi điểm của ngọc giản là 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá ít nhất phải hơn 100 linh thạch. Bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu, người bán đấu giá nói. 600 linh thạch trung phẩm.
700 linh thạch trung phẩm, 900 linh thạch trung phẩm. Trong nháy mắt có rất nhiều thế lực và cường giả thi nhau đấu giá. Tuy rằng hiện tại bọn họ không thể nào có được công pháp và tuyệt kỹ trong ngọc giản, nhưng đúng như nhân viên đấu giá nói, nếu sau này có cơ hội tiến vào phân thần cảnh, những thứ trong ngọc giản sẽ rất có ích với họ. Bọn họ ra giá đều mang tâm lý đánh cược rằng sau này bản thân sẽ có cơ hội bước vào phân thần cảnh. Thánh nữ, đã đến lúc chúng ta ra giá rồi phải không? Cường giả Lưu Ly Tông nói với Thượng quan Lưu Ly. Không vội, Thượng quan Lưu Ly lắc đầu. 1.500 linh thạch trung phẩm. 1.800 linh thạch trung phẩm. 2.000 linh thạch trung phẩm. Lúc này, người của thế lực hạng nhất và một vài thế lực đỉnh cấp ở tầng 2 và tầng 3 cũng đã ra giá. 5.000 linh thạch trung phẩm. Mọi người vừa ra giá xong, Diệp Phàm lại lên tiếng. Soạt, soạt, soạt. Hắn vừa dứt lời, mọi người lại lần nữa sửng sốt. Tên này thế mà lại ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm, thật sự là rất hào phóng. 6.000 linh thạch trung phẩm. Nhưng lần này, sau khi Diệp Phàm ra giá, lại có người khác tiếp tục tăng giá. 8.000 linh thạch trung phẩm. Sắc mặt Diệp Phàm không vui, tiếp tục hét lớn. Công tử, nếu như không có linh thức thì không thể lấy được thứ bên trong ngọc giản, chúng ta đấu giá được kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Vân Thư khuyên nhủ. Chưa chắc, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Trực giác của hắn mách bảo rằng ngọc giản này sẽ mang đến cho hắn một điều bất ngờ nên hắn nhất định phải có được nó. Về phần ngọc giản cần phải có linh thức mới mở ra được, Diệp Phàm vốn không thèm quan tâm, hắn tin tinh thần lực của mình không kém gì linh thức. 9.000 linh thạch trung phẩm. Đúng lúc này, tầng 3 lại vang lên một tiếng ra giá. 1.000.000 linh thạch trung phẩm. Diệp Phàm hét lên. Sau khi ra giá, hắn khẽ cau mày, 1.000.000 linh thạch trung phẩm này đã đạt đến giới hạn của hắn, hắn sẽ không thể ra giá cao hơn nữa. Cũng may lần này không có người tiếp tục tăng giá, ngọc giản này đương nhiên thuộc về Diệp Phàm. Thánh nữ, sao chúng ta không đấu giá ngọc giản? Lúc này cường giả Lưu Ly Tông khó hiểu nhìn Thượng quan Lưu Ly. Tôi tự có kế hoạch của mình, chờ quay về sẽ đích thân báo cáo với tông chủ. Thượng quan Lưu Ly thờ ơ nói. Cường giả Lưu Ly Tông thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó cuộc đấu giá kết thúc, Diệp Phàm đi theo nhân viên đấu giá tiến vào bên trong rồi trả hết linh thạch cho 3 lần đấu giá. Sau khi đưa xong, linh thạch hắn lấy được từ tứ đại kiếm tông cũng không còn bao nhiêu. Nhưng hắn có được linh quả tam phẩm, một hạt xá lợi Phật môn và một ngọc giản. Diệp Phàm cầm xá lợi và ngọc giản trên tay với đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó hắn đi thẳng ra ngoài. Đi điều tra thân phận của tên nhóc này. Sau khi Diệp Phàm rời đi, một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn theo bóng lưng hắn, rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Khi Diệp Phàm và Vân Thư vừa bước ra, một nhóm người đã chờ đợi họ ở đó. Đúng lúc này, bên ngoài buổi đấu giá, ba người Diệp Phàm vừa đi ra đã có một đám người xông tới. Người dẫn đầu là cô gái tên Yến Vô Song đã từng xuất hiện trước đó, đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên với khí thế bất phàm. Chú Yến, đã lâu không gặp. Vân Thư nhìn người đàn ông trung niên thì chào hỏi, người này chính là cha của Yến Vô Song, tên là Yến Nam Sơn tộc trưởng của Yến tộc. Vân Thư, chú nghe nói vừa rồi kiếm các bị tứ đại kiếm tông tập kích, nhưng đáng tiếc chú không nhận được tin tức, nếu không, nhất định chú sẽ không để tứ đại kiếm tông bắt nạt kiếm các như thế. Yến Nam Sơn nhìn Vân Thư rồi nói với vẻ mặt áy náy. Chú Yến, chuyện này không liên quan gì đến chú không cần xin lỗi. Vân Thư lắc đầu, mở miệng nói. Nhưng Vân Thư à, chú nghe nói các cháu liên tục đấu giá được 3 món đồ với giá cao tại buổi đấu giá, 3 món đồ đều là bảo vật mà người thèm muốn, với thực lực hiện tại của kiếm các, chú sợ nó sẽ bị người khác nhắm đến, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ kiếm các, chỉ bằng cháu giao 3 thứ đó cho chú bảo quản trước. Khi thời cơ chín muồi, chú sẽ trả lại cho cháu. Yến Nam Sơn nhìn Vân Thư rồi nói, lời nói của ông ta vô cùng chân thành, thái độ hoàn toàn là vì muốn tốt cho Vân Thư. Lúc Vân Thư nghe vậy, ánh mắt cô ta đông cứng lại, trầm giọng nói, thứ chủ Yến đang nói là 3 món đồ linh quả tam phẩm, xá lợi Phật môn và ngọc giản sao? Đúng vậy, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Vân Thư, vì an toàn của cháu, em trai cháu và toàn bộ kiếm các. Trước hết giao 3 thứ này cho chú bảo quản là thỏa đáng nhất, nếu các thế lực khác muốn tranh đoạt, Yến tộc chủ nhất định sẽ cố gắng hết sức ngăn cản. Yến Nam Sơn chân thành nói. Ha ha, tôi đã từng thấy người vô liêm sỉ, nhưng không ngờ lại có người vô liêm sỉ đến mức này. Lúc này, Diệp Phàm cười giễu cợt,
vẻ mặt đầy mỉa mai. Sự chế giễu của Diệp Phàm khiến cho vẻ mặt Yến Nam Sơn và Yến Vô Song tối sầm lại, Yến Vô Song chỉ vào Diệp Phàm rồi hét lớn, cậu nhóc, cậu có ý gì? Có ý gì sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có loại người muốn giật đồ của người khác một cách công khai như vậy dai. Diệp Phàm bĩu môi, hừ lạnh. To gan, cậu chỉ là một đệ tử của kiếm các mà có tư cách gì nói những lời này. Yến Vô Song nói với vẻ mặt tức giận, cô ta dứt khoát ra tay định tát Diệp Phàm, kết quả lại bị Vân Thư bắt được bàn tay. Vân Thư, buông tay ra, đệ tử của các cô nói năng lung tung, lại còn nói xấu cha tôi, phải bị ăn đánh. Đúng lúc này, Yến Vô Song nhìn Vân Thư hét lớn, còn Vân Thư lại thản nhiên nói, Vô Song, cô không thể động vào anh ta. Tại sao, không phải cô nói anh ta chỉ là một đệ tử bình thường của kiếm các thôi sao? Yến Vô Song lạnh lùng quát lên. Cho dù là một đệ tử bình thường của kiếm các tôi cũng không đến lượt cô dạy dỗ đúng không? Lúc này, Vân Tiêu nhìn Yến Vô Song, hừ lạnh nói. Cậu! Lúc này, sắc mặt Yến Vô Song lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Được rồi, Vô Song, lui lại. Yến Nam Sơn mở miệng nói, Yến Vô Song trực tiếp lui sang một bên. Vân Thư nhìn Yến Nam Sơn nói, chú Yến, cảm ơn lòng tốt của chú. Nhưng cháu tin rằng kiếm các của cháu có thể bảo vệ ba món đồ này cẩn thận, cho nên sẽ không phiền đến chủ nhọc lòng quan tâm. Nghe được lời nói của Vân Thư, sắc mặt Yến Nam Sơn hơi thay đổi, ông ta lên tiếng, Vân Thư, bây giờ xung quanh cháu đã có rất nhiều thế lực đang để mắt đến cháu như hổ rình mồi, nếu không có Yến tộc chú ra tay thì giờ này ngay cả cơ hội ra khỏi thành đô các cháu cũng không có đâu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ba thứ đó là do tôi lấy, không liên quan gì đến Vân Thư. Nếu ông muốn thì phải có sự đồng ý của tôi. Diệp Phàm không giấu giếm gì nữa, nhìn Yến Nam Sơn, lạnh lùng nói. Lúc Yến Nam Sơn nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, lông mày ông ta nhíu lại, nhìn đối phương và nói, ba món bảo vật kia đều là do cậu lấy. Cậu không phải đệ tử của kiếm các sao? Ông đoán xem. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Mặc kệ các người là ai, hôm nay, ba người các cậu đều phải cùng tôi trở về Yến tộc. Ánh mắt Yến Nam Sơn lấp lóe, ông ta nói thẳng. Nếu tôi không đi thì sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này không phải do cậu quyết định. Sắc mặt Yến Nam Sơn trở nên lạnh lùng, ông ta công kích thẳng về phía Diệp Phàm. Mà thực lực của ông ta đã đạt đến thoát thai cảnh tầng 7, chiến lực bất phàm. Chỉ là trước khi Diệp Phàm kịp ra tay, một cỗ lực lượng chân nguyên đáng sợ đã bắn nhanh đến, oanh tạc về phía Yến Nam Sơn. Một âm thanh bị bóp nghẹt truyền ra, thân thể Yến Nam Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất phun máu. Lúc này, thượng quan Lưu Ly đi tới, theo sau là cường giả của Lưu Ly Tông đã lên tiếng trước đó, vừa rồi chính là hắn ta đã ra tay làm Yến Nam Sơn bị thương. Cha! Yến Vô Song thấy cha mình bị thương, vội vàng đến bên cạnh đỡ ông ta dậy. Anh! Mà ngay lúc Yến Vô Song đang chuẩn bị mắng chửi người ra tay thì lại nhìn thấy thượng quan Lưu Ly ở bên cạnh. Lời vừa đến miệng lại đột ngột dừng lại. Thánh nữ của Lưu Ly Tông. Lúc này, Yến Nam Sơn nhìn thượng quan Lưu Ly, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, Lưu Ly thánh nữ, không biết Yến mỗ đã đắc tội gì cô. Ông không đắc tội tôi nhưng ông đụng đến hắn. Thượng quan Lưu Ly thờ ơ nói, mà người cô ta nói đương nhiên là Diệp Phàm. Lúc Yến Nam Sơn nghe vậy, ánh mắt quét qua Diệp Phàm rồi nhìn thượng quan Lưu Ly thánh nữ có quan hệ với người này. Chuyện này không liên quan gì đến ông, tóm lại là ông không được động đến hắn. Thượng quan Lưu Ly lạnh lùng nói. Khi Yến Nam Sơn vậy, sắc mặt ông ta rất khó coi, ánh mắt liên tục lườm liếc. Ngay cả hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu cũng có biểu cảm ngạc nhiên không thôi khi nhìn thấy Lưu Ly thánh nữ thế mà lại bảo vệ Diệp Phàm. Lưu Ly thánh nữ, cô chắc chắn muốn bảo vệ hắn sao? Người hôm nay muốn động đến hắn e rằng không chỉ có một mình tôi đâu. Yến Nam Sơn nhìn thượng quan Lưu Ly, trầm giọng nói. Hôm nay ai muốn động vào hắn đều là kẻ thù của tôi. Thượng quan Lưu Ly lạnh lùng quát lên, vẻ mặt toát lên sự cường thế và độc đoán. Ngay khi cô ta vừa nói vậy, rất nhiều thế lực xung quanh muốn nhân cơ hội cướp đoạt ba món đồ mà Diệp Phàm đã đấu giá được trước đó đều lần lượt rón rén rút lui. Lưu Ly Tông này là thế lực đỉnh cấp, hoàn toàn không phải là thế lực mà bọn họ có thể chống lại. Tuy nhiên, những thế lực hạng nhất đã từ bỏ ra tay, nhưng những thế lực đại đỉnh cấp khác lại không từ bỏ dễ như thế, bọn họ ngang nhiên bước ra. Đúng lúc này, cường giả của hai đại thế lực cao cấp xuất hiện ở đây,
bọn họ theo thứ tự là người của Ngũ Hành Tông và Điện Thánh Dương. Lưu Ly Thánh Nữ, cô muốn một mình nuốt ba món bảo vật này e là không hay lắm đâu. Cường giả của Điện Thánh Dương nhìn thượng quan Lưu Ly, hừ lạnh nói, hiển nhiên hắn cho rằng đối phương đang bảo vệ Diệp Phàm là vì chiếm đoạt ba món đồ mà Diệp Phàm đấu giá được. Ai dám động đến hắn thì người đó phải chết. Thượng quan Lưu Ly lạnh lùng quát lên. Giờ phút này, thượng quan Lưu Ly toát ra vẻ uy nghiêm. Mạnh mẽ, giống như một nữ vương tôn quý cao cao tại thượng, cả người cô ta đã thay đổi rất nhiều so với vẻ thế tục trước đây. Nếu đã như vậy, chúng ta đây. Ngay lập tức, một người đàn ông tóc đỏ trong đám dẫn đầu Ngũ Hành Tông chuẩn bị ra tay thì một loạt Phật âm truyền đến. A-di-đà Phật. Khi âm thanh niệm Phật này truyền đến, một nhóm hòa thượng cạo chọc đầu, mặc áo cà sa màu vàng và chắp tay xuất hiện ở đây, từng người bọn họ đều có làn da màu đồng cổ tạo cho người ta có cảm giác áp bức vô hình. Là người của La Hán tự thế lực đỉnh cấp, bọn họ đến đây có phải vì viên xá lợi Phật môn kia không? Lúc này, những người khác có mặt thấy nhóm hòa thượng này xuất hiện đều bàn tán xôn xao. Công tử, đó là người của La Hán tự một thế lực Phật môn đỉnh cấp. Vân Thư nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Các người muốn làm gì? Thượng quan Lưu Ly nhìn người của La Hán tự, lạnh lùng nói. Lưu Ly Thánh Nữ, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là để lấy lại món đồ thuộc về Phật môn tôi thôi. Một hòa thượng trung niên đứng đầu đội ngũ La Hán tự chắp tay lại, nhẹ nhàng nói. Muốn món đồ này à? Diệp Phàm cầm viên xá lợi Phật môn trong tay rồi nhìn người của La Hán tự. Mà tất cả mọi người của La Hán tự đều nhìn chăm chú vào viên xá lợi Phật môn kia, ánh mắt ai nấy đều sáng ngời. Đúng lúc này, lại có một nhóm người khác xuất hiện ở đây, mà các cô lần lượt là một nhóm phụ nữ mặc áo choàng trắng và một nhóm hòa thượng pháp tướng với vẻ ngoài trang nghiêm, bọn họ chính là người của Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông. Đúng lúc này, tất cả mọi người của ba thế lực Phật môn đỉnh cấp đều xuất hiện ở đây, mà mục đích bọn họ đến đây là để đạt được viên xá lợi Phật môn này. Ngay giây phút viên xá lợi Phật môn được đưa ra đấu giá, tin tức nhanh chóng truyền đến tai tâm đại thế lực Phật môn. Vì vậy bọn họ đã phái cường giả đến đây với tốc độ nhanh nhất chính là vì đoạt lại viên xá lợi này. Vị thí chủ này, xin hãy trao trả lại xá lợi cho chúng tôi. Một ông lão trong đội ngũ Pháp Tướng Tông nhìn Diệp Phàm nói. Cái này là do tôi giành được, dựa vào cái gì mà phải giao cho các người. Thứ gì đã rơi vào tay tôi thì chưa từng có đạo lý giao ra. Diệp Phàm cất viên xá lợi kia đi, hừ lạnh nói. Thứ cậu lấy được chính là xá lợi Phật môn ta. Có ý nghĩa rất lớn đối với Phật môn chúng ta, nếu cậu không giao xá lợi ra, cậu sẽ là kẻ thù của toàn bộ Phật môn, đến lúc đó, ngay cả Lưu Ly Tông cũng không thể bảo vệ cậu được đâu, cậu có chắc mình có thể gánh chịu hậu quả này không? Vị hòa thượng đứng đầu La Hán tự trực tiếp nói. Được rồi, đừng nói nhảm, nếu muốn ra tay thì ra tay, không thì cút đi. Diệp Phàm bĩu môi, mất kiên nhẫn nói. Hồ đồ mất khôn. Một người phụ nữ đứng đầu Điện Thiên Âm nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bà ta siết chặt hai tay, hóa thành một đạo pháp ấn tấn công Diệp Phàm. Âm! Một kích này đánh ra đã truyền ra một tiếng nổ chói tai. Mà thực lực của người phụ nữ của Điện Thiên Âm này đã đạt tới trình độ tích cốc cảnh, hơn nữa còn là tích cốc cảnh tầng chính, thiếu một bước nữa là bước vào khai quang cảnh. Đối mặt với một kích này, những người khác có mặt ở đây đã thầm nghĩ tên Diệp Phàm đúng là tự tìm đường chết, không ngờ vì một viên xá lợi mà đi đắc tội với ba đại Phật môn của thế lực đỉnh cấp. Thật đúng là không biết viết từ chết như thế nào. Tam hộ pháp. Lúc này, thượng quan Lưu Ly ra lệnh cho vị cường giả bên cạnh, người đó đáp, thánh nữ, chúng ta không thể đắc tội với tam đại thế lực Phật môn này, nếu không chúng ta sẽ không biết phải khai báo với tông chủ thế nào đâu. Âm. Lập tức, thượng quan Lưu Ly trực tiếp tự mình ra tay, cô ta dùng hai tay nặn ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, đánh về phía công kích của cường giả Điện Thiên Âm kia, công kích của hai người va chạm nhau, phát ra tiếng nổ tung. Kết quả là đòn đánh của thượng quan Lưu Ly thật sự đã phá hủy công kích của đối phương, vẻ mặt của cường giả Điện Thiên Âm lạnh lùng, đánh thẳng về phía thượng quan Lưu Ly. Vào thời khắc mấu chốt, tam hộ pháp của Lưu Ly Tông cuối cùng cũng ra tay, hắn ta đánh ra một chưởng chặn đòn tấn công này của đối phương. Âm. Sau một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, cơ thể của cả hai bên bị đánh lùi về phía sau. Lưu Ly Tông các người muốn trở thành kẻ thù của thế lực Phật môn bọn ta sao? Cường giả Điện Thiên Âm nhìn đám người của Lưu Ly Tông, hừ lạnh nói. Mà tam hộ vệ lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn ta cũng không thể trách thượng quan Lưu Ly,
dù sao bây giờ toàn bộ Lưu Ly Tông đều coi Thượng Quan Lưu Ly là hy vọng lớn nhất của Lưu Ly Tông, thậm chí cô ta còn được tông lão tổ của Lưu Ly Tông yêu thương sâu sắc, điều này khiến cho một tam hộ pháp như hắn sẽ không dám trách móc Thượng Quan Lưu Ly nửa câu. Xin lỗi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ thánh nữ, còn những chuyện khác, tôi không biết. Tam hộ pháp lên tiếng nói. Hôm nay, hắn được Thượng Quan Lưu Ly tôi bảo vệ, nếu muốn động đến hắn thì cứ giết tôi trước. Thượng Quan Lưu Ly nhìn người của thế lực tam đại Phật môn và người của hai đại thế lực hàng đầu, vẻ mặt lạnh lùng quát lên. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bàn luận sôi nổi, bọn họ đều đang suy đoán về mối quan hệ giữa thánh nữ của Lưu Ly Tông này và Diệp Phàm rốt cuộc là như thế nào, tại sao đối phương lại bảo vệ hắn ta như vậy, thậm chí còn không tiếc đắc tội với năm đại thế lực đỉnh cấp. A-di-đà Phật, Lưu Ly Tông các người chắc chắn muốn làm như thế sao? Cường giả dẫn đầu La Hán tự nhìn tam hộ vệ của Lưu Ly Tông và trầm giọng nói. Ý của thánh nữ đại biểu cho ý của Lưu Ly Tông. Giờ phút này, tam hộ pháp chỉ có thể nghe theo lời nói của Thượng Quan Lưu Ly, dù sao thánh nữ này đại biểu cho toàn bộ Lưu Ly Tông, cho dù hắn ta có giải thích cũng vô dụng, ngược lại sẽ giống như tát vào mặt thánh nữ trước mặt người ngoài. Ha ha, cô cho rằng đám Lưu Ly Tông các người có thể ngăn cản chúng tôi sao? Cường giả của Điện Thánh Dương khinh thường nói. Ngay lập tức, người của Điện Thánh Dương và Ngũ Hành Tông cùng với thế lực Tam Đại Phật Môn đều chuẩn bị ra tay, dù sao Lưu Ly Tông tuy mạnh, nhưng muốn ngăn cản Nam Đại thế lực đỉnh cấp bọn họ lại là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vô tình và tàn nhẫn vang lên trong thành Thiên Vẫn, ai dám gây rắc rối, giết. Giọng nói chói tai này khiến lòng người ta run sợ. Người của Nam Đại thế lực hàng đầu và người của các thế lực khác nghe thấy vậy, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, ánh mắt bọn họ chớp chớp, tất cả đều liếc nhìn Diệp Phàm, trực tiếp lựa chọn rút lui. Thánh nữ, chúng ta cũng trở về thôi. Lúc này, Tam Hộ Pháp nói với Thượng Quan Lưu Ly, ánh mắt của hắn ta cũng quét về phía Diệp Phàm, tiểu thế giới rất nguy hiểm, anh cũng mau rời khỏi đi. Cảm ơn. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Không cần cảm ơn tôi, chuyện này coi như là tôi trả ơn cho anh. Ánh mắt Thượng Quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm có chút cảm xúc phức tạp. Sau đó cô ta đi theo Tam Hộ Pháp rời khỏi đây. Công tử, anh và vị Lưu Ly thánh nữ này thật sự có quen biết sao? Vân Thư ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. U, Diệp Phàm gật đầu hỏi, vừa rồi giọng nói kia là của ai, thế mà có thể hù dọa tất cả những thế lực kia chạy hết. Giọng nói đó chắc là thành chủ của Thành Thiên Vẫn. Nghe nói thực lực của vị thành chủ Thành Thiên Vẫn này rất mạnh, ông ta đã đột phá tích cốc cảnh từ lâu rồi, cũng đã đạt tới khai quang kỳ. Thậm chí còn có tin đồn ông ta đã bước vào dung hợp cảnh, sắp ngưng tụ kim đan và bước vào kim đan cảnh, vì vậy người của những thế lực này rất kiêng dè ông ta. Vân Thư giải thích. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm bĩu môi, ba người bọn họ trực tiếp rời khỏi đây. Mà tại một lầu các cách hội đấu giá đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng và để râu quai nón đứng ở đây, lắng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thành chủ, tại sao ngài lại giúp hắn? Một thuộc hạ đứng bên cạnh người đàn ông trung niên này thắc mắc hỏi, người đàn ông trung niên này chính là thành chủ Thành Thiên Vẫn. Nhìn hắn rất giống một người. Ánh mắt của thành chủ Thành Thiên Vẫn sáng lên, trong đầu xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ, vẻ mặt trở nên kính nể, nghiêm nghị. Sau đó, tin tức về những chuyện đã xảy ra tại buổi đấu giá nhanh chóng lan truyền trong tiểu thế giới, gây ra rất nhiều cuộc bàn luận. Mà nhân vật chính là Diệp Phàm sau khi vừa về đến kiếm các đã trực tiếp bế quan. Hắn muốn nâng cao một chút thực lực của mình trước khi bắt đầu cuộc thi kim bảng. Lần này hắn tham gia cuộc thi kim bảng không chỉ để tìm hiểu rõ xem thiếu gia của quỷ cốc kia đã xảy ra chuyện gì, mà còn nhân cơ hội này để xem liệu hắn có thể thăm dò được tin tức có liên quan đến tam sư phụ của mình hay không. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử lúc đứng trên hàng kim bảng rốt cuộc sẽ có phần thưởng như thế nào. Cứ như vậy, Diệp Phàm bắt đầu bế quan. Mà toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu nổi lên sóng ngầm vì khi thời gian gần đến cuộc thi kim bảng. Trong chớp mắt, một tuần trôi qua. Trong kiếm các, Vân Thư tự lẩm bẩm, ngày mai là ngày tổ chức cuộc thi kim bảng mà công tử vẫn chưa xuất quan, e rằng sẽ không đuổi kịp cuộc thi kim bảng lần này. Tiểu thư, không xong rồi, ở bên ngoài. Lúc này, một đệ tử kiếm các vội vàng chạy vào, vừa thở không ra hơi vừa nói với Vân Thư. Vân Thư đi thẳng ra ngoài thì nhìn thấy một đám người xuất hiện trong kiếm các. Trong nhóm người này, có cường giả Ngũ Hành Tông, còn có các cường giả của Điện Thánh Dương và một số thế lực hàng đầu khác,
ngay cả người của tam đại thế lực Phật môn đỉnh cấp cũng đến đây. Chư vị, các người, đừng nói nhảm, mau giao ngọc giản ra đây. Còn có Xá Lợi Phật môn của ta nữa. Người của mấy đại thế lực hàng đầu này quát lên. Nghe thấy lời nói của bọn họ, sắc mặt Vân Thư vô cùng nhăn nhó. Thằng nhóc kia đâu, bảo hắn ra đây đi, lần này tôi muốn xem thử ai có thể bảo vệ hắn. Cường giả dẫn đầu Điện Thánh Dương hừ lạnh nói. Mà sở dĩ hôm nay mấy đại thế lực đỉnh cấp này đột nhiên xuất hiện là bởi vì bọn họ nhận được tin tức trong Lưu Ly Tông đã xảy ra chuyện, tông chủ của Lưu Ly Tông đã chết, lúc này toàn bộ Lưu Ly Tông đang rất hỗn loạn, cho nên bọn họ không cần kiêng dè Lưu Ly Tông nữa, trực tiếp chạy tới kiếm các. Mục đích của những thế lực hàng đầu này rất rõ ràng, chính là giành lấy Ngọc Giản và Xá Lợi Phật Môn. Tôi không biết. Ánh mắt Vân Thư chấp chấp, dứt khoát nói. Không nói đúng không? Vậy hôm nay sẽ là ngày tàn của kiếm các người. Các cường giả của mấy đại thế lực hàng đầu hừ lạnh nói, mỗi người bọn họ đều bộc phát ra khí tức đáng sợ, như muốn phá hủy triệt để kiếm các ngay lập tức. Nhất thời, vẻ mặt Vân Thư khó coi đến cực hạn. Rầm. Đúng lúc này, trong kiếm các vang lên một tiếng động lớn, một chùm ánh sáng đáng sợ bắn lên trời. Ai động đến kiếm các đều phải chết. Một giọng nói giết chóc lạnh lùng tàn nhẫn vang vọng khắp toàn bộ kiếm các. Giờ phút này, không khí trong toàn bộ kiếm các đã hoàn toàn bị đóng băng, mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được khí tức mãnh liệt của cái chết. Ánh mắt bọn họ đồng loạt quét về phía trước. Trong kiếm các, một thanh niên tản ra một luồng sát khí dày đặc, con người lóe lên sự khát máu. Người này chính là Diệp Phàm. Sau khi bế quan một tuần, hiện giờ Diệp Phàm thay đổi rất lớn. Công tử! Vân Thư thấy Diệp Phàm xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm, trải qua chuyện lúc trước. Cô ta đã hoàn toàn coi Diệp Phàm như một chỗ dựa của kiếm các. Là ngươi. Cao thủ Điện Thánh Dương nhận ra Diệp Phàm, lạnh lùng quát. Các người muốn Ngọc Giản và Xá Lợi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy, giao Ngọc Giản ra đây. Cao thủ Điện Thánh Dương quát, người của thế lực Phật môn lên tiếng, A-di-đà Phật, Phật môn chúng ta chỉ cần viên Xá Lợi kia, xin thí chủ giao ra đây. Diệp Phàm, vậy phải xem mạng các người có đủ cứng hay không? Sau đó Diệp Phàm bộc phát sát khí tu la ngập trời. Lúc này Diệp Phàm giống như một ác ma đến từ địa ngục, sát khí khủng bố kia làm người sợ hãi. Đám cao thủ của các thế lực đỉnh cấp đều biến sắc, giật mình, cả người phát run. Diệp Phàm chắp tay trước ngực, huyết quang ngập trời, nhưng tụ thành một kiếm mang khổng lồ màu đỏ cao mấy chục trượng, mang theo uy áp vô biên chém xuống đám người này. Ầm ầm ầm. Một kiếm này bao phủ trời cao, hư không nứt vỡ. Năng lượng khổng lồ lan tràn, không khí trong vòng 10 dặm bị rút cạn. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú động trời vang lên, lực chân nguyên bộc phát, hình thành đám mây năng lượng đáng sợ. Lúc này một bóng người xuất hiện, vung kiếm chặn lại dư âm năng lượng, không cho nó khuếch tán ra ngoài. Người này chính là Vân Tiêu. Lúc trước Diệp Phàm bế quan, Vân Tiêu cũng bế quan, lần này cậu ta xuất quan, thực lực cũng đột phá rất nhiều, có vẻ đã hoàn toàn khống chế kiếm thuần quân. Vân Tiêu cầm kiếm thuần quân chặn đứng giữa âm chiến đấu của Diệp Phàm và đám người này. Rất nhanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm mang màu đỏ của Diệp Phàm trực tiếp đánh bay toàn bộ đám cao thủ kia. Bọn họ nện trên mặt đất điên cuồng hộc máu, bị thương nặng. Một kiếm này của Diệp Phàm cũng xẻ đôi mặt đất của kiếm các. Lần này hắn bế quan, dựa vào linh quả tam phẩm và tài nguyên thu gom được từ tứ đại kiếm tông, liên tục đánh vào trúc cơ. Bây giờ hắn đã là trúc cơ tầng 4, mỗi lần hắn đột phá, thực lực cũng mạnh thêm một phần, thân thể cũng thoát thai hoán cốt một lần, thể chất tăng vọt, lực phòng ngự của thân thể cũng tăng cường không ít. Ngoài ra, Long Tượng Bàn Nhược Công cũng đã đến thập long thập tượng, Ngự Long Quyết đã thành công đột phá đến nhất trọng. Hai công pháp này tăng lên, sức chiến đấu của Diệp Phàm cũng tăng vọt. Bây giờ cảnh giới của hắn là trúc cơ, nhưng sức chiến đấu chân chính còn khủng bố hơn cao thủ Thích Cốc. Đây cũng là lý do tại sao đám cao thủ kia lại bị hắn hoàn toàn trấn áp. Khụ khụ khụ. Đám người kia hộc máu, ho khan, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Thực lực thấp nhất của bọn họ là trúc cơ tầng 9, trong đó có không ít người bước vào cảnh giới thoát thai và tích cốc, vài vị cầm đầu đã đạt đến tích cốc tầng 9, cách cảnh giới khai quang chỉ có một bước, nhưng lại bị Diệp Phàm hoàn toàn trấn áp. Ngươi bước vào cảnh giới khai quang? Không đúng. Rõ ràng cảnh giới của ngươi là trúc cơ, tại sao lại mạnh như vậy? Kẻ cầm đầu mấy thế lực đỉnh cấp vô cùng khiếp sợ, vô cùng khó tin.
Rõ ràng bọn họ thăm dò được cảnh giới của Diệp Phàm chỉ là trúc cơ, nhưng đối phương lại có thể trấn áp bọn họ trong vòng một chiêu, chứng tỏ ít nhất thực lực của đối phương là cảnh giới khai quang, nếu không sao có thể mạnh như vậy. Chút thực lực đó cũng muốn đoạt đồ, không tự lượng sức. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn bước từng bước về phía đám người này, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Cao thủ cầm đầu Điện Thánh Dương hét lên. Rắc. Giây tiếp theo, Diệp Phàm bóp nát cổ của vị cao thủ Điện Thánh Dương này. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm bắt đầu cuộc tàn sát, giết sạch đám người này. Những người này vừa bị một kiếm của Diệp Phàm đánh trọng thương, vết thương còn chưa khôi phục, bây giờ không phải đối thủ của hắn, chịu khổ tàn sát. Lui. Sau khi bọn họ chết hơn nửa, số người còn lại kêu lên, nhưng Diệp Phàm không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, điên cuồng tàn sát. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội cùng lúc với nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy sao? Ngươi thừa nhận được hậu quả này sao? Một cao thủ của tông môn đỉnh cấp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn ta vừa dứt lời đã bị Diệp Phàm đánh nát đầu. 3 phút sau, tất cả cao thủ của các thế lực đỉnh cấp đều chết thảm trong tay Diệp Phàm, không sót một ai. Trong kiếm các chất đầy thi thể, Diệp Phàm đứng ở đó, sát khí kinh người giống như ác ma trong địa ngục, làm người sợ hãi không dám đến gần. Công tử thật khủng khiếp. Vân Thư chấn động nói. Cuộc tỉ thí kim bảng bắt đầu chưa? Diệp Phàm hỏi Vân Thư. Công tử, ngày mai sẽ bắt đầu ạ. Vân Thư trả lời. Vậy mai tôi sẽ đi. Diệp Phàm nói, xử lý những thi thể kia đi. Công tử, bọn họ. Vân Thư nhìn đống thi thể, có hơi do dự. Không phải người bên ngoài nói kiếm các xuất hiện một vị cao thủ thần bí hay sao? Nói là hắn làm, thuận tiện cảnh cáo bọn họ, ai còn dám đến, giết không tha. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Rõ, Vân Thư gật đầu. Tiếp theo tin tức Điện Thánh Diên, Ngũ Hành Tông và Phật Môn cùng kéo đến tiêu diệt kiếm các, nhưng lại bị xóa sổ nhanh chóng lan truyền, chấn động tiểu thế giới Côn Luân. Nhiều cao thủ thế lực đỉnh cấp cùng nhau đến tiêu diệt kiếm các lại bị xóa sổ ngược lại, không ai nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc hiện giờ kiếm các chỉ là một thế lực nhỏ, hơn nữa cao thủ trong tông môn đã không còn, sao có thể tiêu diệt được nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy. Nhưng rất nhanh lại có tin truyền ra, người tiêu diệt các cao thủ đó chính là cao thủ thần bí từng hủy diệt tứ đại kiếm tông. Lúc này vô số thế lực đều vô cùng tò mò vị cao thủ thần bí này là ai, đắc tội với nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, đúng là không sợ chết. Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông và Phật Môn thì vô cùng tức giận vì cao thủ trong tông môn bị giết. Nhưng bởi vì ngày mai là ngày cuộc tỉ thí kim bảng bắt đầu, bọn họ đành phải chịu đựng, chờ kim bảng kết thúc sẽ ra tay diệt kiếm các. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm tỉnh lại từ trạng thái tu hành. Hắn đi ra ngoài, hai chị em Vân Thư đi đến trước mặt hắn. Công tử, hiện tại chúng ta phải xuất phát đến thành Côn Luân, nếu không sẽ đến trễ. Đột nhiên Vân Thư nói, công tử, hôm qua tôi nhận được tin có liên quan đến Lưu Ly Tông. Lưu Ti Tông, sao vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Nghe nói tông chủ của Lưu Ly Tông đột nhiên ngã xuống, bây giờ Lưu Ly Tông vô cùng loạn, không biết hôm nay vị thánh nữ kia có đến tham gia cuộc tỉ thí kim bảng hay không. Vân Thư nói. Diệp Phàm nghe vậy, nhíu mày, nói, được rồi, tôi đã biết. Tiếp theo bọn họ chạy đến thành Côn Luân. Bởi vì thành Côn Luân cách kiếm các khá xa, bọn họ cưỡi 3 con ngựa chạy đến thành Côn Luân, tất nhiên đây không phải ngựa bình thường mà là linh mã, tên gọi tắt là linh thú. Ở giới tu hành không chỉ có người tu hành, cũng có linh thú này hấp thu linh khí thiên địa quanh năm suốt tháng, thân thể biến dị, cuối cùng biến thành linh thú. Có vài linh thú cường đại còn sẽ mở linh trí, tự mình tu hành, cuối cùng tiến hóa thành yêu thú cường đại. Cuối cùng, 3 người Diệp Phàm tốn ơn tiếng cũng đến thành Côn Luân. Thành Côn Luân lớn hơn thành Thiên Vẫn gấp 10 lần, đứng dưới thành có cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Lớn quá! Diệp Phàm cảm thán. Tòa thành này do Côn Luân Tông xây dựng, đây là nơi dừng chân của bọn họ. Côn Luân Tông là một thế lực cổ xưa nhất trong tiểu thế giới, nghe đồn cả tiểu thế giới này do tổ tiên Côn Luân Tông sáng tạo, cuộc tỉ thí kim bảng cũng do Côn Luân Tông tổ chức. Vân Thư giới thiệu. Vào thôi. 3 người đi vào trong thành. Rất nhiều người cũng đi vào thành Côn Luân, bọn họ đều hướng về vị trí trung tâm của thành Côn Luân. Ở vị trí trung tâm của thành Côn Luân có một lôi đài cao lớn. Nơi này chính là nơi tổ chức cuộc tỉ thí kim bảng. Lúc này có không ít thế lực xuất hiện, ngay cả chủ nhân của mấy thế lực đỉnh cấp cũng có mặt.
Côn Luân Tông phái ra một lượng lớn các đệ tử để duy trì trật tự. Nửa giờ sau, một loạt người có khí thế bất phàm xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc bộ trường bào màu trắng, cho người ta cảm giác thoát trần siêu phàm. Các vị, tại hạ là tông chủ Huyền Cửu Thiên của Côn Luân Tông, hôm nay đại diện cho Côn Luân Tông chào mừng các vị. Người đàn ông trung niên này lên tiếng. Cúa mạnh. Diệp Phàm nhìn vị tông chủ kia, ánh mắt nghiêm lại. Với thực lực hiện giờ của hắn, khi đối mặt với vị tông chủ này vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Không lẽ đối phương đã bước vào cảnh giới kim đan? Diệp Phàm thầm suy đoán. Trong con đường tu hành, trúc cơ là một cửa rừng, sau cảnh giới dung hợp thì cảnh giới trúc cơ là một cửa rừng lớn hơn, muốn bước qua rất khó, nhưng một khi bước qua được sẽ trở thành một cao thủ tu hành đỉnh cấp. Hôm nay mọi người tụ lại đây, có lẽ đều đến bị cuộc tỉ thí kim bảng, ta cũng không nhiều lời. Giống như năm vừa rồi, chọn ra 10 vị thiên kiêu đứng đầu kim bảng, nhưng lần này các thế lực cạnh tranh kim bảng chỉ có thể phái ra một vị, không đánh tổ như năm vừa rồi, mà là đánh hỗn chiến trên lôi đài, qua một nén nhang, 10 vị thiên kiêu cuối cùng còn đứng trên lôi đài chính là thiên kiêu đứng đầu trong kim bảng. Huyền Cửu Thiên bình tĩnh nói. Dứt lời, mọi người bàn tán xôn xao. Những người khác không ngờ quy tắc của kim bảng lần này lại thay đổi, còn tàn khốc như vậy. Nhiều thiên kiêu cùng lên lôi đài đánh hỗn chiến, kết quả không thể đoán trước, thậm chí muốn đứng ở cuối cùng phải có thực lực đủ để nghiền áp những người khác, nếu không một khi bị bao vây, cho dù thực lực đủ mạnh cũng không có duyên đứng top bảng. Thú vị! Nghe xong quy tắc thi đấu này, Diệp Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy rất hứng thú với quy tắc này, nó còn thú vị hơn một chọi một nhiều. Được rồi! Mọi người đều đã rõ quy tắc, vậy mọi người bắt đầu báo danh chuẩn bị dự thi, nhớ kỹ, qua 30 tuổi không thể báo danh, nếu bị điều tra ra, Côn Luân Tông tuyệt đối không tha. Huyền Cửu Thiên uy nghiêm nói. Tiếp theo các thiên kiêu của các thế lực bắt đầu báo danh, đúng lúc này một âm thanh to lớn vang dội truyền đến, thiếu chủ quỷ cốc đến. Thiếu chủ quỷ cốc đến. Đúng lúc này một giọng nói vang vọng khắp bốn phương. Phụt phụt phụt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ai nấy đều mang theo vẻ tò mò. Quỷ cốc từng là thế lực khủng bố cấp chúa tể trong tiểu thế giới, thực lực bọn họ mạnh tới mức ai ai cũng phải khiếp sợ, đã biến mất gần nghìn năm bây giờ lại xuất hiện, đương khiến người ta phải tò mò. Lúc này, Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt cũng nhìn qua đó. Hắn cũng muốn xem thử thiếu chủ quỷ cốc này là ai. Rất nhanh đoàn người đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả đám người này mặc trường sam màu đen, gương mặt ai nấy đều lạnh lẽo. Quanh người tản ra khí tức khủng bố, dẫn đầu là một thanh niên có vài phần ngang ngược. Vị công tử này chính là thiếu chủ quỷ cốc. Tông chủ Côn Luân Tông Huyền Cửu Thiên nhìn người thanh niên kia nói. Đúng vậy, tôi chính là thiếu chủ vô tích của quỷ cốc, lần này thay mặt cho quỷ cốc đến đây tham gia trận đấu kim bảng, lấy được thứ hạng nhất. Người thanh niên kia thản nhiên nói, lời nói đầy vẻ tự tin. Những người ở đây nghe được vị thiếu chủ quỷ cốc này ăn nói ngông cuồng thì lộ ra vẻ khinh thường. Thứ hạng đầu kim bảng, đâu có dễ lấy như vậy. Phút. Giờ phút này, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vị thiếu chủ quỷ cốc, nghe được đối phương nói ra hai chữ vô tích, ánh mắt hắn lóe lên, giống như phát hiện ra điều gì đó, hắn nói, ra là như vậy. Quỷ cốc biến mất nghìn năm, không ngờ hôm nay lại tái xuất, nhưng mà thứ hạng đứng đầu kim bảng cũng không hề đơn giản. Huyền Cửu Thiên mỉm cười nhìn vị thiếu chủ này nói, tôi lấy chắc vị trí này rồi, ai không sợ chết thì lên thử xem. Vị thiếu chủ quỷ cốc kia lớn tiếng quát, hắn trực tiếp bước lên lôi đài, quanh người tản ra một cỗ uy thế vô thượng. Đã như vậy, vậy mọi người cũng không cần lãng phí thời gian, chuẩn bị báo danh dự thi đi. Huyền Cửu Thiên lên tiếng. Ngay sau đó, những con cưng của các thế lực thi nhau báo danh, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra tuổi xương. Kiểm tra này là để phòng ngừa người dự thi nói dối tuổi tác, Côn Luân Tông chuẩn bị thứ có thể kiểm tra tuổi xương của một người, dùng cái này phán đoán tuổi tác. Thiếu chủ quỷ cốc, mời cậu tới kiểm tra tuổi xương. Huyền Cửu Thiên nhìn vị thiếu chủ kia nói, đối phương thản nhiên đi xuống lôi đài, rồi bước tới trước mặt đệ tử Côn Luân Tông tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh hắn đã thông qua, sau đó lại quay trở về trên lôi đài. Tông chủ, sao tôi cứ có cảm giác tên thiếu chủ quỷ cốc này có gì đó không đúng lắm? Lúc này, một vị trưởng lão Côn Luân Tông đi tới trước mặt Huyền Cửu Thiên nói. Ánh mắt Huyền Cửu Thiên lóe lên. Ông nhìn ra được cái gì sao? Không có, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn ta bất thường.
vị trưởng lão Côn Lôn Tông lắc đầu. Xem trước đã rồi tính. Huyền Cửu Thiên trầm giọng nói. Vì tham gia cuộc so tài kim bảng, lại dùng loại bí pháp này, đúng là đủ tàn nhẫn. Diệp Phàm cười lạnh nhìn tên thiếu chủ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Công tử, cậu muốn đi báo danh sao? Vân Thư nhìn Diệp Phàm dò hỏi. Ừ, sao các người không báo danh đi? Diệp Phàm hỏi hai chị em nhà này. Thực lực của ta còn chưa đủ nên không tham gia náo nhiệt. Vân Thư lắc đầu, lúc này Vân Tiêu lên tiếng nói, công tử, chị, em muốn đi báo danh thử xem. Cậu có được thuần quân kiếm, thực lực cũng bước vào trúc cơ cảnh, có thể thử xem, coi như là nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Phàm nói với Vân Tiêu, Vân Thư cũng nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu, quy tắc trận đấu lần này chính là hỗn chiến, vô cùng nguy hiểm, em xác định muốn tham gia sao? Chị yên tâm đi, em không sao, là người quả kiếm các thì phải tranh đấu cho kiếm các, không thể để cho bọn họ cảm thấy kiếm các chúng ta không có ai được. Vân Tiêu kiên định nói. Không tệ, có chí khí. Diệp Phàm mỉm cười, ngay sau đó hai người bọn họ cũng đi báo danh. Toàn bộ quá trình báo danh mất hơn nửa tiếng, ước chừng có hơn 100 người báo danh. Bởi vì đây là lần đầu tiên trận đấu kim bảng thay đổi quy tắc khiến cho không ít người từ bỏ. Hơn nữa một tông môn chỉ có một người được dự thi nên mới ít như vậy, nếu không thì nhân số phải tới cả nghìn người. Thiên Điện, Thanh Vân Môn, Thiên Dương Tông, Thánh Dương Điện, Ngũ Hành Tông, tất cả các thế lực đều phái ra một người tới báo danh, ngay cả La Hán Tự, Thiên Âm Điện, Pháp Tướng Tông, tam đại thế lực Phật Môn cũng không ngoại lệ. Lang Gia Các đến, Vạn Kiếm Tông đến, Trích Tinh Các đến, Đan Môn đến. Lúc này, bốn tiếng thông báo vang lên. Ngay sau đó, bốn nhóm người xuất hiện ở đây, tất cả đều khí vũ hiên ngang, tản ra khí thế bất phàm. Trong bọn họ, thực lực kém nhất cũng đạt tới trúc cơ cảnh, trong đó thoát thai cảnh cùng tịch cốc cảnh cũng không ít, thậm chí mấy người dẫn đầu kia đều đạt tới khai quang cảnh tầng 7 trở lên. Là tứ đại thế lực chúa tể. Mọi người nhìn người của tứ đại thế lực, thì đều kinh hãi. Bốn thế lực lớn này là thế lực chúa tể trong tiểu thế giới, có cùng cấp bậc với Côn Lôn Tông. Không nghĩ cuộc so tài kim bảng lần này lại xuất hiện nhiều thế lực chúa tể như vậy, trước kia cũng không có mấy thế lực tham gia. Vân Thư nhìn những người này cảm thán nói. Diệp Phàm nhìn tứ đại thế lực, ánh mắt dừng lại trong đội ngũ Trích Tinh Các một chút, lúc trước hộ pháp Trích Tinh Các vào thế tục muốn mang hắn tới đó, không ngờ Trích Tinh Các này lại là một trong những thế lực cường đại nhất tiểu thế giới. Không ngờ tứ đại thế lực chúa tể đều tới, lần này danh sách trận đấu kim bảng lại chiếm mất mấy người. May mà mỗi thế lực chỉ được phái một người tham gia, nếu không thì những người khác cũng không cần đi dự thi. Đúng vậy, lần đấu kim bảng này sợ là sẽ rất quyết liệt. Những thế lực đứng đầu đang bàn tán sôi nổi, ai nấy đều cảm thán không thôi. Không ngờ tứ đại thế lực các người lại tới cùng nhau. Lúc này Huyền Cửu Thiên nhìn người của tứ đại chúa tể lên tiếng nói. Huyền Tông Chủ, có phải chúng tôi tới làm ông lo lắng, sợ thiên tài của Côn Lôn Tông không lấy được thứ hạng đầu? Vị cường giả dẫn đầu Vạn Kiếm Tông nhìn Huyền Cửu Thiên nói. Kim bảng đệ nhất, người có năng lực thì sẽ lấy được, nếu Côn Lôn Tông ta không đoạt được vị trí đó, vậy thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Huyền Cửu Thiên bình tĩnh đáp. Hạng nhất kim bảng, Côn Lôn Tông ta lấy chắc rồi. Ngay sau đó, một người thanh niên khoác áo dài trắng, tóc dài buộc ra phía sau, gương mặt tự tin nói. Vị này chắc hẳn chính là đệ nhất thiên tài Côn Lôn Tông Tần Vô Trần. Lão giả dẫn đầu Trích Tinh Các nhìn vị thanh niên này nói. Phút phút phút, ánh mắt cường giả Đan Môn, Vạn Kiếm Tông, Lang Gia Các đều nhìn phía người thanh niên này, những người của các thế lực chuẩn bị dự thi cũng nhìn sang, ánh mắt ai nấy đều lóe lên, chiến ý sôi trào. Thú vị, Diệp Phàm nhìn chăm chú vị thiên tài Côn Lôn Tông, lẩm bẩm. Hạng nhất kim bảng lần này, người muốn có cũng không dễ dàng như vậy. Một người thanh niên bước ra từ trong đội ngũ Vạn Kiếm Tông. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Vô Trần. Hạng nhất này, ta cũng muốn. Một vị thanh niên phe phẩu quạt lông trong Lang Gia Các mỉm cười nói. Muốn lấy được thứ hạng nhất kim bảng, vậy thì phải xem bản lĩnh mỗi người rồi. Người thanh niên tóc đỏ bước ra từ trong Đan Môn, tính tình nóng nảy, con người giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho người ta không rét mà run. Vị trí đứng đầu kim bảng hôm nay không có bất cứ quan hệ gì với các người hết. Lúc này, thiếu chủ quỷ cốc đứng trên lôi đài lạnh nhạt nói. Phút phút phút. Lúc này này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía người mới vừa lên tiếng, thiên tài của Vạn Kiếm Tông lạnh lùng nói, ngươi là ai?
giới thiệu với các ngươi một chút, vị này chính là thiếu chủ của Quỷ Cốc. Huyền Cửu Thiên lên tiếng. Quỷ Cốc. Nghe được hai chữ này, vẻ mặt của tứ đại chúa tể đều thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Đã sớm nghe nói năm đó Quỷ Cốc tung hoành tiểu thế giới, không sợ bất kỳ thế lực nào, hôm nay tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc Quỷ Cốc có như lời đồn hay không. Ánh mắt của người thanh niên Vạn Kiếm Tông hiện lên chiến ý nồng đậm, hắn trực tiếp leo lên lôi đài. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lên lôi đài, những tuyển thủ dự thi cũng nhao nhao leo lên, nhưng bọn họ đứng cách thiếu chủ Quỷ Cốc và người của tứ đại thế lực rất xa, sợ tới gần bọn họ. Thiếu chủ Quỷ Cốc, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Vạn Kiếm Tông nhìn chằm chằm thiếu chủ Quỷ Cốc, trên người hắn tản ra kiếm ý lạnh như băng, nhưng lúc này một giọng nói lại vang lên, hắn là của ta. Xoẹt. Lúc này, một thanh niên bước lên võ đài, đi từng bước về phía vị thiếu chủ của Quỷ Cốc kia. Mà người này chính là Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm đang nhìn về phía thiếu chủ của Quỷ Cốc, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, sát ý lan tỏa ra khắp nơi. Xoẹt. Về phần vị thiếu chủ Quỷ Cốc kia khi nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt thay đổi, dường như biết rõ hắn. Chính là cậu ta. Người hộ pháp trong nhóm người của Trích Tinh Các nhìn Diệp Phàm, lập tức khiếp sợ. Cậu biết cậu ta à? Ông lão dẫn đầu Trích Tinh Các nhìn về phía hộ pháp và hỏi. Nhị trưởng lão, cậu ta chính là Tử Vi Đế Tinh Chi Chủ. Người hộ pháp kia nhẹ giọng nói. Xoẹt. Nghe lời vị hộ pháp nói, sắc mặt vị trưởng lão Trích Tinh Các thay đổi, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Lập tức đi thông báo cho các chủ. Ngay lập tức, vị trưởng lão này thì thầm với vị hộ pháp, người này gật đầu và trực tiếp rời khỏi nơi này. Khi những người dẫn đầu của các thế lực chúa tể lớn khác nghe được những gì vị hộ pháp của Trích Tinh Các nói, sắc mặt của họ đều đã thay đổi. Bọn họ lần lượt phái người đi thông báo cho các tông chủ của các tông môn, dù sao thì việc Tử Vi Đế Tinh Chi Chủ xuất hiện ở đây cũng là một chuyện lớn, không thể tùy tiện được. Chính là cậu ta. Khi Diệp Phàm bước lên đài, không chỉ có hộ pháp của Trích Tinh Các nhận ra hắn, mà cả người của ba thế lực Phật môn lớn và các thế lực lớn khác như Điện Thánh Dương cũng nhận ra hắn. Xá lợi của Phật môn đang nằm trong tay cậu ta. Lập tức trở về báo cho trụ trì. Lập tức đi thông báo cho điện chủ. Có thể đi báo cáo chuyện này với tông chủ. Những người từ chùa La Hán, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông lần lượt rời khỏi đây để thông báo cho các thủ lĩnh tương ứng của họ. Khi Diệp Phàm bước lên đài, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu chui từ đâu ra vậy? Cút sang một bên đi. Trên đài, thiên tài Vạn Kiếm Tông khinh thường nhìn Diệp Phàm. Căn bản không hề coi trọng hắn. Bùm! Diệp Phàm trực tiếp tung ra một quyền, sức mạnh của 10 long 10 tượng trực tiếp bộc phát ra, từng đợt tiếng rồng ngâm tượng giống vang lên, đinh tai nhức óc, tạo thành một luồng sức long tượng khủng bố. Khi Diệp Phàm đấm ra một quyền này, khoảng không nổ tung, năng lượng cuồn cuộn bùng phát ra, khiến các thiên tài trên võ đài cảm thấy như không thể thở được. Sắc mặt thiên tài Vạn Kiếm Tông thay đổi trong nháy mắt, hắn ta trực tiếp thi triển một chiêu linh kỹ. Hét lớn, bách kiếm quy nhất. Trên người của tên thiên tài Vạn Kiếm Tông này bộc phát ra từng luồng kiếm quang, hình thành trăm thanh kiếm sắc bén lao về phía Diệp Phàm, trăm thanh kiếm này trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm trong không trung, tạo thành một thanh kiếm vô song, không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đòn tấn công của hai người va chạm nhau tạo thành từng đợt sấm sét. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là cú đấm của Diệp Phàm đã nghiền nát linh kỹ mà thiên tài của Vạn Kiếm Tông thi triển ra. Phụt. Một giây tiếp theo, nắm đấm của Diệp Phàm đã nện vào cơ thể của thiên tài Vạn Kiếm Tông này, khiến hắn ta bay ra khỏi võ đài và đập mạnh xuống đất, điên cuồng hộc máu. SSSS. Lúc này, toàn trường đều sửng sốt, hít một hơi thật sâu. Không ai ngờ rằng một chàng trai trẻ xa lạ lại có thể trấn áp một trong những thế lực chúa tể, thiên tài của Vạn Kiếm Tông chỉ bằng một cú đấm. Trong phút chốc, Diệp Phàm trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Trên đài, các thiên tài đều dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Phàm, đặc biệt là những thiên tài của thế lực chúa tể khác đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nặng nề. Diệp Phàm không hề thay đổi sắc mặt đi về phía thiếu chủ Quỷ Cốc, hắn dừng lại khi còn cách đối phương 2 mét, nói, Phong Vô Tích, ông thật sự rất vô liêm sỉ, vậy mà ông dám lợi dụng bí thuật của Quỷ Cốc để cải trang thành một người trẻ tuổi tới tham gia cuộc thi, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Bùm! Khi Diệp Phàm nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Huyền Cửu Thiên kia cũng cau mày chặt hơn, nhìn chằm chằm vào thiếu chủ Quỷ Cốc. Thì ra đây không phải là bộ dạng thật của người này, chả trách tại sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
vị trưởng lão của Côn Lôn Tông đột nhiên nói. Lúc này, tên thiếu chủ quỷ cốc này nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng nói, không ngờ ngươi cũng tới đây, đáng tiếc kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy lại bị ngươi phá hỏng. Giọng nói của thiếu chủ quỷ cốc đột nhiên thay đổi, trở thành giọng nói của Phong Vô Tích, khuôn mặt cũng vặn vẹo và thay đổi, nhanh chóng biến thành một khuôn mặt khác. Ngay sau đó, khí tức và bộ dạng của tên thiếu chủ quỷ cốc này cũng thay đổi, trực tiếp biến thành một người khác, mà người này chính là Phong Vô Tích, đệ tử mà tam sư phụ của Diệp Phàm đã thu nhận trước đó. Đúng vậy, cái gọi là thiếu chủ vô ngân của quỷ cốc chính là Phong Vô Tích biến thành thông qua bí pháp của quỷ cốc. Trong quỷ cốc có loại thuật biến hình này, có thể khiến bản thân biến thành người khác, tuy nhiên loại bí thuật này cần phải trải qua rất nhiều đau đớn, đồng thời cần một lượng lớn dược liệu quý hiếm mới có thể làm được. Một khi thi triển bí pháp này thì hoàn toàn có thể biến thành một người khác, ngay cả tuổi xương và giọng nói cũng có thể thay đổi hoàn toàn, trừ khi là người hiểu rõ bí thuật này. Nếu không thì dù là người ngoài có thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phân biệt được. Nếu hôm nay không phải Diệp Phàm có mặt, không ai có thể đoán được, vị thiếu chủ quỷ cốc còn trẻ tuổi này thật sự là một người đàn ông 40 tuổi. Khi Phong Vô Tích thay đổi về hình dạng ban đầu, trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một bí thuật thần kỳ như vậy, đây thực sự là một sự lừa dối. Phong Vô Tích, tam sư phụ của ta đâu? Diệp Phàm nhìn Phong Vô Tích, lạnh lùng quát. Kha kha, muốn biết tung tích của lão già kia sao? Chờ ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm và cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Xoẹt! Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý, hắn không nói một lời mà lao thẳng về phía Phong Vô Tích. Bùm! Lúc này, Diệp Phàm không hề giữ lại gì nữa, hắn bộc phát ra toàn bộ sức lực. Trực tiếp hóa thành một thanh kiếm quang màu đỏ như máu dài mấy chục trượng, chém về phía Phong Vô Tích. Chiêu này là một chiêu tuyệt kỹ trong lục đạo phán quyết thuật, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, cộng thêm chiêu thức này, lực sát thương có thể đạt tới trình độ kinh người. Trong phút chốc, toàn bộ võ đài đều bị luồng kiếm quang màu đỏ như máu này bao phủ, tạo thành một lực lượng khiến người ta sợ hãi, những thiên tài khác sợ đến mức liên tục lui về phía sau. Thậm chí có nhiều người còn trực tiếp rút lui khỏi võ đài, từ bỏ cuộc thi. Giờ phút này, thực lực Diệp Phàm thể hiện ra khiến người ta sợ hãi, tim đập thình thịch. Không chỉ có những thiên tài kia sửng sốt, mà ngay cả thủ lĩnh của các thế lực lớn có mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Khi Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm thi triển luồng kiếm quang này, sắc mặt hắn ta cứng lại, hai tay tạo thành một cái ấn lớn, đột nhiên hét lớn, phiên thiên ấn. Bùm! Sức mạnh chân nguyên vô tận bộc phát ra từ cơ thể Phong Vô Tích, ngưng tụ thành một cái ấn lớn và va chạm mạnh với kiếm quang màu đỏ như máu của Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, một tiếng gầm chói tai vang lên, năng lượng cuồn cuộn thổi quét qua, tông chủ của Côn Lôn Tông và một số cường giả của thế lực chúa tể khác đã ra tay để chống lại sự lan rộng của năng lượng này. Phụt! Một kiếm của Diệp Phàm ngay lập tức phá hủy cái ấn lớn của Phong Vô Tích, ánh kiếm rơi vào người hắn ta, khiến toàn thân hắn ta bay đi. Đập mạnh vào rìa của võ đài, tóc rối tung, điên cuồng hộc máu. Hiện tại, thực lực của Phong Vô Tích đã được tăng lên đến cảnh giới khai quang, phối hợp với linh kỹ mà hắn ta thể hiện, những thiên tài ở đây không thể là đối thủ của ông ta, nhưng thật đáng tiếc khi hắn ta gặp phải Diệp Phàm. Với thực lực của hiện tại của Diệp Phàm, khi bộc phát ra toàn bộ thực lực, hắn có thể trấn áp cảnh giới khai quang, hơn nữa, bởi vì tam sư phụ nên sự căm hận của hắn đối với Phong Vô Tích càng làm cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Cực kỳ mạnh mẽ. Nói đi, tam sư phụ của ta ở đâu? Diệp Phàm hét lên từng chữ với Phong Vô Tích. Không ngờ trong thời gian ngắn mà thực lực của ngươi lại tiến bộ nhiều như vậy, đúng là đồ đệ mà lão già kia ưng ý, nhưng kiếp này ngươi đừng hòng được gặp lại ông ta. Phong Vô Tích hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Lập tức, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát ý, tức giận đến mức lao thẳng về phía Phong Vô Tích. Dừng tay. Lúc này, đám người đi theo Phong Vô Tích đến đây đột nhiên hét lên một tiếng, tất cả bọn họ đều lao về phía Diệp Phàm, trong đó có mấy người bộc phát ra sức mạnh từ cảnh giới khai quang cấp 6 trở lên. Cút! Diệp Phàm gầm lên một tiếng đầy tức giận, thi triển long tượng bàn nhược công, đồng thời trực tiếp phóng ra long tượng quyền. Trong phút chốc, toàn bộ sức mạnh của 10 long và 10 tượng trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra, bóng dáng của 10 long và 10 tượng xuất hiện trong khoảng không. Tản ra sức mạnh vô song, khiến tất cả mọi người sợ hãi. 10 long và 10 tượng đều lao về phía nhóm người này và nuốt chửng bọn họ trong nháy mắt. Linh kỹ hóa hình,
đây không phải là thứ mà chỉ có linh kỹ cấp địa mới có thể đạt được sao? Làm sao cậu ta có thể? Vào lúc này, trưởng lão của Côn Lôn Tông và những cường giả của một số thế lực chúa tể khác đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng của Long Tượng trong khoảng không. Trong tu hành, linh kỹ được chia thành 4 cấp chính, hoàng, huyền, địa, thiên, trong mỗi cấp lại chia thành 3 cấp nhỏ hơn, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Cấp độ càng cao thì sức mạnh của linh kỹ càng mạnh. Nếu muốn linh kỹ hóa hình, chỉ có linh kỹ cấp địa và linh kỹ cấp thiên cao hơn mới có thể làm được, trong toàn bộ tiểu thế giới, cho đến ngày nay cũng không có nhiều linh kỹ cấp huyền chứ đừng nói đến linh kỹ cấp địa và linh kỹ cấp thiên, về cơ bản là chúng đang ở trạng thái biến mất hoàn toàn. Ngay cả những thế lực cấp chúa tể lớn đó cũng chỉ có nhiều nhất 1-2 bộ linh kỹ cấp địa mà tổ tiên truyền lại để làm át chủ bài, tất cả đều là cấp địa hạ phẩm, và chỉ những người ở cấp độ tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão mới được phép tu luyện. Nhưng bây giờ Diệp Phàm có thể dễ dàng thi triển ra linh kỹ cấp địa như vậy, tự nhiên là gây chấn động. Rầm rầm rầm. Chẳng bao lâu sau, từng loạt tiếng sấm sét nổ mạnh vang lên. Nhóm cường giả đi theo Phong Vô Tích đến đây phải đối mặt với sự tấn công của 10 long 10 tượng, một nhóm lớn trong số họ đã chết mà không còn lại chút xương cốt nào, mặc dù một số cường giả ở cảnh giới khai quang còn may mắn sống sót, nhưng cũng chỉ nửa chết nửa sống. Lúc này, toàn trường kinh ngạc sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Mà Diệp Phàm vung tay ra, tóm lấy cổ Phong Vô Tích, lạnh lùng quát, nói đi, tam sư phụ của ta ở đâu? Muốn gặp sư phụ của ngươi, cả đời này của ngươi đều không thể gặp được. Phong Vô Tích lạnh lùng nói. Ý ngươi là gì? Sắc mặt Diệp Phàm khựng lại, hắn bóp chặt cổ của Phong Vô Tích. Lão già đó đã chết từ lâu rồi. Ha ha ha, ông ta đã sớm bị ta tra tấn đến chết, đời này ngươi sẽ không thể gặp lại ông ta được nữa, muốn gặp ông ta thì xuống địa ngục tìm ông ta đi. Ha ha ha, vẻ mặt Phong Vô Tích hung ác, điên cuồng cười lớn. Bùm. Diệp Phàm nghe được lời này, đầu óc trực tiếp nổ tung, trong người hắn bộc phát ra một sự tức giận ngút trời khó tả. A! À, Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng đầy đau lòng, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong Vô Tích, ta muốn ngươi phải chết.